Trương Khắc ôm Địch Đan Thanh trong lòng, cảm thụ rõ ràng hai bầu ngực lớn của cô áp lên người, tay nâng mông cô lên, săn chắc non mềm trơn mịn, nhẹ giọng nói vào tai cô. Chỉ ôm nhẹ thôi. Thấy Địch Đan Thanh không hiểu, tiếp tục nói. Ôm chặt thế này làm sao tôi cử động được? Á! Địch Đan Thanh buông tay ra, thấy mình giống như cô bé vô tri cam tâm tình nguyện để đại sắc lang lừa gạt, ôm lấy khuôn mặt nóng như lửa, qua kẽ ngón tay khẩn trương nhìn Trương Khắc hạ người xuống. Mưa xuân liên tiếp, cơ thể mềm mại của Địch Đan Thanh lên xuống như sóng cồn, mỗi lần lên đỉnh cơn sóng lại bấu chặt lưng Trương Khắc, miệng phát ra tiếng rên dài, buông thả trong hoan ái, cảm xúc chẳng chữ cũng khỏi, mồ hôi ướt đẫm người, ôm nhau vào phòng tắm, cuộc chiến tiếp tục ở đó, tắm xong bò lên giường, hai cơ thể trần truồng vẫn quấn lấy nhau. Ban ngày trời nhiều mây âm u, lúc này ánh trăng trong mát chiếu xuống, xuyên qua rèm cửa, rải lên chiếc chăn lụa, Trương Khắc ngây ngất nhìn cơ thể ngọc ngà hoàn mỹ. Địch Đan Thanh thấy y nhúc nhích ánh mắt chiếu xuống dưới cơ thể mình, ôm lấy mặt y. Muốn nhìn cái gì? Nốt ruồi ấy. Cậu là đồ khốn. Địch Đan Thanh khẽ mắng một câu, hai tay che lấy khuôn mặt thẹn đỏ dừa, người nằm lên đệm, hai chân hơi có lại, cơ thể hình thành chữ y, miệng lại nói câu đó. Chỉ đêm nay thôi, cậu nhớ kỹ đó, chỉ đêm nay thôi. Trương Khắc chống người dậy, nhìn cơ thể trắng sáng như ngọc phía dưới, tựa như được ánh trăng ngưng động thành. Trắng như tuyết mịn như tơ, hai bầu vú tròn trịa giống như hai giọt nước nén xuống bởi trọng lực, hai núm vú lại non nớt nhỏ xinh đáng yêu, tươi non như núm vú thiếu nữ, giống như hai đóa hồng mai đang nở e ấp trước tuyết sớm, vươn thẳng như khiêu khích với gió xuân. Lung linh đến mê hồn. Chiếc bụng trơn mịn bằng phẳng khảm vào lỗ rốn nho nhỏ, cặp đùi thon thả dạng ra, dũng cảm khoe chốn riêng tư mỹ lệ nhất cho nam nhân của cô chiêm ngưỡng. Trong lớp lông đen bóng là hai mép thịt hồng hào hơi phồng như che giấu khe sâu đỏ tươi xuân sắc giấy bên trong, lại thẹn thùng lên mời gọi, ngọc thể vì căng thẳng ngượng ngùng dịn mồ hôi lấm tấm, phản chiếu ánh trăng sáng lấp lánh, quả thực là kiệt tác hoàn mỹ của tạo hóa. Xong chưa? Địch Đan Thanh có thể cảm thụ ánh ánh của Trương Khắc đang tập trung vào chỗ này, muốn khép chân lại. Thật đẹp, còn chưa nhìn thấy. Trương Khắc vội nắm lấy hai đầu gối Địch Đan Thanh, không cho cô khép chân lại, cơ thịt vừa mới co lại một chút. Con lạch nhỏ giữa hai chân đã dịn ra một giọt ngọc lộ trong suốt. Đại khái Địch Đan Thanh cũng nhận ra, xoay người lại lăm sang mép giường, không cho Trương Khắc nhìn nữa. Xương cốt tôi tan chảy hết rồi, cậu còn muốn làm gì nữa? Vùi đầu vào trong chăn, không dám nhìn Trương Khắc. Cặp mông mẩy tròn trịa, trắng, mịn, đầy sắc đàn hồi, cảnh tượng dụ hoặc như vậy bày trước mắt Trương Khắc sao chỉ có thể nhìn thôi được, đưa tay lớn ve vuốt, vẫn không đủ chuyển sang nắm bóp. Nuốt ực một ngụm nước bọt rồi vỗ một cái lên đó, để lại dấu ấn hồng hồng, làm Địch Đan Thanh rên lên một tiếng. Tiếng rên của cô kích thích thú tính của Trương Khắc sôi lên sùng sục, nâng cặp mông của cô lên cao, con lạch phấn hồng giữa lớp lông mượt như nhung thấm đẫm sương mai ướt át bày ra hoàn toàn trước cặp mắt sói của y, Trương Khắc tim đập như trống trận, đỡ lấy mông cô tiến vào. Địch Đan Thanh một rút lui, nhưng bị Trương Khắc ôm lấy eo giữ lại, cặp mông ngúng ngẩy chỉ càng làm Trương Khắc thêm kích thích. Y đứng hẳn xuống giường tiến vào càng mạnh mẽ, cánh môi quyến rũ của Địch Đan Thanh theo từng nhịp ra vào của Trương Khắc mà phát ra tiếng rên xiết như nức nở, cuối cùng biến thành tiếng rên kéo dài đầy nhục dục. Mông Địch Đan Thanh chồng cao, có nhìn rõ ràng chỗ riêng tư của cô, phát hiện ra giữa hai lớp da mềm là một cái nốt ruồi to bằng hạt gạo, đúng là không phải người thân mật nhất không thể nhìn thấy được. Chương 909, tình một đêm. Đêm đã khuya, bầu trời ngoài cửa sổ phát tán ánh sáng mông lung mê hoặc. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn mờ mờ, Trương Khắc thỏa mãn vuốt ve tấm lưng trợn mịn của Địch Đan Thanh. Cái nốt ruồi đó, ngay cả bản thân chị cũng đâu dễ dàng nhìn thấy được. Địch Đan Thanh ngẩng đầu lên nhìn nụ cười vô lại mang vẻ trêu tức của y, chẳng hề ngại ngùng nói. Chẳng lẽ chỉ có nam nhân biết tự sướng, nữ nhân không biết tự làm bản thân thư thái sao? Hả? Trương Khắc đột nhiên phát hiện ra cô gái Địch Đan Thanh nhu nhược kia đã biến mất rồi, thầm nghĩ. Nữ nhân thay đổi thật là nhanh. Chị vừa khôi phục sức khỏe là lại bắt đầu nhe nanh múa vuốt rồi. Đúng đấy, đột nhiên phát hiện ra nam nhân cũng là thứ hay. Địch Đan Thanh nằm trong lòng Trương Khắc lười biếng duỗi mình một cái. À, nói sai rồi, nam nhân trước giờ chẳng phải là thứ tử tế. Nhấc mình muốn đứng dậy. Sao thế? Trương Khắc thấy Địch Đan Thanh cúi người muốn nhặt y phục trên thảm, nắm lấy tay cô hỏi. Địch Đan Thanh nhặt váy lên, che đi bầu ngực và khe sâu phía dưới, ngồi ở đầu giường chăm chú nhìn Trương Khắc. Sao thế? Trương Khắc hỏi lại, thấy vẻ mặt cô rất nghiêm túc,
trong số những nữ nhân của y, chỉ có Địch Đan Thanh có được đôi mắt nhìn xuyên thấu lòng người này. Nữ nhân thật ngốc, có điều nữ nhân ngốc một chút cũng tốt. Địch Đan Thanh tùy mị vuốt ve gò má Trương Khác, cảm tưởng lúc này cô mới là người nắm quyền chủ động giữa hai người. Tôi hỏi cậu một câu được không? Cậu thích nhất là ai, Vãn Tình, Hứa Tư hay là Đường Thanh? Dừng lại một chút, bổ sung thêm. Hay là cô bé trong lòng cậu? Trương Khác vĩnh viễn không muốn đối diện với vấn đề này. Ôi, thật là đáng buồn, còn tưởng cậu cho dù có nói dối cũng sẽ an ủi người ta một chút chứ. Địch Đan Thanh cảm khái, tay vẫn mơn man trên mặt Trương Khác. Cậu rất dịu dàng, rất chu đáo, cậu giống như một ngọn lửa rực sáng, luôn luôn có con thiêu thân bất chấp tất cả lao đầu vào. Vừa rồi tôi rất dễ chịu, đó là cảm giác mỹ diệu nhất cuộc đời tôi. Nhưng hãy để tôi trở lại là con người vốn có của mình, được không? Chị thật là lãnh đạm. Trương Khác thấy hơi bị tổn thương, không ngờ hai người đi tới bước này rồi còn có thể khôi phục lại quan hệ trước kia, nhìn sâu vào mắt Địch Đan Thanh, có mối thâm tình trong đó, nhưng cũng có sự quyết liệt mạnh mẽ của riêng cô. Giống như con thiêu thân bất chấp mọi thứ lao vào ngọn lửa, có lẽ tiếp đó sẽ hóa thành tro, hoặc có lẽ sẽ lột xác, Trương Khác nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, người Địch Đan Thanh cứng lại một chút, rồi vẫn thuận theo ý y, hơi nghiêng đầu ngẩng lên, để gò má non mịn cả vào cằm ram giáp râu của y. Địch Đan Thanh lùa tay vào mái tóc của Trương Khác, nam nhân to xác này hiện cứ như một đứa trẻ, trong lòng cô dâng lên nhu tình nồng đậm, không biết có nên nói cho y biết, chiều mưa hôm đó, cô và Vệ Lan ngồi trong xe nhìn y buộc dẹp cho cô bé kia không, thầm thở dài trong lòng, vòng hai tay ôm cổ y, khẽ nói. Đôi khi tôi cảm giác trái tim cậu trống rỗng, luôn là nữ nhân động chân tình với cậu, tim cậu mới có tình. Có lẽ không một nữ nhân nào thực sự chiếm trọn trái tim cậu. Nghĩ thế hơi bi ai, cũng cam tâm một chút. Vì cậu thực sự rất mê người. Trương Khác không ngờ để cho một cô gái nhìn thấu triệt như thế, không biết nói gì, yên tĩnh ôm chặt giai nhân trong lòng, bất ngờ nhưng không phải nghi ngờ, Địch Đan Thanh là cô gái lấp đầy một phần khoảng trống trong trái tim y. Đêm hôm đó ở chung cư thanh niên, cho dù là hiểu lầm, cậu cũng không cưỡng cầu, nhưng tựa hồ cũng chẳng thể nói cậu không đủ gan phải không. Địch Đan Thanh mỉm cười nhìn Trương Khác. Hả? Trương Khác há hốc mồm nhìn đôi mắt sáng như sao của Địch Đan Thanh. Tôi còn tưởng chị sẽ cho rằng đó là giấc mơ. Cậu thực sự nghĩ vậy đấy à? Địch Đan Thanh trừng mắt lên nhéo cho y một cái. Nếu tôi chỉ 18 tuổi, tôi còn tin lời này của cậu. Giờ có điên mới tin cậu. Vừa rồi liên tiếp được y đưa lên cao trào, cảm giác như lịm đi trong khoái lạc, mỗi một cảm thụ nho nhỏ trong cơ thể tên nhóc này đều nắm bắt được, đều chiếu cố tới. Cho nên hai người mới đạt được khoái cảm hoàn mỹ như vậy, tin y không biết đêm đó mình đã tỉnh mới là lạ. Tôi đang nghĩ, xưa nay chỉ có nữ nhân mới động chân tình, nam nhân biết chiều nữ nhân, biết thương nữ nhân, nhưng chỉ tới đó thôi. Cậu hiểu ý tôi không? Đừng nói tôi tệ như thế, giống như bạo quân tham dâm háo sắc vô độ thời phong kiến vậy. Về bản chất tốt hơn là bao? Địch Đan Thanh xoay người, nằm lên người Trương Khác, chống tay nhìn mắt y hỏi. Trương Khác cười, nụ cười của y trong bóng đêm càng thêm mơ hồ, mặc dù bị Địch Đan Thanh nói gần trúng bản chất, nhưng không cảm thấy không chịu nổi, ngược lại cảm giác như chút được gánh nặng. Đời người được làm lại một lần đã là may mắn nhường nào, có thể vãn hồi ít nhiều nuối tiếc bao nhiêu người muốn mà không được, là nam nhân trải qua thương hải tang điền, chẳng mong mỏi tình cảm không có tạp chất. Trương Khác luôn hiểu mình không đối diện được với chuyện Trần Ninh bỏ mình ra đi với nguyên nhân không rõ ràng, làm lòng y vướng mắc. Giống như lần đó y nói với Trần Phi Dung, tuyệt đại đa số những người sau khi chia tay đau khổ là vì họ không tìm ra nguyên nhân chia tay, nên cứ vướng mắc trong lòng. Con cá mất là con cá to, chứ không hẳn có thể nói tình cảm y dành cho Đường Thanh, Hứa Tư, Tạ Vãn Tình kém sâu đậm hơn, hiện có thêm Địch Đan Thanh chiếm cứ một phần trong đó. Tiếc là không thể kể cho Địch Đan Thanh, nếu không có khi cô ấy có thể giải tỏa cho mình. Điện thoại ở tù đầu giường rung nhẹ. Ánh sáng huỳnh quang màu lục sáng lên, có tin nhắn gửi tới, Trương Khác nhìn đồng hồ, đã 2 giờ rồi, có thể đoán ra ai nhắn tin cho mình vào lúc này, do dự không biết có nên xem trước mặt Địch Đan Thanh không. Chắc là Hứa Tư đấy, mấy ngày qua cô ấy thường thức đêm, cậu nên bảo cô ấy nghỉ ngơi thêm. Hành động nhỏ đó của Trương Khác làm Địch Đan Thanh cảm thấy đủ rồi, cô không nhầm về y, không hối hận đã trao thân cho y, hôn nhẹ lên môi Trương Khác rồi ngồi dậy mặc quần áo. Trương Khác vươn tay lấy di động, Hứa Tư vì quy hoạch khu lều lán giấy thần hy nên gần đây thường xuyên thức đêm, gửi tin nhắc hỏi Trương Khác đã ngủ chưa.
Trương Khắc bấm số Hứa Tư, Địch Đan Thanh mặc xong y phục, hôn lên má Trương Khắc nói nhỏ. Thực sự cảm ơn cậu, mặc dù chỉ là một đêm, nhưng cảm giác có người yêu thật tuyệt. Địch Đan Thanh đóng cửa lại, giọng nói êm ái của Hứa Tư cũng truyền tới. Này, chỉ sợ cậu ngủ rồi, chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút. Trương Khắc tắt đèn, đi xuống giường, kéo rèm cửa, để bóng đêm hoàn toàn nhấn chìm bản thân, để chỉ có hai trái tim kết nối với nhau, những lời của Địch Đan Thanh càng làm y thêm trân trọng những gì đang có. Sáng hôm sau thức dậy thì đã là 12 giờ rồi, Địch Đan Thanh tinh thần phấn chân đi vào thông báo y phải mau chóng thức dậy rửa ráy mới kịp chuyến bay đi Bắc Kinh. Từ trên mặt của cô chẳng hề nhìn thấy dấu vết đêm hoan lạc hôm qua, cũng chẳng hề có dấu hiệu bị cảm, nghe giọng của cô, tựa hồ sáng sớm đã dậy xử lý rất nhiều việc rồi. Trương Khắc ngạc nhiên, chẳng lẽ hôm qua mình sốt nằm mơ, trước khi sắp Địch Đan Thanh đi ra ngoài, hỏi với theo. Chẳng lẽ tôi bị tình một đêm rồi à? Chương 910, khởi điểm của đường học khiêm. Địch Đan Thanh nắm tay nắm cửa thản nhiên đóng cửa phòng sau lưng, tích tắc cửa phòng lại nghiến răng nghiến lợi hận không thể nuốt sống tên ngốc đó, y hét cho ai nghe vậy. Hầm hầm bước đi, chân trái dẫm mạnh, gót giày cao, rác, một cái gãy làm hai đoạn, người mất thăng bằng kêu lên một tiếng, giấy tờ trong tay rơi xuống đất, người cũng ngã ra thảm. Chị không sao chứ? Trương Khắc nhảy vội xuống giường, mở cửa ra, cúi người định đỡ Địch Đan Thanh lên. Địch Đan Thanh tay nắm mắt cá chân, nhìn Trương Khắc để thân trần, mặc mỗi cái quần đùi, đẩy y vào phòng. Người ta nhìn thấy thì thành cái gì? Tôi không sao, chỉ ngã thôi. Cái giày này chất lượng kém quá, lần sau có thời gian rảnh, thế nào cũng phải, nói chuyện, với cửa hàng bán giày đến nơi đến chốn. Câu cuối cùng gần như nghiến răng rít lên. Thấy xung quanh có tiếng bước chân, chắc là nhân viên khác nghe thấy động tĩnh đi tới, Trương Khắc khép cửa phòng lại. Nhớ chuyện giữa Đỗ Phi và Chu Hiểu Lộ kiếp trước, chỉ biết cười khổ. Bắc Kinh đang chính độ mùa thu trong mát, không khí cũng không có nhiều cát bụi lắm. Trương Khắc và Diệp Kiến Bân ngồi trong khoang xe, để tiện cho Diêu Kiên lên xe báo cáo công tác, Địch Đan Thanh chủ động ngồi lên xe khác, Trương Khắc không biết có phải là cô cố ý tránh mình không. Trước đó Chu Nhất Bình đảm nhận giám đốc chi nhánh Bắc Kinh điều tới Tổng bộ Thương vụ Cẩm Hồ trong nước làm tổng giám đốc điều hành, thực sự trở thành đại tướng nắm quân tự cáng đáng một mặt. Chu Nhất Bình rời Bắc Kinh liền tiến cử Diêu Kiên thay thế vị trí của mình. Diệp Kiến Bân cười với Diêu Kiên ngồi ở ghế phụ lái. Hai tháng vừa rồi thế nào, có cảm giác lâng lâng không? Trước khi tới đón chúng tôi có đứng trước gương luyện tập cho nét mặt nghiêm nghị một chút không? Diêu Kiên cũng cười, xoay lại nói. Trước mặt hai ông chủ, tôi như đi trên băng mỏng, làm gì cần luyện tập chứ? Trương Khắc phất tay bảo hắn nói chuyện tùy ý, từ trên người hắn. Trương Khắc ít nhiều nhìn thấy bóng dáng mình kiếp trước, chưa tròn 30 tuổi đã tự cáng đáng một mặt, đối với người chẳng có bối cảnh gia đình gì mà nói, có thể coi là tuổi trẻ thành đạt rồi, chắc cuộc sống riêng không hỗn loạn như mình. Hỗn loạn rồi, muốn quay lại trạng thái không tạp chất nào trước đó là không thể nữa, hai kiếp làm người, mà linh hồn vẫn chẳng được tôi luyện triệt đề, Trương Khắc lúc này mới thấy quan hệ giữa mình và Địch Đan Thanh khó giải quyết, mình đúng là rất hỗn loạn. Lúc này Diêu Kiên có điện thoại, quay lại cười xin lỗi. Không thể xuống xe nhận điện thoại, lại không thể bàn nghiệp vụ trước mặt hai ông chủ, nói qua loa vài câu rồi cúp điện thoại, giải thích. Một công ty mậu dịch ở Hải Châu muốn hợp tác với thị trường Hoa Bắc của chúng ta, giám đốc công ty này vừa tới Bắc Kinh. Diệp Kiến Bân chỉ, một tiếng, việc bọn họ là để người dưới thể hiện hết năng lực, chuyện cụ thể không phát biểu ý kiến. Công ty Hải Châu đó có phải là mậu dịch Long Dụ không? Trương Khắc quan tâm hỏi. Y nhớ Long Dụ cũng khai thác thị trường Hoa Bắc vào khoảng thời gian này. Khác thiếu gia cũng biết công ty này à? Vừa rồi chính là Tổng Giám đốc Ngụy Thời Dụ của Long Dụ gọi điện. Trương Khắc gật đầu, kiếp trước y nhờ được Ngụy Thời Dụ tán thưởng cho nên mới thăng tiến nhanh chóng, cuối cùng phụ trách nghiệp vụ rất lớn của tập đoàn là các loại thiết bị chuyên nghiệp, khi ấy người ta cảm giác Ngụy Thời Dụ có con gái muốn gả đi gấp vậy. Nói ra Ngụy Thời Dụ có tình nghĩa bồi dưỡng cho mình, có điều nếu theo quỹ tích lịch sử. Long Dụ sẽ phát triển cực tốt, chẳng cần mình vẽ rắn thêm chân, chỉ coi Ngụy Thời Dụ thành người xa lạ. Nghe Diêu Kiên nói tới Long Dụ chủ động tìm Thương vụ Cẩm Hồ hợp tác, trong đầu Trương Khắc hiện ra những hồi ức chưa xảy ra, cũng không xảy ra nữa, tuy cuộc đời trước kia đột nhiên dừng lại, nhưng mình vẫn là mình, hình như chẳng có gì tiến bộ. Chẳng tiến bộ gì cả, Trương Khắc thầm thở dài, bảo Diêu Kiên. Thế này đi, người ta hiếm khi tới Bắc Kinh, anh đưa chúng tôi tới trường đảng TW. Trương Khắc luôn chiếu cố tới xí nghiệp Hải Châu,
Diêu Kiên chẳng thấy có gì bất ngờ. Trương Khác và Diệp Kiến Bân tới Bắc Kinh là để gặp Đường Học Khiêm, qua cầu Tây Uyển một đoạn liền xuống xe, đi bộ tới cổng chính trường đảng TW, Địch Đan Thanh vẫn ở lại trên xe. Tuy nói quan thương giao kết là chuyện thường, nhưng quan viên địa phương ở Bắc Kinh nên cẩn thận chút vẫn hơn, mấy cỗ xe sang trọng đi vào trường đảng TW, nói không chừng mang tới ảnh hưởng không tốt cho Đường Học Khiêm. Tân bí thư thành ủy của Hải Châu nói không chừng cùng đang học trong này. Diệp Kiến Bân ngẩng đầu nhìn cánh cổng nguy nga hơi cũ kỹ, nói. Chắc thế. Trương Khác gật đầu, hiện có thể xác định là TW trực tiếp phải người tới Hải Châu, hẳn là một nhân vật quá độ, loại này khó chơi nhất, chức vụ mặc dù không cao, nhưng bối cảnh không đơn giản. Diệp Kiến Bân cười. Khả năng không đơn giản. Đường Học Khiêm tới Giang Nam làm phó tỉnh trưởng thường vụ, thường ủy tỉnh ủy đã thành định cục, trình tự đã đi gần hết, tuy một tháng nữa mới kết thúc học tập. Nhưng chức vụ của ông đã được công bố trên cuộc họp toàn thể tỉnh ủy tỉnh Giang Nam. Tới thời điểm này rồi mà Trương Khác vẫn còn chưa nghe được chút phong phanh nào về nhân tuyển tân bí thư thành ủy Hải Châu, xem ra chuyện ít nhiều không đơn giản. Ở Hải Châu có Tống Bối Minh làm thị trưởng, Đỗ Tiểu Sơn làm trưởng phòng tổ chức, thêm vào Lục Giật Quang làm phó bí thư thành ủy kiêm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, cho dù nội tình không đơn giản Hải Châu vẫn do ba người này lèo lái, song có thể chung sống hòa bình, cùng phát triển là tốt nhất. Và lại nhân vật quá độ không dễ đụng chạm, nếu đắc tội lại thêm một ngọn núi chắn đường phát triển của Cẩm Hồ. Biết làm sao được. Trương Khác khẽ thở dài. Hôm nay chẳng tới đây về việc này. Lúc này có một chiếc Cadillac từ cổng chính đi ra, Diệp Kiến Bân nhếch mép nói. Chúng ta cẩn thận như thế, người ta lại chẳng thèm bận tâm. Khi chiếc xe Cadillac đi qua bên cạnh, tuy cửa kính kéo lên nhìn không rõ, nhưng mơ hồ nhận ra người trong xe đang quát sát bọn họ. Chiếc xe mang biển quân khu, lái xe cũng mặc cảnh phục. Cái biển này không thể tùy tiện mua được đâu. Diệp Kiến Bân quay đầu nhìn biển số xe nói, hắn cũng chú ý thấy người trong xe quan sát bọn họ. Trương Khác nhìn thấy Đường Học Khiêm từ trong trường đi ra, quen thấy ông được đám đông súng xít vây quanh, hiện đi một mình đúng là không quen lắm, hai tháng không gặp rồi Đường Học Khiêm béo hơn lúc ở Hải Châu rất nhiều. Tới đây chưa được hai tháng, mà bác béo lên hai vòng rồi này. Đường Học Khiêm vỗ vỗ thịt mỡ bên không, cười với Trương Khác, với Diệp Kiến Bân chỉ bắt tay rất bình thường. Lúc này mới thấy Hứa Thụy Bình vội vàng từ trong trường đảng đi ra, không biết bị chuyện gì làm chậm trễ, Trương Khác hỏi. Sao anh cũng tới đây học tập cơ à? Cậu cười tôi không đủ tư cách hả? Hứa Thụy Bình nhìn quanh. Mỗi lần cậu ra ngoài đều tiền hô hậu ủng cơ mà, những người khác đâu cả rồi. Đợi bên ngoài hết rồi, nhiều người vào quá gây chú ý. Hứa Thụy Bình làm thư ký cho Đường Học Khiêm được 2 năm, cấp bậc hành chính lên tới phó sử, từ Học Bình tới Giang Nam coi đó là trạm cuối trong sĩ đồ, có thể thoải mái làm việc, thẳng tay chỉnh đốn lề thói cũ kỹ không có gì băn khoăn, có điều Đường Học Khiêm lại coi đó là khởi điểm mới cho sĩ đồ của mình, nếu cho rằng ôm chân từ Học Bình là có thể kê cao gối ngủ kỹ thì hết sức ngu ngốc. Đường Học Khiêm phải mang theo 1-2 tâm phúc tới Giang Nam, không ai tốt hơn Hứa Thụy Bình được. Đường Học Khiêm đã buông tay việc ở Hải Châu. Hứa Thụy Bình cũng chẳng ở lại, tới Bắc Kinh đeo tạm chức của văn phòng làm việc của Hải Châu trú tại Bắc Kinh. Trong trường đảng TW cây cối sum suê, cành lá xanh biêng biếc, chưa thấy sắc khô vàng cuối thu, nhà ăn bọn họ chọn trông có vẻ giống kiến trúc thập niên 50, 60, bên trong trang trí khá là sang trọng lộng lẫy. Bọn họ vào thì vẫn còn sớm, bên trong không có nhiều người lắm, thực ra quan trọng không phải do thời gian, mà là những quan viên tới đây học đa phần đều nắm thực quyền trong tay. Giống như Đường Học Khiêm đã có văn phòng Hải Châu chăm lo chu đáo từng ly từng tí, đặc biệt với những thương nhân không đâu không mò tới, quan viên phụ mẫu tới thủ đô học tập, làm sao bọn họ bỏ qua cơ hội tốt tới lấy lòng được chứ? Trương Khác giới thiệu qua với Đường Học Khiêm tiến triển việc xây cảng đảo Đông Sơn thời gian qua. Bí thư Đậu Duy Đào muốn tới gặp bác, tiếc là lúc này chưa có danh nghĩa thích hợp. Đường Học Khiêm tiếp xúc với Đậu Duy Đào mỗi một lần ở sân bay quốc tế Hồng Kông. Thời gian qua cũng nghiên cứu một số tài liệu về tỉnh Giang Nam, từ lý lịch của Đậu Duy Đào có thể thấy người này rất có hoài bão, có năng lực, có khí phách. Tương lai càng được xây lên, mức độ Tân Đình được ưu đãi chính sách sẽ vượt ngoài tưởng tượng của người ta, có thể dự kiến tốc độ phát triển kinh tế của Tân Đình sẽ hơn xa các thành phố khác của tỉnh Giang Nam, địa vị của Đậu Duy Đào trong tương lai không thể đánh giá thấp. Đường Học Khiêm sẽ không vì thăng lên cấp phó tỉnh mà xem thường Đậu Duy Đào. Hơn nữa ông đã chuẩn bị cắm rễ 10 năm ở tỉnh Giang Nam, cần đồng minh và người ủng hộ, không thể đơn giản dựa mỗi vào từ Học Bình.
Giống như lợi ích của Cẩm Hồ ở Giang Nam, chẳng phải có 3-4 vị quan viên trên cao là có thể đảm bảo được. Đường Học Khiêm cười nói. Cái gì mà không có danh nghĩa thích hợp, Bí Thư Đậu tới Bắc Kinh, là bạn bè có thể tụ tập với nhau một chút mà. Vâng, Bí Thư Đậu vài ngày nữa sẽ tới Bắc Kinh, cháu cũng sẽ ở lại vài ngày, có cơ hội cùng gặp mặt. Trương Khắc gật đầu. Tuy việc xây dựng cảng chỉ mới bắt đầu, nhưng phía Tân Đình đã chuẩn bị rất đầy đủ, Bí Thư Đậu cũng lo tư bản người Hoa chạy khỏi Indo sẽ dừng lại, cháu nghĩ ông ấy hy vọng làm xong hết một số công tác trước, nếu không đợi bôi trơn xong ở các bộ ủy ban cũng mất 3 năm tháng, chính thức xây dựng phải tới năm sau. Indo có lãnh tụ chính trị thân Mỹ lại mạnh mẽ, xu thế tư bản người Hoa rút đi ắt ngừng lại. Đường Học Khiêm hỏi, cháu tiết lộ cho bác biết đi, chuyện huy động vốn nắm chắc chừng nào. Thương vụ Cẩm Hồ, Hải vận Nam Dương cùng các bên liên quan đã bắt đầu huy động vốn từ lâu, hiện bọn cháu đang tích cực kéo tập đoàn ở Singapore tới, cho dù tư bản người Hoa rút khỏi Indo dừng lại, thì chừng hơn 1 tỷ đô la Mỹ là không thành vấn đề. Trương Khắc trầm ngâm, quan trọng là ở trong nước, nhưng vấn đề này cháu không thể tùy tiện nói ra, trước đó cháu chỉ nói với mỗi bác từ còn người khác cháu không lộ ra, cũng chẳng phải là làm khó người ta, chẳng qua bọn cháu không làm khó họ thì bị bọn họ làm khó lại. Đường Học Khiêm hiểu, phía bên Giang Nam chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng hạng mục này còn phải vượt qua mấy cửa ải ở bộ ủy ban, đây không phải việc dễ dàng. Địa phương và các bộ ủy không khác nhau mấy, nếu vốn chưa có, vẫn có thể lỡ cơ hội, quan viên của bộ ủy sợ gánh trách nhiệm, sẽ làm khẩn cấp. Các đại lão TW như Tần Như Thánh chú ý tới việc xây cảng sẽ theo sát bộ ủy. Nếu để bọn họ biết chuyện tài chính không thành vấn đề, sinh ra trễ nải là chắc chắn. Nói không chừng còn bày đặt ra mấy vật cả để vòi tiền, còn đại lão TW không tiện đứng ra nói giúp. Trương Khắc và Diệp Kiến Bân đều không nhờ người đem chuyện xây cảng chuyển tới tai Tằng Như Thánh, rốt cuộc chuyện bên trong này là sao bọn họ chưa thăm dò được, hoài nghi quan hệ đằng sau lưng Đậu Duy Đào không cạn, có điều lúc này chưa tiện đi hỏi, tóm lại đến khi hạng mục xây cảng từng bước tiến triển, nội tình sẽ rõ ràng. Trương Khắc nói cho Đường Học Khiêm biết. Ngày mốt là sinh nhật 79 tuổi của cố lão gia tử, sẽ bày vài bàn tiệc riêng, lúc đó sẽ gọi điện mời bác tới, cháu nói với bác trước. Ngao Phi ra ngày mai anh Diệp sẽ cho người đón Diệp lão từ Kiến Nghiệp tới, bác nhớ để chống thời gian ngày mai và ngày kia. Được. Đường Học Khiêm đồng ý nhanh gọn, ông cũng chẳng thể không đồng ý. Đường Học Khiêm lần này thăng tiến có thể nói là một cơ hội ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể nhìn thấy tiền đồ rộng lớn hơn nữa của ông. Có điều ở TW ông không có mối quan hệ, nó sẽ là chướng ngại lớn nhất cho việc sau này ông tiên lên chức vị cấp tỉnh bộ. Cố gia thường ngày không hề phô trương, dù là sinh nhật cố lão gia tử cũng chỉ mở tiệc nhỏ trong nhà, lần này bày tiệc có thể nói là chuyên môn an bài vì Đường Học Khiêm. Vốn liếng chính trị là có hạn, dù Diệp gia, cố gia lợi dụng tất cả mối quan hệ cũng chỉ có thể bồi dưỡng lên được 1-2 nhân vật hạch tâm, Đường Học Khiêm có thể được phân hưởng một phần vốn liếng này không? Trừ quan hệ minh hữu giữa Cẩm Hồ và Diệp gia, cố gia thì phải nhờ vào chính bản thân ông chiếm được sự khẳng định của bọn họ mới được. Trương Khắc lại nói, bác Đường 2 tháng qua chắc sức cờ tiến bộ không ít nhỉ. Anh Diệp buổi tối có hẹn, dù sao cháu cũng rảnh, lát nữa tìm chỗ tiếp bác vài ván. Thằng nhóc này, rỉa giói cán bộ quốc gia à, bác đi học có phải đi chơi đâu mà tiến bộ hay không tiến bộ? Đường Học Khiêm cười mắng. Tưởng là bắt nạn được bác trên bàn cờ à? Cứ phải đánh mới biết chứ ạ. Trương Khắc nhe răng cười. Diệp Kiến Bân ăn xong phải đi, Trương Khắc rảnh rỗi tiến hắn ra cổng, thì thấy chiếc Cadillac lúc nãy gặp phải đỗ ở trước cổng, Nghiêm Văn Giới và một người trung niên đang đứng cạnh xe nói chuyện. Nghiêm Văn Giới thấy Trương Khắc cùng Đường Học Khiêm, Diệp Kiến Bân đi ra, chỉ nhìn qua bọn họ, nói với người trung niên kia rồi chui vào xe đi mất. Trung niên kia tuổi chừng 40, người không cao lớn mấy, khoảng tầm 1m70, da ngăm đen, hơi béo. Trông rất có tinh thần, quay lại nhìn đám Trương Khắc, do dự một lúc rồi mới đi tới. Lưu Văn Đào, Phó Cục trưởng Cục Vận hành Ủy ban Kế hoạch Quốc gia. Đường Học Khiêm nhỏ giọng giới thiệu. Các bộ cấp ty cục cũng có lớp bồi dưỡng trong trường, phòng của hắn ta trong trường sát phòng Bắc, nhưng nhà hắn ta ở Bắc Kinh, nên thường ngày không thấy đâu. Lưu Văn Đào đi tới gần, ngửi thấy hơi rượu phả ra từ miệng, mặt đỏ gay. Bí thư Đường đang tiễn khách à? Lưu Văn Đào cười ha hả, nhìn Trương Khắc và Diệp Kiến Bân, đợi Đường Học Khiêm giới thiệu. Cục trưởng Lưu vừa rồi cũng tiễn khách phải không? Đường Học Khiêm mặt mỉm cười theo thói quen, vờ không hiểu ý hắn ta. Uống không ít rượu hả?
tôi thực sự bội phục Tửu Lượng người phương Bắc. Bắt tay Diệp Kiến Bân tạm biệt. Ở bộ ủy dù sao chẳng bằng được ở địa phương, bí thư Đường ở Hải Châu tay nắm hết một phương, uống hay không uống tùy ý, còn chúng tôi à, đôi khi không thể không uống. Lưu Văn Đào không có ý rời đi, kể khổ chuyện trong bộ. Địa vị các ty cục trưởng ở bộ ủy chẳng khác mấy các sử cục trưởng ở tỉnh thành, nói thực tối thấy còn chẳng tự do tự tại bằng một bí thư đảng ủy xã. Trương Khác chỉ đứng bên cạnh nghe, tay Lưu Văn Đào này là người đam mê quyền thế đây, hơn nữa còn khát vọng nắm hết quyền bình trong tay, theo lời hắn mà nói, các ty cục trưởng bị các bộ trưởng, phó bộ trưởng áp trên đầu, ở tỉnh các cục sử trưởng bị sở trưởng, phó sở trưởng đè bên trên, luôn bị kẹp ở trung gian, đúng là chẳng khác mấy. Còn bí thư đảng ủy xã có đất riêng của mình có thể muốn làm gì thì làm. Chương 911, quan hệ phức tạp. Trương Khác chỉ tò mò quan hệ giữa Lưu Văn Đào và Nghiêm Văn Giới, với địa vị Nghiêm gia và tài phú danh vọng của Nghiêm Văn Giới, một ty cục trưởng bình thường khó được hắn đích thân đưa tiễn. Lưu Văn Đào nhà ở Bắc Kinh, uống rượu xong không tìm chỗ tiêu dao khoái hoạt thì cũng đâu cần tới túc xá trong trường đảng. Di động trong túi vang lên, Trương Khác lấy ra xem. Diệp Kiến Bân gửi tin nhắn tới nói bối cảnh Lưu Văn Đào không phức tạp, cha hắn Lưu Toàn Nghĩa từng làm phó chủ nhiệm văn phòng kinh tế quốc vụ viện. Trương Khác đút di động vào túi, mạng lưới quan hệ TW thì y không rõ lắm, cần Diệp Kiến Bân nhắc nhở, Đường Học Khiêm ở phương diện này càng bế tắc, ông là cán bộ địa phương nhờ làm việc thực sự thăng tiến, không ở trong một nhóm thể lực nào, nên tất nhiên chẳng ai báo cho ông nội tình. Lưu Văn Đào thấy Trương Khác cầm di động ra xem rồi cất đi, hỏi. Sao thế, xem giờ để về à, tối không tiếp bí thư Đường mấy ván rồi mới đi sao? Tôi nghe bí thư Đường nói sức cờ của cậu không tệ, liệu có thể cho tôi cơ hội xem một ván không? Tuy trung tuần tháng 5 Cẩm Hồ đã đưa ra di động hỗ trợ nhắn tin tiếng Trung, nhưng nghiệp vụ tin nhắn trong nước còn chưa phát triển rộng rãi, Lưu Văn Đào không biết y vừa xem tin nhắn. Trương Khác mỉm cười bình đạm, chẳng bóc trần lời hắn, thái độ của Đường Học Bá với Lưu Văn Đào hơi lạnh nhạt, dù có nói chuyện. Cũng chẳng nhắc tới chuyện vụn vặt như thế với hắn. Nhìn thần sắc Đường Học Khiêm, Trương Khác chứng thực suy đoán của mình, Nghiêm Văn Giới có lẽ điều tra về mình, nhưng hắn chẳng lẽ đem hết cả chi tiết nhỏ nhặt nói cho Lưu Văn Đào nghe. Nếu hắn làm thế thật thì vì sao phải làm thế? Nơi ở trường đảng TW an bài cho các quan viên trung cao cấp khá được, phòng của Đường Học Khiêm có một phòng ngủ, một gian nhỏ có thể làm thư phòng hoặc nơi học tập, có cả phòng vệ sinh riêng. Lưu Văn Đào mặt dày bám đuôi. Trương Khác và Đường Học Khiêm chẳng còn tâm tư mà đánh cờ, Trương Khác thấy Lưu Văn Đào ý chừng chưa định về, đánh qua loa một ván rồi cáo từ. Đường Học Khiêm bảo Hứa Thụy Bình tiễn Trương Khác, ông giữ Lưu Văn Đào lại. Cục trưởng Lưu cũng thích cờ, làm với tôi mấy ván nào. Đám Mã Hải Long đời ngoài trường, Địch Đan Thanh thì đã về nhà khách trước để xử lý công việc, Trương Khác và Hứa Thụy Bình vào xe, gọi điện cho Diệp Kiến Bân. Tôi vừa mới nghe ngóng, có nguồn tin bên lề nói. Lớp bồi dưỡng quan viên cấp ty cục lần này của trường đảng TW, kỳ thực là chuẩn bị cho những quan viên đưa tới địa phương rèn luyện, do địa phương không thích TW nhúng tay vào bổ nhiệm nhân sự của mình, nên lớp bồi dưỡng thế này không có danh nghĩa chính thức. Diệp Kiến Bân ở phía bên kia cười nói thoải mái, chẳng hề có chút khẩn trương nào. Đã thấy đơn giản chưa? Cha Lưu Văn Đào mặc dù chức vụ tối cao chỉ là phó chủ nhiệm văn phòng tiểu tổ lãnh đạo công tác kinh tế. Nhưng gần 20 năm qua, các đại lão phụ trách công tác kinh tế đều từ cái tiểu tổ này mà ra, cha Nghiêm Văn Giới là Nghiêm Khoan Hòa từng làm phó thư ký trưởng tiểu tổ này, khi đó một vị phó thư ký trưởng khác là phó thủ tướng Tằng Như Thánh. Trương Khác dựa vào lưng ghế. Phó thủ tướng Tằng và Nghiêm gia quan hệ chắc không tốt lắm hả? Hẳn là thế, những chuyện này tôi vừa nghe ngóng từ chỗ lão gia tử, tiếc là không có thời gian, nếu không nghe lão gia tử kể những điển cổ này thú vị lắm. Diệp Kiến Bân chép miệng tiếc nuối. Có điều bất kể nói thế nào Nghiêm Khoan Hòa nghỉ sớm, không có duyên với vị trí cao, nhưng mối quan hệ chưa chắc kém lão Tằng, mỗi tội là Nghiêm Văn Giới quyết tâm vào thương trường phát triển, Nghiêm gia không có ai đặc biệt xuất sắc kế thừa nguồn lực chính trị của Nghiêm Khoan Hòa. Cho dù là đứa con cả đưa con cả Nghiêm Nghị vừa mới lâm làm thị trưởng Văn Chu Chiết Đông, con rể hậu Triều Quý, từng là thư ký của ông ta, hiện làm tổ trưởng tiểu tổ mậu dịch tài chính ban công tác kinh tế quốc vụ viện, tiền trình không tệ. Chỉ có điều lại có mâu thuẫn rất sâu với Nghiêm Khoan Hòa, lễ Tết ít khi về Văn Chu. Con gái Nghiêm Lị Hoa tổng giám đốc tập đoàn năng lượng Chiết Đông quan hệ vợ chồng với hậu Triều Quý bình thường, thường không ở với nhau. Nói tới đó hắn cười hô hố như nghĩ tới chuyện xấu xa gì đó. Nghiêm Văn Giới là con út, chắc là đứa xuất sắc nhất.
Nghiêm Khoan Hòa chỉ có một đứa con gái, trong đám cháu ông ta chẳng có nhân vật nào ra hồn. Hai đứa cháu gái còn chút phong vận, một gả cho người bình thường, một gả cho Chu Đạt phó chủ nhiệm ủy ban kiến thiết Tục Huyền. Chu Đạt và Chu Hưng Đông của công ty Nam Phương là chú cháu, có muốn nghe tôi kể mối quan hệ của Chu gia không? Ngoài ra Nghiêm Khoan Hòa còn hai đứa cháu gái bên ngoài. Nghe đau cả đầu. Trương Khắc Dây huyệt Thái Dương, cắt lời Diệp Kiến Bân. Tối anh làm xong việc chúng ta tới câu lạc bộ sáng nghệ nói chuyện, Lưu Văn Đào khả năng là nhân vật khó giải quyết. Ao nước đằng sau quá sâu, nếu bàn luận quan hệ sâu xa giữa các quan viên cao cấp trong nước có nói 3 ngày 3 đêm không hết. Quan hệ của Nghiêm gia nghe qua có vẻ chẳng có gì đặc biệt khủng bố, nhưng Nghiêm Văn Giới sáng lập Hoành Tín gần 10 năm, át dùng tài phú của mình dệt lên tấm lưới càng phức tạp hơn, Nghiêm gia thông qua Hoành Tín tăng thêm ảnh hưởng khó mà đánh giá chính xác được. Hứa Thụy Bình thời gian qua ở Bắc Kinh, cũng hiểu một vài chuyện về Nghiêm Văn Giới, cảm khái nói. Nghiêm Văn Giới được coi là con cháu cán bộ cao cấp thực sự, nếu hắn phát triển ở sĩ đồ, nhất định sẽ dẫm lên vai người khác thăng tiến nhanh chóng. Quan trường trong nước có dấu vết thế tập, nhưng dù sao mấy năm qua đã hình thành quy tắc thăng tiến ổn định rồi, không gian thao tác không còn nhiều nữa. Con cháu cán bộ được chiếu cố, dễ được đề bạt là chắc chắn. Nhưng thực sự đề bạt vượt cấp thì thường mỗi người chỉ có 1-2 lần, có bao nhiêu người có quyết tâm có nghị lực chịu đựng tới hơn 4-50 tuổi đầu mới được phong quang. Tất nhiên còn cả đống con cháu cán bộ vất vả mà chẳng ngoi lên được. Trương Khắc thở hắt ra một hơi. Đem so ra thì cải cách hệ thống kinh tế trong nước tương đối hỗn loạn, cơ hội tận dụng nhiều, luồn vào lỗ hổng đã thành sở trường đám con cháu cán bộ, quan trọng nhất quyền lực chính trị không thể kế thừa, nhưng tích lũy lượng tài phú lớn có thể để cho đời sau. Đổi lại là tôi cũng thà phát triển ở thương trường, ít bị gò bó hơn. Diệp Kiến Bân phải đi gặp một phó thị trưởng Bộ Giao thông, Trương Khắc và Hứa Thụy Bình tới Thúy Viên đợi hắn. Thúy Viên là một trạch viện tư ở ngoại thành Bắc Kinh, một kiến trúc viên lâm cuối thời Thanh. Ngô Khải Lập của địa ốc Gia Lý mua nơi này cải tạo thành một phần câu lạc bộ sáng nghệ, so với cái trang hoàng lộng lẫy ở trong thành phố thì Thúy Viên khung cảnh u tĩnh, phong cách cao nhã, các cô phục vụ chắc càng thêm tươi non. Trương Khắc lần này tới Bắc Kinh chơi vài ngày, chúc mừng sinh nhật Cố Trường Canh chỉ là cái cớ, quan trọng là muốn đem một số nguồn lực chính trị mà Cẩm Hồ kết nối được giới thiệu cho Đường Học Khiêm, lịch trình an bài rất rộng rãi, ở luôn tại Thúy Viên. Hứa Thụy Bình lo Đường Học Khiêm có chuyện tìm mình muốn về, Trương Khắc bảo hắn. Bác Đường biết anh đi với tôi, sẽ không vội tìm anh đâu, có cần đón cả chị dâu tới Bắc Kinh ở 1 tháng, sau đó mới tới Kim Sơn không? Tôi hẹn cô ấy Quốc Khánh tới Bắc Kinh chơi vài ngày rồi, ở 1 tháng thì thôi, tôi cũng không có thời gian ở bên cô ấy. Hứa Thụy Bình xem ra còn chưa có giác ngộ, Trương Khắc lắc đầu bảo. Có với không có thời gian cái gì, phía tôi điều một cái xe tới dễ lắm. Chị dâu muốn hưởng phúc quan bà thì phải đợi vài năm nữa, anh phải để chị ấy thấy chút hứa hẹn chứ. Chương 912, loại bỏ nhân tố nguy hiểm. Cái đại hội mời gọi đầu tư này chắc nhìn chúng mảnh đất phía Đông Yến Quy Hồ, nó thuộc về phạm vi khu Cao Tân. Trương Khắc nhịp nhịp tay lên bàn nói. Một mặt, để khu Cao Tân và thành phố mau chóng đưa ra quyền chuyển nhượng đất đai phải trải qua trình tự, đấu thầu, thành văn bản pháp quy, lấy văn bản ra bịt cái miệng quá tham lam của kẻ nào đó. Vì sao chuyện mời gọi đầu tư này không để Vương Duy Quân đề xuất ra trước? Ồ, cậu muốn hoàn toàn vứt bỏ Tiêu Minh Kiến. Diệp Kiến Bân hiểu ngay. Nếu như bọn chúng cứ liên tục nhắm vào Cẩm Hồ như thế, không cho bọn chúng một cái tát, bọn chúng tưởng Cẩm Hồ dễ bắt nạt. Trương Khắc lãnh đạm nói. Không phải là vấn đề Cẩm Hồ hoàn toàn vứt bỏ Tiêu Minh Kiến, mà ông ta căn bản không thể đi cùng một đường với Cẩm Hồ. Cũng để Nghiêm Văn Giới biết muốn mượn thế chơi Cẩm Hồ không dễ đâu. Ha ha ha, hắn dày công tạo thế, Vương Duy Quân ra tay trước hưởng hết thành quả, đúng là một chiêu rút củi dưới đáy nổi lợi hại. Diệp Kiến Bân phấn chấn hẳn lên, trên người hắn vẫn chảy dòng máu hiếu chiến thích tranh đấu, nói ra với căn cơ và nhân mạch của Diệp gia, giới công tử kinh thành cũng chẳng có mấy người làm hắn sợ, Nghiêm Văn Giới có ghê gớm tới đâu, cũng đa phần nước sông không chạm nước giếng, nhưng vì đại cục phát triển của Cẩm Hồ đôi khi phải phá bỏ quy tắc. Giới công tử kinh thành tên nào cũng có thể tính là giang long. Còn chúng ta ở kiến nghiệp cũng được coi là hổ trấn sơn, nếu chỉ giới hạn cạnh tranh ở sản nghiệp địa ốc, chúng ta đương nhiên có thể không lùi một bước. Chỉ có điều công trình xây cảng ở đảo Đông Sơn dính líu tới quá nhiều phương diện, Bộ Giao thông, Hải quan, Ủy ban Thương mại, Ủy ban Kiến thiết, Bộ Ngoại thương, v.v.v. Chỉ một chỗ bóp cổ là đủ chúng ta thê thảm,
để Vương Duy Quân đi trước một bước lôi kéo đám công tử ca ở kinh thành, thế nào cũng hơn để Nghiêm Văn Giới và Tiêu Minh Kiến dẫn dắt bọn chúng đi về phía đối diện với chúng ta. Tiêu Minh Kiến chính là loại lấy ra để hy sinh. Diệp Kiến Bân cũng rất tức giận với sự phản phúc của Tiêu Minh Kiến. Người quá thanh bạch không ai theo, nước quá trong không có cá, cầm hồ mà muốn hùng hổ ngăn cản cả đám người kiếm tài phú, nhất định sẽ gây nên một trận chiến đẫm máu. Xu thế tài phú xã hội tập trung vào một giai tầng đặc quyền không phải lấy nỗ lực cá nhân có thể ngăn cản được. Trương Khác lại hỏi Diệp Kiến Bân buổi tối tiếp xúc với quan viên Bộ Giao thông ra sao. Tin tức truyền tới Bắc Kinh đúng là nhanh. Diệp Kiến Bân ôm gáy dựa vào lưng ghế, than. May là chúng ta áp tin tức tới bây giờ tung ra, nếu không đã loạn thế trận rồi, ải của Bộ Giao thông vượt qua cũng dễ, để Trung Viễn tham dự vào là được. Trung Viễn là tập đoàn vận chuyển Viễn Dương Trung Quốc. Xí nghiệp quốc hữu cỡ lớn thuộc Bộ Giao thông, yêu cầu này của Bộ Giao thông cũng không có gì bất ngờ. Trương Khắc gật đầu, đồng ý với bọn họ đi, nhưng nếu muốn có lợi, thì cũng phải gánh vác chút trách nhiệm. Nói chuyện tới rạng sáng Diệp Kiến Bân về thành phố, ngày mai còn dậy sớm gặp mặt quan viên Tổng thự Hải quan, ngủ ở Thúy Viên sợ bị tắc đường không vào được thành phố, Hứa Thụy Bình cũng đi theo. Trương Khắc ngáp dài, hỏi Địch Đan Thanh xem Thúy Viên có trò gì thư giãn giảm mệt mỏi không. Bên trong có một bể bơi, dẫn nước nóng từ suối trên núi xuống. Địch Đan Thanh cười nói. Hình như còn có thể mời một số cô bé xinh đẹp ở Thúy Viên bơi cùng, chắc là giảm nhiều mệt mỏi lắm đấy. Trương Khác không ngờ Thúy Viên còn có món hay như thế, nhìn một đám mỹ nữ mặc bikini bơi đi bơi lại đúng là có thể thư giãn lấy tinh thần, nhưng tâm tư này sao có thể để lộ ra với Địch Đan Thanh. Dùng một giọng điệu rất bình đạm nói. Đi ngâm suối nước nóng cũng không tệ. Tự Hồ Khinh không thèm nói tới chuyện bơi cùng mỹ nữ. Mặc quần đi vào bể bơi, Trương Khác hối hận ngay lập tức, cả một gian phòng lớn vắng ngắt, chỉ có đèn và nước, chẳng hy vọng xa vời Địch Đan Thanh sẽ mặc bikini gợi cảm đi vào, một mình ngâm nước hồi lâu, buồn chán ngáp lên ngáp xuống, tới một cái bóng ma cũng chẳng có. Vương Duy Quân đặc biệt phê chuẩn cho Diêu Văn Thịnh nghỉ phép, để hắn về Bắc Kinh trước một ngày, Diệp Tổ Phạm cũng tới Cố gia sớm một ngày, hôm đó vừa vặn là cuối tuần. Trưởng đảng được nghỉ, Đường Học Khiêm và Trương Khác tới Cố gia bái phỏng hai vị lão gia tử. Con rể Cố lão gia tử là Trần Tân Dân cùng vợ là Cố Sướng cũng đã tới Bắc Kinh. Trần Tân Dân từng làm việc ở tỉnh Giang Nam gần 10 năm, lên tới phó bí thư tỉnh ủy, nhưng mùa thu năm ngoái quan trường Giang Nam chấn động, Trần Tân Dân bị liên lụy bị điều tới một tỉnh trung bộ tiếp tục làm phó bí thư tỉnh ủy, tiền đồ không sáng sủa lắm. Thế nhưng Trần Tân Dân còn căn cơ chắc chắn ở Giang Nam. Đó được tính là tài nguyên chính trị cực tốt, tài nguyên này do Từ Học Bình hay Đường Học Khiêm kế thừa với Cố gia mà nói không có gì khác biệt, nhưng với Trương Khác mà nói thì khác biệt lớn. Tỉnh Giang Nam là trạm cuối cùng trên sĩ đồ của Từ Học Bình, nếu do ông kế thừa, tới lúc lui về rồi, sẽ thành vấn đề Đường Học Khiêm kế thừa ra sao, rồi còn mối quan hệ giữa Đường Học Khiêm và Lương Vĩ Pháp phải xử lý ra sao, dù thế nào Lương Vĩ Pháp cũng thân cầm hồ, không thể làm mất lòng người ta. Vậy chẳng bằng để Đường Học Khiêm tiếp nhận tích lũy chính trị của Trần Tân Dân ở Giang Nam, trực tiếp lập nên căn cơ của Đường Học Khiêm, như thế cũng bảo vệ được cục diện đoàn kết ổn định sau này ở cao tầng Giang Nam. Sinh nhật Cố Trường Canh vào ngày 26 nhưng ngày 25 trạch viện Cố gia đã trở bên tấp nập. Trạch viện Cố gia nằm ở Tây Bắc Bắc Kinh, cách Thúy Viên không xa, là kiến trúc kiểu tứ hợp viện, thường ngày chỉ có Cố Trường Canh và người bạn đời, giúp việc, đầu bếp, cảnh vệ ở trong nhà. Trong trạch viện có trồng một cây ngân hạnh, Cố Trường Canh nói. Trước kia có hai cây ngân hạnh, năm 67 bị chết khô mất một cây, vậy là sân có một cái cây thành chữ, khốn, nhưng thời đó ai dám trồng thêm một cây nữa. Thế nên cây này một mình sống tươi tốt bao năm. Trước bữa tối, Dịch Hinh cũng tới, cô chẳng hề có sự xấu hổ của dâu xấu đi gặp cha mẹ trống, Cố gia từ trên xuống dưới đều là trưởng bối nhìn cô lớn lên. Lục Kiện của Ty Phát triển Khoa học Kỹ thuật Ủy ban Kế hoạch Phát triển là đồng bọn của Diêu Văn Thịnh ở Bắc Kinh, Lục gia và Cố gia cũng là thế giao, Lục lão gia tử đã mất, theo lời Diêu Văn Thịnh, cha của Lục Kiện là Lục Tân Hoa thời trẻ từng theo đuổi cô hắn Cố Sướng mà không thành công, nên mấy năm qua quan hệ với Cố gia rất lạnh nhạt, nhưng không cấm con trai thân cật với bên này, Lục Kiện nghe nói Diêu Văn Thịnh về Bắc Kinh liền chạy tới ăn trực. Diêu Văn Thịnh thay đổi hẳn, phấn đấu phát triển ở chính giới, đồng thời toại nguyện người trong nhà. Chính thức qua lại với Dịch Hinh, còn xác định ngày kết hôn. Lục Kiện thì còn chưa an phận, rất ham chơi, kết bạn với một cô giáo mầm non, nhưng hai cô gái hắn gọi điện trước mặt đám Trương Khác,
chắc chắn không làm việc trong nhà trẻ, Địch Đan Thanh còn kiếm cơ hội lén châm chọc Trương Khác. Nam nhân dễ kiếm được đồng bọn cùng sở thích quá nhỉ. Buổi tối Đường Học Khiêm cùng Dịch Vân Phi, Trần Tân Dân tiếp chuyện với hai vị lão gia tử, Đường Học Khiêm xuất thân học giả thực sự, có nghiên cứu kinh tế rất sâu, lại gần 10 năm kinh nghiệm hành chính phong phú, thành tích 4 năm kinh tế Hải Châu nhảy vọt, xem như có lý lịch hoàn mỹ. Trương Khác cùng đám vãn bối Diệp Kiến Bân, Diêu Văn Thịnh không góp vui với mấy ông già, kéo nhau tới Thúy Viên ngâm suối nước nóng. Chương 913, lấy lòng giới công tử kinh thành. Cuối tuần, bể bơi suối nước nóng công cộng của Thúy Viên rất đông, đám Trương Khác liền về biệt thự ngâm nước nóng, ao nước được dùng đá tảng quây thành, xung quanh trồng cây cối xanh biêng biếc, khung cảnh rất dễ chịu. Siêu Kiên yêu cô bạn của Dịch Hinh ở Đông Hàng, trước kia cũng chính vì theo đuổi cô gái đó nên hắn mới quyết định ở lại Bắc Kinh phát triển. Dịch Hinh gọi cả cô gái đó tới ngâm suối nước nóng, thêm vào Địch Đan Thanh là ba cô gái xinh đẹp, đám Trương Khác có thể nghe thấy tiếng ba cô gái cười khúc khích, tiếc là cách một hàng rào trúc dày, không nhìn thấy cảnh tiên nữ giỡn nước. Lục Kiện không có kiên nhẫn phát triển ở chính giới, ngâm nước nóng một lúc bắt đầu kể khổ, hắn và Trương Khác không quen thân, nhưng cùng với Diệp Kiến Bân được coi như lớn lên từ một khu, than vãn không có cơ hội ra biển kinh doanh. Công tử kinh thành không phải có rất nhiều người chơi địa ốc sao? Trương Khác giang tay gác lên tảng đá mấp mô, thoải mái nói với Lục Kiện. Ông chủ của Thúy Viên làm địa ốc, anh muốn gặp, tôi bảo ông ấy tới cùng nói chuyện. Gặp hay không cũng thế. Lục Kiến dầu dĩ nói. Ông già nhà tôi cho rằng trên sĩ đồ còn có tiềm lực phấn đấu, nếu tôi dở trò bàng môn tà đạo, thế nào cũng bị đánh gãy chân. Sao chưa thấy chân anh bị gãy nhỉ? Ở ao tắm nữ bên cạnh có thể nghe được rõ ràng bên này nói chuyện, Dịch Hinh lên tiếng chế nhạo. Tán gái là dựa vào bản lĩnh thực sự, không phải bàng môn tà đạo. Lời tuyên bố hùng hồn của Diêu Văn Thịnh còn chưa dứt, bên kia có hai miếng bánh xà phòng ném qua, đôi vợ chồng oan gia tương lai bắt đầu đấu khẩu. Vậy cứ gặp đi. Trương Khác nghĩ Lục Kiện một lòng xuống biển, chắc có nghiên cứu về sản nghiệp địa ốc, bảo Diêu Kiên liên hệ với Ngô Khải Lập, rồi lại quay sang nói. Vì sao phải dở trò bàng môn tà đạo? Tôi có thể khẳng định chắc chắn với anh. 20 năm nữa là thời kỳ hoàng kim kinh tế bay cao, chỉ có những kẻ tầm nhìn hạn hẹp mới dở trò bàng môn tà đạo khiến nít mình không sạch sẽ. Nếu là người khác nói những lời này, có lẽ Lục Kiệt khịt mũi coi thường, nhưng trước mặt Trương Khác và Diệp Kiến Bân thì hắn không có tư cách này. Xí nghiệp dưới cờ Cẩm Hồ Thanh Bạch phát triển thực nghiệp, tốc độ phát triển lẫn quy mô có thể nói đứng đầu tư bản dân doanh trong nước. Lục Kiện nhích người về phía Trương Khác, cười lấy lòng. Xin được nghe cậu và anh Diệp chỉ điểm cho. Cứ lấy địa ốc ra mà nói, trong tư duy của người bình thường, không hối lộ, không cống nạp, dùng mọi thủ đoạn trấn áp đối thủ cạnh tranh thì không thể lấy được mảnh đất tốt. Khi giải tỏa thì liên hợp với chính phủ đàn áp người dân, khi xây dựng phải bớt xén nguyên vật liệu, khi tiêu thụ phải sử dụng trò lừa đảo, mới có được lợi nhuận lớn nhất. Đặc biệt vào thời buổi này, trong nước có rất nhiều không gian khai thác ngầm, không giờ trò bàng môn tà đạo thì đầu óc toàn bã đậu rồi. Trương Khác dùng ngữ khí rất lãnh đạm nói. Có lẽ làm thế có thể giàu lên trong một đêm, hưởng thụ được phú quý nhân gian, nhưng tuyệt đối không thể thành doanh nhân địa ốc khí độ đường đường, vứt bỏ giải đất hoàng kim, chuyển hướng sang ngoại thành kết hợp với vận hành bất động sản cỡ lớn, bỏ đi thủ đoạn kiếm lợi ích cực hạn, dùng 3-4 năm hoặc lâu hơn dựng lên thương hiệu địa ốc được người dân tín nhiệm, chưa chắc không kiếm được nhiều lợi ích hơn. Rất đặc sắc, Ngô Khải Lập vừa đi vào phòng thay y phục, vừa vặn nghe được một phen biện luận của Trương Khác, vỗ tay nói. Có khí độ này mới có Cẩm Hồ ngày nay, Khác thiếu gia không ngại cho tôi được nghe giáo huấn chứ. Giám đốc Ngô chẳng lẽ cứ đóng vét ngồi trên bờ nói chuyện với chúng tôi à? Diệp Kiến Bân ngẩng đầu lên. Hơn nữa chúng tôi mời ông tới đây là muốn được nghe kiến giải của ông đấy. Ngô Khải Lập lật đật đi thay đồ tắm, tấm thân to béo của ông ta vừa xuống ao, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng nước trong ao dâng lên. Diêu Kiên giới thiệu Diêu Văn Thịnh, Lục Kiện cho ông ta. Do Diêu Văn Thịnh phát triển ở kiến nghiệp, nên Ngô Khải Lập chỉ coi hắn theo Trương Khác, Diệp Kiến Bân chơi, nhưng lập tức nhận ra Lục Kiện là nhân vật có hạng trong giới công tử kinh thành. Ngô Khải Lập có kinh nghiệm kinh doanh địa ốc phong phú, lại tiến vào trong nước khai phát địa ốc hơn 4 năm, tất nhiên có những kiến giải sâu sắc, nghe nói Lục Kiện có ý rời chính giới đi kinh doanh, nửa đùa nửa thật nói. Tôi có ý định đầu tư 100 triệu đăng ký một công ty địa ốc ở kiến nghiệp, không biết Lục tiểu đệ có thể giúp tôi kinh doanh được không? Lương bổng chúng ta không nói tới,
nếu trong thời hạn quy định đạt được mục tiêu kinh doanh, sẽ có tỷ lệ cổ phần khích lệ nhất định. Điều kiện Ngô Khải Lập đưa ra có thể nói là rất hấp dẫn, Lục Kiện tất nhiên không thể không động lòng, nhưng hắn biết nếu không phải là có Trương Khác và Diệp Kiến Bân ở đây, Ngô Khải Lập sao có thể đưa ra điều kiện hời như thế. Huống hồ Ngô Khải Lập muốn đăng ký công ty địa ốc ở Kiến Nghiệp, nói tới cùng là coi trọng sức ảnh hưởng của Cẩm Hồ ở đó. Lục Kiện hồi hộp nhìn Trương Khác, Trương Khác nhìn sang Diêu Văn Thịnh. Giám đốc Ngô muốn đăng ký công ty ở Kiến Nghiệp, anh là địa đầu xà, có ủng hộ hay không phải nói một tiếng chứ? Diêu Văn Thịnh hỏi. Giám đốc Ngô nói đùa hay kiến nghị thật đấy? Ngô Khải Lập rối rít xua tay. Trước mặt Khác thiếu gia, Diệp thiếu gia tôi nào dám nói đùa. Lúc này Dịch Hình ở ao bên kia hỏi vọng sang tối có đi tới Cố gia trạch viện vấn an không, ở đó không những toàn là bậc trưởng bối, còn là nhân vật có địa vị cao, thế nào cũng phải tới một chuyến, dù sau đó có lại quay về Thúy Viên. Thay y phục xong, Diêu Văn Thịnh có ý giúp Lục Kiện một tay, liền mời Ngô Khải Lập ngày mai cùng tới dự tiệc sinh nhật. Đi trên con đường giải đá cội trắng rời Thúy Viên, Diêu Văn Thịnh nói. Ngô Khải Lập đúng là một thương nhân tinh minh. Trương Khác bực bội nói. Sao trong mắt người khác cứ như do tôi một tay che trời ở Kiến Nghiệp thế? Diệp Kiến Bân cười ha hả, miếng bánh địa ốc Kiến Nghiệp quá lớn, thế kỷ Cẩm Hồ có mạnh tới đâu cũng không ăn hết được, hơn nữa thế kỷ Cẩm Hồ cũng không có tâm tư tranh đoạt giải đất hoàng kim với người khác, đem tinh lực tập TING vào kiết thiết khu thương nghiệp Đông Hồ, tinh lực dư thì bố cục ở Kim Sơn, Tân Tình, không thể ăn quá nhiều. Nói ra với Lục Kiện chỉ là ân tình thuận nước đẩy thuyền, nhưng lợi ích rất rõ ràng. Lục Kiện là người trong giới công tử kinh thành, để hắn tham gia vào, có thể tránh đám công tử ca bị người khác khích bác suối bẩy sinh địch ý với Cẩm Hồ vô cớ. Ngoài ra nếu như muốn dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi, thế nào cũng phải có người dẫn đầu, thế kỷ Cẩm Hồ không có nhân mạch ở kinh thành, Lục Kiện và Ngô Thiên Khải nếu tách rời thì không đủ tư cách, nhưng hai người kết hợp thì rất thích hợp. Ngô Khải Lập chừng như cũng mẫn cảm nắm bắt được gì đó, nói ông ta tinh minh không phải quá lời. Đi xe tới Cố gia trạch viện. Mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ, Diệp Trúc Dân cha Diệp Tiểu Đồng chẳng biết cũng tới tù lúc nào. Lục Kiện chào hỏi hai vị lão gia tử rồi vội vàng rời đi, Diêu Văn Thịnh cười nói. Hắn muốn nhảy ra khỏi cửa quan xuống biển kinh doanh phải qua ải cha hắn, hy vọng ngày mai hắn không xuất hiện với cái mặt ủ rũ. Lừa bướng ép không đi. Cố Trường Canh hiểu được chuyện gì xong, nói. Đám bọn cháu giống nhau cả. Lêu lổng ở bộ ủy chỉ hao tốn thời gian. Mài mòn ý chỉ, chẳng thể tìm được cảm giác làm việc. Diêu Văn Thịnh giúp Lục Kiện cũng là cãi cho bản thân. Quan trường ở đâu chẳng thế, vậy cháu nhìn xem mấy chú bác của cháu ngồi đây, có ai bị mài mòn ý chí không? Cố Trường Canh chẳng nể nang châm biếm cháu trai. Chương 914, phối hợp rên rỉ. Bí thư Đường, chú Dịch, chú Diệp đều là bậc nhân kiệt, cháu làm sao so được? Diêu Văn Thịnh giở trò lưu manh. Thời gian không còn sớm nữa. Mọi người còn ý chí chưa bị mài mòn đợi mai tiếp tục đi ạ, cháu thấy hôm nay nên nghỉ ngơi thôi. Dịch Vân Phi và Diệp Trúc Dân nhà ở Bắc Kinh, tất nhiên về nhà nghỉ ngơi, Đường Học Khiêm và Trần Tân Dân đều ở lại Cố gia trạch viện. Không thể ở quá nhiều người tại Cố gia, trừ Hứa Thụy Bình ở lại chiếu cố thì Trương Khác, Diệp Kiến Bân, Diêu Văn Thịnh quay lại Thúy Viên, Dịch Hinh không về theo cha mà theo đám Trương Khác. Dịch Hinh đi trước, sắp lên xe đột nhiên quay lại hỏi Diêu Văn Thịnh. Anh nói nam nhân các anh mài mòn ý chí, có phải đều bị mài mòn trên bụng nữ nhân không? Địch Đan Thanh nghe thấy bật cười khúc khích, Trương Khác thì giả điếc, thầm nghĩ đương nhiên nữ sắc là thứ mài mòn ý chí nam nhân nhất, đột nhiên nhớ ra câu chuyện cười địa hạ đảng trước giải phóng. Địa hạ đảng, thời cách mạng dân chủ, Đảng Cộng sản Trung Quốc ở dưới sự thống trị của Quốc dân đảng và người Nhật, phải hoạt động bí mật, nên gọi thế. Địch Đan Thanh hỏi y cười cái gì, Trương Khác liền kể cho cô nghe. Ngày 28 tháng 9 năm 1949 có một thành viên địa hạ đảng không may bị bắt, ngày đầu tiên, kẻ địch dùng ghế hùm, anh ta không khai. Ngày thứ hai kẻ địch dùng nước ớt, anh ta không khai. Ngày thứ ba kẻ địch dùng mỹ nhân kế, anh ta khai ngay. Ngày thứ tư anh ta muốn khai tiếp thì đã giải phóng mất rồi. Có thể thấy nam nhân đều chẳng phải thứ tử tế. Dịch Hình khoác cánh tay Diêu Văn Thịnh, chun mũi nói. Nhưng vẻ mặt chẳng hề bận tâm mấy về chuyện nam nhân tham hoa luyến sắc, cuộc sống trước kia của Diêu Văn Thịnh, cô biết rất rõ. Địch Đan than thở dài, thầm nghĩ giữa tài phú và quyền thế tìm đâu ra tình cảm thuần khiết không có tạp chất, nên sinh ra từ gia đình quyền thế, Dịch Hinh có thể nhìn thoáng chuyện này. Tới Thúy Viên,
thấy chiếc xe Jeep cả lục kiện đỗ trước mặt bọn họ. Sao lại quay về? Diêu Văn Thịnh ấn cửa kính xuống, thò đầu ra hỏi. Không phải là nhìn chúng cô em nào đó nên len lút quay lại chứ hả? Giám đốc Ngô vừa gọi điện cho tôi, bên này xảy ra chút chuyện. Lục Kiện liền đem tình hình kể ra. Siêu Kiên và bạn gái vừa rồi ở lại Thúy Viên, không vội về phòng nghỉ ngơi mà nhà chính xem biểu diễn, giữa chừng Diêu Kiên rời đi một lúc, bạn gái hắn bị một người khách say rượu quấy rối. Siêu Kiên còn chưa quay lại, bạn gái hắn đã đẩy tên say rượu kia ngã chỏng gọc, chảy chút máu mũi, khách tới Thúy Viên chơi làm gì có ai thân phận đơn giản, tên say và đám bạn của hắn liền gây chuyện, Lục Kiên nhận được điện thoại của Ngô Khải Lập liền quay lại. Vậy anh vào trước giúp giám đốc Ngô giải quyết rắc rối đi. Trương Khắc phất tay. Chuyện vặt này Ngô Khải Lập đương nhiên giải quyết được, Thúy Viên hoạt động theo chế độ hội viên, tư liệu về khách nắm bắt được tương đối, cùng lắm là chịu chút thua thiệt để hai bên bỏ qua. Cho dù có rắc rối lớn hơn nữa, Ngô Khải Lập không thông báo cho đám Trương Khắc mà thông báo cho Lục Kiện mới quen, chẳng qua là thừa cơ xem thủ đoạn của Lục Kiện ra sao, nếu không sao có thể yên tâm hợp tác với hắn. Chỉ không ngờ bọn họ quay lại nhanh như thế. Người Hong Kong đúng là tinh minh. Diêu Văn Thịnh lấy thuốc lá ra chia. Tinh minh cũng tốt, ít nhất là biết chừng mực và tiến lui. Diệp Kiến Bân nhận lấy điếu thuốc, đứng ngoài hút một lúc mới đi vào trong. Nhà chính là kiến trúc kiểu đường thời dân quốc, mái ngói lưu ly, hành lang cột đá, hai bên vách còn có phủ điêu lớn, thảm đỏ tươi trải ra tận sân, đèn màu rực rỡ, biệt thự sau Thúy Viên uy tĩnh thanh nhã. Nhưng nhà chính thì cực kỳ xa hoa. Bậc thềm đá cẩm thạch trắng có hai hàng thiếp viên cao giáo xinh đẹp, áo sườn xám phấn hồng, lộ ra cặp đùi trắng nõn nà, giờ Trương Khắc mới biết phục vụ nơi ở của y tuy xinh đẹp, nhưng ăn mặc lại rất bảo thủ lắm. Dịch Hinh nhìn mà cảm khái. Thế giới đúng là xoay quanh đàn ông các anh. Đám Trương Khắc đi lên tầng 2, đại sảnh có phụ vụ đang ngồi dưới đất lau đi những vết máu, trên lan can cũng có, thầm nghĩ tên say kia đúng là xui xẻo. Trương Khắc hỏi Dịch Hinh. Các cô gái của Đông Hàng đều hung hãn như thế à? Dịch Hinh không đáp, Địch Đan Thanh giễu cợt. Có phải là cậu hy vọng các cô gái Đông Hàng bị người ta động chân động tay còn phối hợp rên rỉ mấy tiếng không? Những người khác đều bật cười, Trương Khắc mở to mắt, mặt dày nói. Có loại chuyện hay vậy sao? Siêu Văn Thịnh gọi phục vụ tới hỏi đám Ngô Khải Lập đi đâu giải quyết vấn đề, được phục vụ dẫn lên lầu 3. Còn chưa đẩy cửa đi vào đã nghe bên trong có giọng nói oang oang. Đã bảo là hiểu lầm mà, bạn tôi uống hơi nhiều rượu, đứng không vững, thấy bạn anh đứng đó muốn vịn nhờ một cái, cho dù có chạm vào mặt, cùng lắm là giải thích rõ ràng, cần đánh người ta thành ra như thế này. Các người nói là xô ngã, bạn tôi không tỉnh táo lắm, tôi thì thấy làm lạ, có thể xô ngã mũi xuống đất sao? Trương Khắc cũng lấy làm lạ, phải chăng là bị người ta đấm cho một phát vào mũi rồi mới đẩy ngã? Đẩy cửa đi vào, thấy Chu Hưng Đông vắt chân chữ ngũ ngồi trên ghế nói. Nếu Lục đại thiếu gia đã ra mặt, vậy cũng dễ giải quyết, mở miệng ra đòi 8 vạn 10 vạn là tống tiền, chúng tôi chẳng có gan tống tiền anh, tôi dẫn bạn mình tới bệnh viện kiểm tra, nếu không có vấn đề gì, ngày mai anh đặt một phòng bao mời chúng tôi coi như nhận lỗi. Cái khác không so đo nữa. Phòng bao để tôi đặt, ở Thúy Viên hay Sáng Nghệ đều được, nhiều bạn bè tới náo nhiệt một chút. Thời buổi này mọi người phải vui vẻ kết bạn mới phát tài được. Ngô Khải Lập thấy đám Trương Khắc đi vào, vội đứng ra giảng hòa. Bên cạnh Chu Hưng Đông có hai tên thanh niên ăn mặc bất phàm, một tên mũi dịt bông, vết máu trên mặt đã lau đi, ánh mắt tuy không cam tâm, nhưng vẫn nghe Chu Hưng Đông, tên còn lại nghi hoặc nhìn đám Trương Khắc. 8 vạn 10 vạn tôi có đấy, cho tôi sờ mặt anh một chút là được. Trương Khắc lạnh lùng nói. Chu Hưng Đông lúc này mới nhìn thấy Trương Khắc. Diệp Kiến Bân đứng ở cửa, hốt hoảng bỏ chân xuống, bị câu nói của Trương Khắc làm bối rối, không biết trả lời ra sao, chẳng lẽ đưa mặt tới cho Trương Khắc sờ, một cái thật. Khắc thiếu gia, Diệp thiếu gia tới rồi. Ngô Khải Lập tươi cười mời bọn họ ngồi, ông ta thực sự không ngờ bọn họ quay lại nhanh như thế. Xảy ra chuyện gì thế? Trương Khắc nhướng mày lên. Xảy ra chút hiểu lầm, không phải chuyện gì to tát. Ngô Khải Lập vội đáp. Trương Khắc liếc mắt nhìn Chu Hưng Đông. Nếu đã là hiểu lầm, vậy đã giải thích rõ ràng chưa? Giải thích rõ ràng rồi. Chu Hưng Đông bị khí thế của Trương Khắc chấn áp, hắn không cách nào lên mặt với Trương Khắc, tới điện tử Hoa Hạ còn bị Cẩm Hồ đè dưới chân, hắn chẳng qua chỉ là giám đốc một công ty dưới cờ Liên Tín, bản thân hắn có thói quen lấy cấp bậc này phân biệt mình với người khác. Vậy còn ngồi đây làm cái gì?
Trương Khắc giọng tiếp tục rất bất thiện. Chẳng lẽ bạn tôi bị các người sờ mặt còn phải phối hợp rên rỉ mấy tiếng các người mới hài lòng à? Chu Hưng Đông giật áo cái tên bạn còn chưa rõ tình hình, đứng dậy rời khỏi phòng bao, đám công tử kinh thành còn giữ thể diện cho nhau, còn làm bộ làm tịch, nhưng tên Trương Khắc này là hạng man dợ, nói cho cùng là bọn chúng đuối lý trước. Đám Chu Hưng Đông vừa ra khỏi phòng, Dịch Hinh cười tới đau cả bụng, Diệp Kiến Bân, Diêu Văn Thịnh thì khắc chế không cười lớn, còn đám Ngô Khải Lập, Diêu Kiên thì không hiểu ra sao. Dịch Hinh cố nín cười kể lại đoạn đối thoại giữa Trương Khắc và Địch Đan Thanh, bạn gái Diêu Kiên xấu hổ, ôm lấy Dịch Hinh cười, nhìn có vẻ cô không sao, thời đại này, tâm lý các cô gái không yếu đuối như trong tưởng tượng. Chương 915, cọng cỏ cứu mạng. Lục Kiện vừa cười vừa nói. Tôi thấy câu cuối cùng của cậu có sức sát thương lớn nhất, làm đám Chu Hưng Đông, Triệu Phổ Thành choáng váng luôn, té ra là sao chép của Địch tiểu thư. Địch Đan Thanh nhịn cười, hơi trừng mắt nhìn Trương Khắc, phong tình vô hạn, cố giấu vẻ tình tư trong đó. Trương Khắc mỉm cười, hỏi. Chu Hưng Đông thì tôi biết, còn hai tên kia là ai? Diêu Kiên phối hợp với Ngô Khải Lập không nói thân phận ra, nếu không Chu Hưng Đông dây dưa vì chút chuyện nhỏ này thì quá không biết điều rồi. Tên mặc áo tê, sất sọc đỏ là Triệu Phổ Thành, còn phó thị trưởng Triệu Thiêm, còn tên bị tiểu giai đánh chảy máu mũi thì tôi không quen, đại khái là người ngoại tỉnh, dân Hoàng Thành đều không ngông nghênh như thế, biết hiểu lầm thường không làm khó. Cũng ít khi mượn rượu kiếm chuyện. Lục Kiện giải thích. Ngày 26 sinh nhật Cố Trường Canh, cha Lục Kiện, trợ lý bộ trưởng bộ thống chiến TW Lục Tân Hoa và vợ không mời mà tới, năm xưa Lục Tân Hoa theo đuổi Cố Sướng bị cự tuyệt, không bỏ thể diện xuống được nên những năm qua quan hệ với Cố gia trở nên lãnh đạm, nhưng Lục Kiện và Diêu Văn Thịnh là đồng bọn thân thiết, ngoài ra vợ ông ta cũng là bạn thân của Cố Sướng, nên quan hệ hai nhà không trở nên xa lạ. Nhiều năm rồi Lục Tân Hoa không tới Cố gia, có chuyện gì cũng là vợ đi. Cố Trường Canh thấy ông ta vào trung đường, nghiêm mặt nói. Định bày cho hạng trang múa kiếm đấy hả? Cố Trường Canh là trưởng bối, ông ta có nặng lời thế nào thì Lục Tân Hoa cũng chỉ có thể nhịn, nếu không chẳng bằng không đến cho xong, chỉ cười ngượng ngập, Lục Tân Hoa đúng là không đủ thành ý, tới đây đa phần là vì chuyện của Lục Kiện, thân là trợ lý bộ trưởng bộ thống chiến, tất nhiên càng rõ nguyên nhân căn bản những hành động thời gian qua của người Hoa Indo. Ngô Khải Lập vốn không có tư cách xuất hiện ở bữa tiệc này. Diêu Văn Thịnh vì giúp Lục Kiện mới mời ông ta tới, đến Cố gia Trạch viện mới biết thế lực chính trị sau lưng Cẩm Hồ mạnh thế nào. Ở Cố gia Trạch viện Đường Học Khiêm có được tin tức chính xác, bộ tổ chức TW sẽ hạ lệnh điều động với ông trước ngày quốc khánh, vậy là vài ngày nữa sẽ đứng trên nấc thang cao hơn, có thể mơ hồ nhìn thấy vòng chính trị hạch tâm trong nước rồi. Ngày 27, Trương Khắc cùng Đường Học Khiêm đi báo phỏng Thôi Văn Nghị, ngày 28 lệnh bổ nhiệm chính thức hạ xuống. Điều Đường Học Khiêm tới tỉnh Giang Nam làm thường ủy tỉnh ủy, chiếc ghế bí thư thành ủy Hải Châu tạm thời để trống, công tác đảng chính phủ ở Hải Châu do Lục Dật Quang, Đỗ Tiểu Sơn, Tống Bồi Minh đảm trách. Chuyện trì hoãn này có lợi cho Cẩm Hồ, đặc biệt là khả năng TW điều Lưu Văn Đào có quan hệ mật thiết với Nghiêm gia tới Hải Châu làm bí thư thành ủy, kéo dài 1-2 tháng có thể giảm bớt nguy hiểm chính trị Nghiêm Văn Giới mang tới chính đàn Hải Châu. Đậu Duy Đào và Đào Thư Nghệ cũng tới Bắc Kinh vào ngày 28. Chính thức nộp tài liệu xin xây dựng cảng đảo Đông Sơn lên các bộ ủy liên quan. Đường Học Khiêm còn học ở trường đảng TW gần một tháng nữa, nhưng đã chức vụ đã xác định, có thể thính thức đại biểu tỉnh Giang Nam xen vào công tác phối hợp ở Bắc Kinh, thời gian này Diệp Kiến Bân cũng đặt đại bộ phận tinh lực ở Bắc Kinh. Cơn bão tài chính lan ra toàn cầu, làm người ta sinh ra lo lắng kinh tế toàn cầu sụp đổ, xuất khẩu trong nước tổn hại khá nặng, dưới bối cảnh TW cũng liên tục ra mặt yêu cầu kiến thiết cơ sở. Kích thích thị trường trong nước, đưa vốn nước ngoài vào xây dựng cảng đảo Đông Sơn được đa phần cao tầng TW tán thành, nhưng đi hết từng trình tự một không phải một hai ngày là xong. Trước khi Trương Khắc rời khỏi Bắc Kinh, được Dịch Vân Phi gọi tới cho một tin tức không được tốt lắm. Cát Kiến Đức vừa trao đổi với Bộ, Điện tử Hoa Hạ định liên hợp với NEC đầu tư vào Khoa Vương, tận dụng nhà máy TV Tam Nguyên mà Khoa Vương mua đầu năm sản xuất CRT, NEC cũng chuyển nhượng kỹ thuật chế tạo CRT mới nhất cho Khoa Vương. Đây mới chỉ là bước hợp tác đầu tiên của bọn họ. Không ngờ Khoa Vương trong lúc vũng vẫy lại tóm được cọng cỏ cứu mạng này. Trương Khắc mới nghe tin đúng là hơi bất ngờ, sau lưng NEC là Mitsui, là chỉ tá Tú Tàng, nhưng làm sao Khoa Vương móc nối được với chỉ tá Tú Tàng, do Hoa Hạ dắt mối đưa đường sao? Xí nghiệp sản xuất CRT trong nước đã nhiều lắm rồi, Trương Hồng, Sang Duy, Hạ Tân Hải Nhĩ, TCL đều có biểu hiện không tệ ở lĩnh vực này.
hơn quá nửa là xí nghiệp trong bộ, mấy xí nghiệp đó đều cự tuyệt sát nhập vào Hoa Hạ, Cát Kiên Đức muốn chơi riêng. Dịch Vân Phi cho biết thêm. Trương Khắc chăm chú lắng nghe Dịch Vân Phi nói. CRT cho dù 10 năm, 20 năm chưa đào thải được nhưng dù sao đã vào kỳ suy thoái, hơn nữa ở trong nước cũng cạnh tranh hết sức khốc liệt, với Khoa Vương mà nói, đây cũng chỉ là một cọng cỏ cứu mạng mà thôi, Trương Khắc cũng không tin Khoa Vương có thể lấy được kỹ thuật hạch tâm từ doanh nghiệp Nhật. Ngày 28, Thành ủy Kiến Nghiệp tổ chức cuộc họp thường ủy thông lệ lần cuối trước Quốc Khánh. Họp suốt cả một buổi chiều, các thường ủy đều đã mệt mỏi, mấy kiến nghị trọng tâm nhất đã thảo luận hết, mọi người có chút lơi lỏng. Nhìn Tịch Dương chiếu qua cửa sổ, đều thấy cuộc họp nên kết thúc rồi. Tiêu Minh Kiến là người chủ trì cuộc họp này, hỏi La Quân. Bí thư còn chuyện gì muốn căn dặn không? La Quân xem đồng hồ, thời gian thảo luận quy định đã hết, nhưng chưa hết giờ họp. Còn chút thời gian, các đồng chí có vấn đề gì muốn thảo luận đột xuất không? Vương Duy Quân họ khẽ một tiếng, tỏ ý muốn phát biểu, La Quân gật đầu, liền lật tài liệu trên bàn. Thưa bí thư và các đồng chí. Đồng chí Diêu Văn Thịnh Cục trưởng Cục Xúc Tiến Đầu Tư khu chúng tôi mấy ngày qua tới Bắc Kinh khảo sát tình hình phát triển địa ốc. Mọi người đều nói tới cơn bão tài chính châu Á, ở kiến nghiệp chúng ta không có cảm thụ sâu sắc lắm, có điều sản nghiệp địa ốc Bắc Kinh mở cửa với vốn nước ngoài khá cao, nên bị chút ảnh hưởng, hiện không được tốt lắm. Ngược lại, kinh tế kiến nghiệp sôi động, nhu cầu thị trường với địa ốc mới rất nhiều, đặc biệt khu Cao Tân, bất kể là nhà ở hay văn phòng cho thuê, giá đều tăng vọt. Nhưng xí nghiệp địa phương thực lực có hạn, khai phát địa ốc có hạn, tôi đang nghĩ. Nói tới đây liếc nhìn Vương Duy Quân, thấy sắc mặt ông ta tức thì hơi tái đi, lòng cười thầm, vẫn thản nhiên như không nói. Tôi đang nghĩ nên chăng mời một số doanh nghiệp địa ốc Bắc Kinh tới khai phát. Tiêu Minh Kiến cảm thấy miệng đắng nghét, ông ta định đợi Nghiêm Văn Giới nắm chắc rồi mới đem chuyện này ra thảo luận, ai ngờ Vương Duy Quân đột nhiên nhanh chân đi trước, làm ông ta trở tay không kịp, làm ra động tác gây chú ý. Nhìn đồng hồ định lấy cớ thời gian eo hẹp trì hoãn tới cuộc họp lần sau. Nhưng La Quân chẳng thèm nhìn mặt ông ta, ngồi thẳng dậy, lấy tinh thần nói. Đồng chí có suy nghĩ cụ thể chưa? Vương Duy Quân lấy trong cặp ra mấy tờ giấy, nói. Cục trưởng Diêu Văn Thịnh đã sửa soạn một phần tài liệu. Tiêu Minh Kiến hiểu ngay La Quân và Vương Duy Quân đã thông đồng với nhau trước rồi, giới địa ốc kinh thành thực tế là giới công tử, thái tử kinh thành, kiến nghiệp mở cửa cho bọn họ. Cuối cùng lấy lòng ai, La Quân không ngốc, ông ta đã có chính tích huy hoàng rồi, có bối cảnh không tệ, tất nhiên không từ chối có thêm thiện cảm của nhân vật có ảnh hưởng vòng chính trị hạch tâm. Chuyện nãy vĩnh viện ai đề xuất trước là sẽ được La Quân ủng hộ, cho dù tài liệu của Diêu Văn Thịnh rất thô sơ, chỉ cần đưa ra, có tư tưởng chính trên thường ủy, công tác sẽ dần dần triển khai, Tiêu Minh Kiến hận mình quá do dự. Vương Duy Quân đưa tài liệu lên, La Quân xem qua, bảo thư ký trưởng chia cho mọi người. Hỏi Tiêu Minh Kiến. Còn chút thời gian, thị trường thấy có nên thảo luận qua không? Chương 916, Thương Trường. Tiêu Minh Kiến không xác định được Vương Duy Quân chỉ trùng hợp hay là tính đúng thời gian đột kích, nhận lấy tài liệu, cố trấn tĩnh nhìn La Quân, thấy ánh mắt ông ta bất thiện, giật mình nghĩ, ông ta biết chuyện Nghiêm Văn Giới tạo thế ở Kinh Thành. Nói thực chuyện Nghiêm Văn Giới tạo thế không thể ảnh hưởng tới La Quân, nhưng Tiêu Minh Kiến giở trò sau lưng, La Quân hết sức khó chịu. Ít nhất nói rõ Tiêu Minh Kiến có tâm tư lật đổ mình. Có lẽ Tiêu Minh Kiến căn bản không có ý định lật đổ La Quân, nhưng ông ta không thể tự giải thích được. Đấu tranh chính trị chưa bao giờ có chuyện ôn hòa, La Quân vốn rất cảnh giác với Tiêu Minh Kiến, chuyện này làm vết rách càng sâu. Tiêu Minh Kiến thấy sống lưng ớn lạnh, lúc này đương nhiên không thể cự tuyệt La Quân, cự tuyệt vô ích, các thường ủy khác sẽ không phản đối. Hồ Tôn Khánh chưa trao đổi trước với Tiêu Minh Kiến, không hiểu ẩn tình đằng sau. Còn hưng phấn hỏi Vương Duy Quân. Cục trưởng Diêu chưa tới, hay là làm phiền bí thư Vương giới thiệu tình hình cho chúng tôi? Hoa Hạ và NEC liên hợp đầu tư vào Khoa Vương hỗ trợ chế tạo CRT, Trương Khắc cho rằng Khoa Vương vớ được cọng cỏ cứu mạng, Tạ Kiếm Nam lại không nghĩ thế. Tạ Kiếm Nam vì điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của Khoa Vương, đầu năm mua lại nhà máy TV Tam Nguyên tiến hành quản lý chỉnh đốn, khôi phục lợi nhuận không tệ, nếu được NEC hỗ trợ mấy kỹ thuật quan trọng. Hắn tin không gian lợi nhuận sẽ càng lớn. Điều này không thể trách Tạ Kiến Nam tầm nhìn hạn hẹp, đó là giới hạn của thời đại, như có một lớp sương mù che phủ trước mắt, tuyệt đại đa số nhà quản lý xí nghiệp với cạnh tranh thị trường, đầu óc dừng lại ở việc ra sức hạ giá và quảng cáo thật nhiều. Quan trọng là lúc này Tạ Kiến Nam còn sự lựa chọn nào khác sao? Công nhân của khu công nghiệp điện tử Kim Sơn đang bỏ đi, còn trì hoãn,
chi phí chiêu mộ công nhân mới cùng bồi dưỡng lại tốn một khoản tiền lớn nữa, tới lúc đó thì hết thuốc chữa thật rồi. Ngày 29 ở Hải Châu, Tạ Kiếm Nam đón chỉ tá Tú Tàng cùng Chu Hưng Đông, Trung Thôn Dụ chi giám đốc nét tại Trung Quốc, đi tham quan cơ sở chế tạo của Khoa Vương ở khu công nghiệp điện tử Cẩm Hồ Hải Châu. Khu công nghiệp điện tử Cẩm Hồ khí thế phí phàm, làm nhân viên Nhật Bản cũng phải thì thầm thảo luận. Chu Hưng Đông nhớ tới chuyện không vui ở Bắc Kinh, thầm căm hận, hôm đó sau khi cúi mặt bỏ đi hắn giận bản thân, sao phải sợ thằng đó như thế, đúng là mất hết mặt mũi. Nam Phương là công ty cấp 3 dưới cờ Hoa Hạ, sau khi Tiêu Thụy Dân chỉnh đốn hệ thống marketing của Liên Tin, Chu Hưng Đông không kiếm chắc được mấy nữa, bày đủ mọi trò chen vào tổng bộ làm phó giám đốc phòng chủ tịch, thực tế được thăng lên nửa cấp. Ngày 26 tới Thúy Viên là để chúc mừng hắn điều về Bắc Kinh, không ngờ gặp phải tên sát tinh kia. Ở phòng chủ tịch thường mà nói chẳng có gì để kiếm trác, nhưng đó là đội ngũ dự bị kế cận cho tầng quản lý, đối nội đối ngoại có hạng mục gì đều ưu tiên điều người từ đó ra, Chu Hưng Đông mới tìm cách chui vào đó. Ai cũng biết hiện Cẩm Hồ ở Hải Châu một tay che trời, bất kể Tạ Kiếm Nam, chỉ tá Tú Tàng, Cát Kiến Đức hay những người kẹp ở giữa đều không mong Trương Khác biết chuyện hợp tác này quá sớm. Chỉ tá Tú Tàng tham quan Khoa Vương không kinh động tới thành phố, thậm chí không bay trực tiếp từ Bắc Kinh tới mà qua Kiến Nghiệp rồi mới lái xe đến Hải Châu. Ngày tham quan đầu tiên qua đi, sau tiệc tối chỉ tá Tú Tàng, đại giã tiến hành, Trung Thôn Dụ Chi không tham gia hoạt động tiếp theo, mà quay về khách sạn, tổ chức cuộc họp bí mật trong phòng trà kiểu Nhật của khách sạn Tây Thành. Ngài Trung Thôn, ngài có đánh giá gì về sự hợp tác với Khoa Vương? Nếu nét thấy khó khăn, tôi có thể nhờ tùng đảo của Sáp. Chỉ tá tá tù chỉ biết qua về trà đạo, ngồi nhìn đại giã tiến hành pha trà. Vì sao lại lựa chọn xí nghiệp này? Trung Thôn Dụ Chi ngồi thẳng lưng, nói. Tôi thấy Nét và Sáp đều có nhiều lựa chọn họ, xí nghiệp này đang lâm vào khốn cảnh, khó mà được địa phương hỗ trợ. Điện tử Hoa Hạ tham gia cổ phần sẽ làm Khoa Vương biến đổi về chất, có thể đường hoàng yêu cầu chính phủ địa phương cho vay vốn hỗ trợ. Chí tá Tú Tàng giải thích. Ngoài ra Hoa Hạ có thể cung cấp tín dụng đảm bảo cho Khoa Vương, huy động vốn không phải là vấn đề. Còn về phần hỗ trợ chính sách, bất kể cơ sở chế tạo ở bên này hay nhà máy ở Kim Sơn mà chúng ta nhìn chúng, đều liệt vào khu công nghiệp đặc biệt, những chính sách hỗ trợ nó đều đã được hưởng thụ rồi. Thực chất, đối tượng chúng ta hợp tác vẫn là Hoa Hạ. Liên doanh sản phẩm đầu cuối thì tôi hiểu, nhưng vì sao còn liên doanh thành lập một loạt nhà máy linh kiện? Trung Thôn Dụ Chi hỏi tiếp. Đối với sách lược đích thân dùng sản phẩm của mình tiến vào thị trường Trung Quốc của Samsung, tôi có kiến giải bất đồng, hợp tác với thương hiệu Trung Quốc, hình thành đầu nguồn ở Nhật, Trung Hạ Du ở Trung Quốc, từ trên xuống dưới chúng ta dần giảm bớt tỷ lệ cổ phần. Chỉ tá Tú Tàng được đặc phái tới Trung Quốc tất nhiên có tài của hắn. Như thế chúng ta vừa có thể chia nhỏ sản phẩm điện tử Nhật thẩm thấu vào thị trường Trung Quốc, nếu như tất cả linh kiện đều từ Nhật đưa sang, với Khoa Vương mà nói chi phí quá cao. Sẽ làm bọn chúng vì muốn thoát khỏi khống chế của chúng ta mà chọn một nhà cung ứng linh kiện khác, để bọn chúng hưởng lợi nhuận từ nhà máy linh kiện, khiến bọn chúng luôn bị gắn vào móc câu của chúng ta. Ngoài ra ở thị trường đầu cuối, dùng thương hiệu Trung Quốc, có thể giảm bớt tâm tình bài xích của người Trung Quốc tăng lực độ thẩm thấu thị trường. Đương nhiên đó chỉ là nhắm vào thị trường tầm trung và thấp thôi, còn thị trường cao cấp là chuyên môn dành cho chúng ta. Chỉ tá Tú Tàng nói xong liền đợi Trung Thôn Dụ Chi đáp lại. Dù Trung Thôn Dụ Chi vẫn không hiểu vì sao hắn chọn Khoa Vương, nhưng cũng tán đồng sách lược này, nghĩ một lúc lâu mới gật đầu. Bất kể tương lai có thuộc về LCD hay không, thì TVCRT đã không theo kịp thời đại nữa, tôi nghĩ Tổng bộ NEC sẽ nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của ngài. Tạ Kiếm Nam cùng Chu Hưng Đông tới câu lạc bộ kiểu Nhật ở đường Thanh Niên uống rượu, bên cạnh là hai cô gái tiếp rượu khuôn mặt xinh đẹp, đám chỉ tá Tú Tàng rời đi trước làm hoạt động bên này an bài không dùng được. Nhưng hắn không dám qua loa với Chu Hưng Đông, loại người này không thể mong mỏi giúp được gì nhưng phải đề phòng chúng phá đám. Tạ Kiếm Nam đang đợi điện thoại của chỉ tá Tú Tàng, trước đó hắn đã gặp mặt bí mật đàm phán xong với chỉ tá Tú Tàng, mặc dù Mitsui có sức ảnh hưởng và khống chế lớn với xí nghiệp trong hệ thống tập đoàn, nhưng không thể ra lệnh trực tiếp. Tạ Kiếm Nam lúc này do dự lựa chọn của mình có phải là chính xác không? Ép điện tử Gia Tín phải chấp nhận sự thực chấp nhận tổn thất ở nhà máy Kim Sơn. Mua lại sát nhập vào Khoa Vương với giá thấp, sau đó liên hợp với NEC, thu hẹp tỷ lệ cổ phần của Gia Tin, đảm bảo Hoa Hạ và Tạ Gia là đại cổ đông, trong liên doanh nhà máy linh phụ kiện thì vứt bỏ hoàn toàn Gia Tín. Chỉ cần NEC chấp nhận phương án đầu tư, Tạ Kiếm Nam cũng có thủ đoạn bắt cha con Cát Minh Tin phải chấp nhận,
nhưng giao tình trước kia không còn nữa. Tạ Kiếm Nam rất nhớ thời kỳ du học cùng Cát Ấm Quân say sưa săn gái, có điều so với tình nghĩa, thì sinh tồn còn quan trọng hơn. Ngoài ra, Tạ Kiếm Nam còn giao ước với Lâm Tuyết cùng chèn ép quyền lợi của Gia Tín ở địa ốc Cẩm Thành, lấy phần lợi ích đó đi lấy lòng con cá sấu tham lam Hoành Tín, giảm thiểu tổn thất của bọn chúng khi giao dịch với Hoành Tín. Nghiêm Văn Giới khá rộng rãi, đồng ý cho Tạ Kiếm Nam và Lâm Tuyết lấy cổ phần ở Cẩm Thành thế chấp ở Tín Thông lấy tiền giải cơn khát trước mắt, đương nhiên có một điều khoản bí mật kèm theo là cho Hoành Tín mua cổ phần của bọn chúng tại Cẩm Thành. Đó mới chính là thương trường. Chương 917, tuần lễ Quốc Khánh. Được cha mình đồng ý, Lục Kiện vội vã làm thủ tục nghỉ việc ở đơn vị ngay vào thứ hai, tới công ty địa ốc Gia Lý của Ngô Khải Lập làm phó tổng giám đốc. Địa ốc Gia Lý tiến vào kiến nghiệp không cần phải vội nhất thời, Lục Kiện lấy thân phận doanh nhân ở lại Bắc Kinh chính thức chuẩn bị đại hội mời gọi đầu tư địa ốc ở Kinh Thành. Tạ Kiếm Nam tạm thời còn chưa biết những chuyện này, nhưng Nghiêm Văn Giới ở Bắc Kinh thì biết, trong khu biệt thự xa trung tâm, đứng trong bóng tối, Nghiêm Văn Giới cảm giác hình như mình đã đánh giá thấp kẻ đó rồi. Hôm qua hắn nhận được điện thoại của Tiêu Minh Kiến, biết tin tức thế nào cũng truyền tới tai kẻ đó, phản ứng của bọn chúng nhanh thật, Vương Duy Quân ra tay khống chế ngược làm bên hắn trở tay không kịp, Bắc Kinh cũng có người đứng ra tạo thanh thế cho bọn chúng. Đây mới là lần đầu tiên. Nghiêm Văn Giới lẩm bẩm, khóe miệng hơi nhếch lên. Tạ Hán Tĩnh biết tin Khoa Vương có khả năng hợp tác với NEC, đồng thời lấy cổ phần ở địa ốc Cẩm Thành thế chấp vay được 200 triệu hơi muôn một chút. Đồng thời rất ngạc nhiên sao cha con Tạ Hán Minh làm được điều này. Chia nhà xong là tuyệt không qua lại nữa rồi, nhưng Tạ Hán Tĩnh muốn biết động thái mới nhất của Khoa Vương rất dễ. Chuyện kinh doanh thường ngày tập đoàn chính thái đã được giao cho đội ngũ quản lý mà ông ta dày công bồi dưỡng nhiều năm, thế nên thời gian cá nhân của ông ta trở nên dư giả. Khoa Vương gặp được thời cơ xoay chuyển này làm tâm tình Tạ Hán Tĩnh khá là phức tạp, chẳng vui mừng cho cha con Tạ Hán Minh, cũng chẳng đặc biệt nuối tiếc. Tạ Hán Tĩnh sau khi có được phương án hợp tác cụ thể giữa Khoa Vương và NEC, Hoa Hạ liền lái xe tới kiến nghiệp, ông ta cũng định đợi tập đoàn chính thái vận hành ổn định rồi sẽ tới kiến nghiệp định cư luôn, hiện về chiến lược phát triển xí nghiệp, ông ta chỉ có thể thương lượng với con trai. Đứng ở ban công nhìn bóng đêm phồn hoa, Tạ Hán Tĩnh thầm nghĩ, y chẳng là có được tư liệu hợp tác giác Khoa Vương và NEC, Hoa Hạ rồi, không biết y có đánh giá ra sao. Đám tiểu quỷ chưa bao giờ làm ăn thua lỗ. Tạ Ý vẫn tư thế gác chân lên bàn xem tài liệu nói. Trừ kỹ thuật và thiết bị đào thải, bọn chúng chẳng bỏ ra một xu nào. Nói thế nào thì cũng là phương án rất hấp dẫn, dù trong nước có nhiều nhà máy sản xuất TV, nhưng kỹ thuật NEC cung cấp vẫn rất có sức hút. Tạ Hán Tĩnh lãnh đạm nói. Ba nói Cẩm Hồ sẽ có phản ứng thế nào? Ba nghĩ Cẩm Hồ chẳng có phản ứng gì, gần đây bọn họ chỉ nhắm vào cha con Cát Minh Tín. Tạ Hán Tĩnh cau mày suy nghĩ. Khoa Vương tuy có thể nhân cơ hội này thở phào một hơi rồi, nhưng phương án này lấy cơ sở là hy sinh lợi ích của Gia Tín, riêng khoản ở khu công nghiệp Kim Sơn đã làm Gia Tín lỗ tới 700 triệu, bị tính toán hạ giá trị, sát nhập vào Khoa Vương. Hoa Hạ đầu tư vào Khoa Vương 200 triệu lấy 20%, đám Tạ Hán Minh lấy thêm 200 triệu đầu tư vào Khoa Vương nắm 42%, NEC dùng kỹ thuật và thiết bị sản xuất chiếm 22% nữa, cổ phần của Gia Tín ở Khoa Vương chỉ còn 5%. Hơn nữa không được hưởng lợi gì từ liên doanh linh phụ kiện, cho dù không nói mấy trăm triệu HKD mấy nắm qua Gia Tín ném vào đại lục đã hỏng cả, nhưng chẳng có tác dụng gì. Cẩm Hồ sẽ vui vẻ thấy kết cục này. Có một chuyện Tạ Hán Tĩnh cố ý bỏ qua đó là lợi ích của Tạ Chiếm ở Khoa Vương hoàn toàn bị loại bỏ, trở thành vật hy sinh không đáng một xu. Tạ Ý thoải mái nói. Vậy cứ ngồi xem biến hóa là được rồi. Trái ngược với sự thoải mái Tạ Ý. Cát Ấm Quân đang tối mặt xử lý hậu quả ở nhà máy Kim Sơn thì lại lồng lộn như thú điên, tới giờ phút cuối cùng hắn mới biết mình đã bị bán đứng. Vì sao lại làm thế? Cát Ấm Quân lấy làm lạ sao mình có thể kiềm chế không giống vào điện thoại. Vì sinh tồn, tôi đã cố gắng hết sức tranh thủ lợi ích cho điện tử Gia Tín rồi. Cát Ấm Quân bật cười, bọn chúng quyết định phương án xong mới thông báo, Tạ Kiếm Nam còn mặt dày nói câu này, chẳng lẽ Gia Tín không thể tự tranh thủ vì lợi ích của mình sao? Thực sự coi hắn là trẻ lên ba sao. Anh cho rằng chúng tôi sẽ tiếp nhận phương án này. Cát Ấm Quân cố nén giận chất vấn. Địa ốc Hồng Kông rớt giá còn chưa có dấu hiệu ngừng lại, nhà máy của Gia Tin ở Quảng Đông công suất chưa được 30%, bất kể là kéo dài hay để nhà máy ở Kim Sơn phá sản đều không có lợi gì cho Gia Tín. Sao phải hành động theo cảm tính? Không cần Tạ Kiếm Nam mày dạy tao.
Cát Ấm Quân gầm lên gập điện thoại lại, hắn chưa bao giờ tin vào tình hữu nghị thời du học, nhưng hắn cũng chưa bao giờ ngờ được mình lại là kẻ bị vứt bỏ trong chuyện hợp tác với Tạ Kiếm Nam. Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, khu Cao Tân tổ chức một hội nghị luận bàn sản nghiệp địa ốc không chính thức, mời một số doanh nghiệp địa ốc Bắc Kinh cùng địa phương tới giao lưu. Thời gian gấp gáp nên chuẩn bị cũng không được đầy đủ lắm, nhưng đây chỉ là bước chuẩn bị tiền kỳ cho đại hội mời gọi đầu tư sản nghiệp địa ốc thôi, cũng cho thấy thái độ cởi mở của Kiến Nghiệp. Hoành Tín, Tinh Điển đều nhận được lời mời, Nghiêm Văn Giới hiểu rõ, cho dù Hoành Tín không bị từ chối tới Kiến Nghiệp khai phát địa ốc, nhưng kế hoạch mưu đồ chiếm lĩnh địa vị lãnh đạo sản nghiệp địa ốc ở Kiến Nghiệp của hắn đã hoàn toàn thất bại, hiện tới đó cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Trương Khắc tới tận đêm Quốc Khánh mới về Kiến Nghiệp, các trường cao đẳng đại học Kiến Nghiệp đã cho nghỉ học trước một ngày, vì thúc đẩy nhu cầu trong nước, kỳ nghỉ Hoàng Kim đã được khởi động, về tới nơi Trương Khắc gọi điện cho cha, khách du lịch Thiên Vân Sơn đã hơn 5 vạn người. Qua, wow, đúng là con số cổ vũ lòng người. Trương Khắc nằm trên ghế sofa, nói. Nói như thế bí thư Giang lui về, thị trưởng Lưu thay thế, không ai tranh vị trí thị trưởng với ba nữa rồi. Thằng nhóc này còn ham hơn cả ba. Trương Chi Hành cười lớn. Hiện nghĩ tới điều này còn sớm. Không sớm, không sớm, bí thư Giang lui về làm chủ nhiệm hội đồng nhân dân, như thế cùng ba và thị trưởng Lưu tạo thành tổ hợp hoàn mỹ ở Tân Vu, chẳng cần ai nhắc bí thư Đào cũng sẽ nghĩ như thế. Trương Khắc ba hoa trong điện thoại. Có phải con nói chúng tim đen của ba rồi không? Thằng nhóc con, đừng tưởng xương ba không cứng bằng con nhé. Trương Chi Hành cười mắng. Quốc Khánh con có nghỉ không? Cũng chẳng việc gì đặc biệt nhất định cần tới con, phải rồi, hai ngày nữa con về Tân Vu liệu có chật chội không? Xéo về đây ngay, con tưởng con quên cả cha mẹ rồi. Lương Cách Chân cướp lấy điện thoại, mắng xối xả. Tiểu Lan đã về từ 29, Đan Thanh có phải cũng nghỉ phép về nhà rồi không? Trương Khắc ở Kiến Nghiệp đợi Đường Thanh, địch Đan Thanh mượn cớ kỳ nghỉ dài Quốc Khánh về Tân Vu rồi. Chương 918, đi chơi cùng giai nhân. Hồng Kông không chịu ảnh hưởng của ngày nghỉ tuần lễ vàng tại quốc nội, lễ Quốc Khánh chỉ được nghỉ một ngày, cộng thêm Trung Thu cùng hai ngày nghỉ trong tuần, Đường Thanh cũng có 4 ngày nghỉ. Cô bay thẳng đến Bắc Kinh gặp ba mẹ, còn muốn ở lại Bắc Kinh một ngày mới có thể đến Kiến Nghiệp. Trương Khắc tại Kiến Nghiệp cũng không cô đơn, mà đi dạo phố cùng Tôn Tĩnh Mông. Ngày mùng 2 tháng 10, không biết Thịnh Hạ bị lệch dây thần kinh nào, cô muốn kéo Đỗ Phi đi thả diều. Trương Khắc cùng Trần Phi Dung cũng bị lôi đi theo chơi một ngày. Lúc hoàng hôn Đường Thanh ngồi máy bay đến Kiến Nghiệp, không nán lại tại sân bay quốc tế Kiến Nghiệp, Trương Khắc cùng Đường Thanh cộng thêm Trần Phi Dung, Đỗ Phi, Thịnh Hạ, 5 người suốt đêm chạy đến Tân Vu. Sau khi mới thông con đường cao tốc giữa Tân Vu và Kiến Nghiệp, từ sân bay phía thành Tây Nam Kiến Nghiệp chạy tới Tân Vu cũng chưa đến 2 giờ. Hành trình rút ngắn hơn một nửa so với lúc trước. Đến Tân Vu ăn xong cơm tối, cũng không ở lại Tân Vu mà suốt đêm lên núi Thiên Vân. So với cảnh quạnh quẽ năm ngoái, những căn nhà gỗ bên hồ nước nóng đã đầy khách, mượn tia sáng từ lửa trại có thể thấy quảng trường còn làm một số căn lều để cắm trại. Nhà khách từ lâu đã kín người, đến căn lều bên quảng trường cũng phải thu phí. Đỗ Phi và Thịnh Hạ trước đó đã chuẩn bị sẵn một căn nhà gỗ bên bờ hồ, thấy có người dựng lều, cũng cảm thấy ngủ trong lều thú vị. Nhưng chưa kịp chuẩn bị, ngáp một lại liền khẩn cấp đi đến căn nhà gỗ. Trần Phi Dung theo Trương Khắc, Đường Thanh ngồi thuyền bơi qua hồ nước nóng dưới ánh trăng, lên căn nhà gỗ trên đảo Hồ Tâm. Thế giới dưới chân núi đã là mùa thu, hồ nước nóng dưới ánh trăng còn tỏa hơi nước mù mịt, hơi nóng khiến cho nhiệt độ không khí của đảo Hồ Tâm cũng cao hơn dưới chân núi rất nhiều. Đường Thanh cùng Trần Phi Dung thay đồ bơi trông giống như hai nàng tiên cá mê người dưới ánh trăng. Đáng tiếc đổ bơi hơi kín. Trương Khắc mặc quần đùi đánh trần nằm trên sàn nhà gỗ ở ban công, thẫn thờ nhìn ánh sao trên bầu trời. Trương Khắc nằm mơ, mơ thấy không chỉ có Đường Thanh, Trần Phi Dung cùng mình đến căn nhà gỗ ở đảo Hồ Tâm, Vãn Thình, Hứa Tư còn có địch Đan Thanh cũng cùng nhau đến. Mọi người đều rất vui vẻ, các nữ nhân một người một gian phòng ngủ, duy chỉ y không có. Ở trong mơ Trương Khắc còn suy nghĩ có phải ban đêm có thể tùy tiện vào gian phòng nào đó ngủ không? Không đợi y mơ xong giấc mơ đẹp, lại cảm giác thân thể đột nhiên treo giữa bầu trời, mở mắt thì mũi đã chạm đến mặt hồ nước, vùng vẫy uống hết hai ngụm nước mới đứng vững. Thò đầu lên thì thấy Đường Thanh cùng Trần Phi Dung đang ngồi xổm bên cạnh ban công, cười đến run rẩy hết cả người. Lúc này Trương Khắc mới nhớ tới Hứa Tư cùng Hứa Duy về Hải Châu ăn Tết Trung Thu với ba mẹ rồi. Vãn Tình dẫn chỉ đồng đoàn viên với Từ Học Bình, Chu Thục Huệ đoàn tại Kim Sơn,
Địch Đan Thanh nói là những năm gần đây lần đầu tiên về nhà ăn Tết Trung Thu với cha mẹ, Trương Khác không biết có phải cô muốn trốn mình không. Đường Thanh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy mặt Trương Khác, cười nói. Hai cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc bơi đêm với bạn, không ngờ bạn có thể ngủ được. Cũng không biết Đường Thanh cùng Trần Phi Dung lúc nào len lén lên bờ thình lình đẩy y xuống nước. Trương Khác nắm lấy tay Đường Thanh, cũng kéo cả cô xuống nước. Đường Thanh bảo Trần Phi Dung cũng xuống nước, Trần Phi Dung lắc đầu. Mình ở trên bờ nghỉ một lát. Cô ngồi trên sàn nhà ban công, cầm khăn mặt khô lau mái tóc dài ướt sũng, đôi chân thon dài trần trụi dưới ánh trăng như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc từ bạch ngọc. Thích ứng với nhiệt độ nước rồi, Trương Khác ở dưới nước ôm lấy thân thể mềm mại động nhân của Đường Thanh, hơi hứng tình lên, khi nghịch nước, thằng nhỏ đang biểu tình cũng thường thường chọc vào khe mông Đường Thanh. Đường Thanh thò tay xuống nước tóm lấy nó, cười dí dỏm, lại nhanh chóng thả ra, ghé đến bên tai Trương Khác hỏi. Trong đầu bạn sao toàn là mấy thứ này? Phi Dung ở chỗ này, bạn phải thành thật cho mình một chút. Sao lại dẫn cả cổ cùng qua đây? Phải thả cổ ở lại trên bờ mới đúng. Trương Khác nặn ra vẻ mặt đau khổ, đảo hồ tâm đêm khuya người tính, hiệu quả cách âm của nhà gỗ không phải rất tốt, Trần Phi Dung cũng ngủ ở chỗ này, ban đêm Đường Thanh có thể cho mình chạm vào người mới là lạ. Mình muốn ở với bạn, cũng muốn có thêm Phi Dung ở cùng mà. Ai bảo mình chỉ được nghỉ có 4 ngày chứ? Đường Thanh không phải quá ham thích làm tình, Trương Khác cũng đành chịu. Ở trong nước ôm chầm lấy cô, nhỏ giọng nói. Đến tối, đợi Trần Phi Dung ngủ rồi. Bạn theo mình đến sau viện tử tắm đi. Phía sau nhà gỗ có một viện tử tinh xảo dùng gỗ bao quanh, bề ngoài trời có dẫn nước nóng vào. Hai bạn đang nói chuyện gì vậy? Trần Phi Dung nghiêng người qua, thấy Trương Khác cùng Đường Thanh đang nhỏ giọng nói chuyện mới nhỏ giọng hỏi. Nói ban đêm thừa dịp bạn ngủ bán bạn đi thế nào? Đường Thanh cười. Chúng ta đến hậu viện tắm đi. Đường Thanh quấn lấy muốn Trương Khác đến phía trước, để cô và Trần Phi Dung có thể tắm thoải mái. Trương Khác cười nói. Bên này cũng không có người ngoài. Cởi thì cởi đi, cùng lắm thì mình cởi cùng hai bạn. Đường Thanh cười muốn tới xé miệng Trương Khác. Trương Khác chết sống không chịu đi. Đây là một cái bể ngoài trời hình tam giác dùng đá cội và đá xây thành. Ba người mỗi người nằm một góc. Trương Khác duỗi thẳng người, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, thể xác và tinh thần đều chìm đắm trong bầu không khí hài hòa của tự nhiên. Đường Thanh cùng Trần Phi Dung thì trò chuyện mấy đề tài vặt vãnh. Còn thò chân ra giữa hồ đá nước. Trần Phi Dung thỉnh thoảng cũng sẽ đụng vào Trương Khác, cũng không có nói muốn tận lực né tránh. Nếu có thể ở chỗ này ngâm nước cả đời thì tốt biết mấy. Đường Thanh cảm khái nói, ở chỗ này có cảm giác vô câu vô thúc. Chỉ ngâm nước thôi sao? Trương Khác ngẩng đầu lên hỏi. Bỏ đi, thật đúng là không có lực hấp dẫn. Bạn còn muốn cái gì? Đường Thanh lấy tay hất nước qua, bộ mặt hung ác trừng mắt với Trương Khác. Mình muốn đi tiểu, có phải có thể tiểu ở đây không? Trương Khác ưỡn mặt hỏi, nhìn Đường Thanh cùng Trần Phi Dung thét lên nhảy khỏi bể, không để ý đến hai cô gái muốn đuổi y vào nhà đi tiểu. Ngày 4 tháng 10, Trương Chi Hành cùng Lương Cách Chân cũng đến núi chơi, bí thư thành ủy Giang Thượng Nguyên cùng vợ dẫn theo đứa cháu mới 5 tuổi cũng vào trong khách sạn Ôn Tuyền. Núi Thiên Vân người đông như kiến, nhưng không ảnh hưởng nhiều tới họ, họ vào ở trong nhà gỗ ven hồ, còn có cảnh sát thường trực. Nên cũng an tâm. Dùng cơm ở nhà gỗ ven hồ, mọi người quây thành một bàn tròn. Ăn cơm xong ngồi ở ban công nói chuyện, lát nữa tại khu đất trống bờ hồ bên kia sẽ biểu diễn bắn pháo hoa, trong quảng trường ngắm cảnh ven hồ đã ngồi đầy du khách. Trương Khác cùng Đỗ Phi cũng quy củ ngồi nghe cha cùng với Giang Thượng Nguyên nói chuyện, Đường Thanh, Trần Phi Dung, Thịnh Hạ thì chơi với đứa cháu của Giang Thượng Nguyên bên hồ. Chương 919, suy nghĩ đối với củ cải và cái hố. Tùy ý nói chuyện một lúc thì buổi biểu diễn pháo hoa chuẩn bị bắt đầu, pháo hoa rực rỡ như sao đầy trời, hoặc như đủ loại hoa nở rộ, làm ngọn núi thấp thoáng như ẩn như hiện, càng thêm xinh đẹp. 3 ngày trước, cảnh khu tổng hợp núi Thiên Vân tổng cộng tiếp đón du khách 160.000 lượt người. Cả tuần lễ vàng dự tính tiếp đón trên 300.000 lữ khách. Thu nhập cho các loại vé vào cửa trên 1.600.000. Trước đó đâu nghĩ đến núi Thiên Vân sau khi vào đêm còn có thể có trên 8.000 du khách. Đáng tiếc điều kiện cư trú trên núi hữu hạn, chỉ có thể cung cấp chưa đến 1 tháng 10 số giường ngủ, phần lớn lữ khách trước khi đêm khuya phải xuống dưới chân núi. Nói cách khác, căn cứ vào an bài của Quốc vụ Viện, Ngày Quốc tế Lao động, Tết âm lịch, Lễ Quốc khánh, 3 tuần lễ vàng trong 1 năm,
Cảnh khu tổng hợp núi Thiên Vân chỉ vé vào cửa trong 21 ngày đã đột phá 40 triệu. Cái này còn chưa tính đến thu nhập từ các mặt giải trí, ăn uống, thương nghiệp, giao thông bên trong cảnh khu, lúc này còn ai sẽ nhảy ra nói Trương Chi Hành đầu tư 400 triệu vào bên trong cảnh khu tổng hợp núi Thiên Vân là dùng tiền lung tung. Sau khi biểu diễn bắn pháo hoa kết thúc, du khách tại quảng trường ngắm cảnh ven hồ lục tục ra về, còn các du khách ở nhà gỗ ven hồ thì có thể tiếp tục thưởng thức ánh trăng bên hồ. Trương Khắc cùng cha ngồi ở ban công nói chuyện với Giang Thượng Nguyên, ngày gần đây khá được chú ý chính là công trình xây cảng đảo Đông Sơn của Tân Đình, tuy nói không có quan hệ quá lớn với Tân Vu, nhưng Giang Thượng Nguyên cảm thấy hứng thú nên nói chuyện có nhiều hơn. Qua 10 giờ, cháu trai của Giang Thượng Nguyên quậy đòi đi ngủ, nhóm Trương Khắc liền cáo từ ra về. Giang Thượng Nguyên tay chống hông, nói. Vào ngày quốc tế lao động sang năm, kinh tế du lịch của Tân Vu có thể bước lên một bậc thang. Thị trưởng Trương đến Tân Vu đã là công thần rồi. Tất cả còn phải nhờ bí thư Giang này lèo lái. Trương Chi Hành khiêm tốn cười cười, cùng Giang Thượng Nguyên nắm tay cáo từ. Lúc đi, lời nói của Giang Thượng Nguyên hình như ám chỉ điều gì? Trương Khắc nói với cha. Ám chỉ cái gì? Trương Chi Hành đang suy nghĩ một vấn đề khác, đột nhiên nghe Trương Khắc nói như vậy thì nghiêng đầu hỏi y. Giang Thượng Nguyên hy vọng cha ở Tân Vu an tâm làm thêm một năm. An tâm làm thêm một năm. Trương Chi Hành có vẻ nghi hoặc lặp lại một lần. Cha ở Tân Vu thì có gì không an tâm? Cha tới Tân Vu là muốn làm ra thành tích, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Đầu năm nay có bao nhiêu quan viên không phải là tích cựu luồn cúi muốn leo lên cao hơn? Trương Khắc nở nụ cười, chớp mắt với cha vài cái. Cha hiểu ý của con chứ? À, Trương Chi Hành vỗ vỗ đầu, hắn vẫn đang suy nghĩ đến chuyện khác, quả thật không nghĩ đến mặt này. Nếu nói luồn cúi, con lại tương đối thích hợp hơn đấy. Giang Thượng Nguyên năm nay 62 tuổi rồi, với cái tuổi của hắn đảm nhiệm bí thư thành ủy Tân Vu thuộc về dạng có thể lui có thể không lui. Tuy nói vụ án La Quy Nguyên, Giang Thượng Nguyên phải gánh chịu một số trách nhiệm lãnh đạo, nhưng vụ án La Quy Nguyên dù sao đã qua 2 năm rồi, ảnh hưởng mặt trái cũng nhỏ. Lại nói thì dân bình thường luôn luôn dễ quên, khi đê sông xây mới đã ngăn được trận hồng thủy mùa hè trăm năm mới gặp. Công lao xây lại con đê tự nhiên quy vào ban thị ủy khóa này. Mùa lũ qua đi, dân chúng bờ sông đều tự phát đến trước thành ủy, phủ thị chính cùng với khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ đốt pháo, treo tranh hoặc chữ viết. Vì đây là điều hiếm thấy trong những năm gần đây, giới truyền thông tỉnh thị đều cao điệu tiến hành đưa tin. Lại thêm các phương diện kinh tế, xã hội trị an của Tân Vu đều tiến vào một thông đạo phát triển tốt, cho dù dân gian có hơi phản đối về việc rầm rộ phát triển kinh tế du lịch. Nhưng dù sao đã làm cho Tân Vu trở thành đẹp hơn. Lại nói tuần lễ vàng qua đầm phát triển ngành du lịch trở thành sản nghiệp trụ cột của Tân Vu sẽ không có dị nghị gì. Danh vọng của Giang Thượng Nguyên tại Tân Vu sẽ mạnh hơn so với mấy nhiệm kỳ bí thư thành ủy trước. Giang Thượng Nguyên hoàn toàn có thể làm hết khóa này trên cương vị bí thư thành ủy Tân Vu, trong tỉnh cũng không có khả năng chủ động yêu cầu hắn lui xuống. Cất bước cha con Trương Chi Hành đi rồi, Giang Thượng Nguyên ngồi trở lại ban công, cầm lấy thuốc hút. Bạn già hắn hầu hạ đứa cháu ngủ rồi, đi tới muốn giựt thuốc trong tay hắn. Giang Thượng Nguyên tránh đi, nói. Mỗi ngày hút mấy điếu thuốc, không chết được đâu. Người lòng mệt mỏi thọ mệnh mới ngắn. Mấy năm nay ông có nghỉ ngơi chưa? Bạn già hắn tức giận phản bác. Chung quy có tốt hơn. Giang Thượng Nguyên mỉm cười, lấy ra cái bật lửa châm thuốc. Hiện tại tôi lo lắng người khác oán tôi ngựa nhớ chuồng không đi. Người khác oán thì kệ người khác. Ông lo lắng Lưu Tước. Bạn già của Giang Thượng Nguyên dọn ra một cái ghế ngồi xuống. Ngày hôm nay ông dở chứng gì vậy, cho tới bây giờ ông chưa từng nói chuyện này với tôi. Không phải là Lưu Tước, tôi nói là Trương Chi Hành. Thị trưởng Tiểu Trương có oán giận sao? Bạn già của Giang Thượng Nguyên hơi khó hiểu. Tôi cảm thấy thái độ của chú ấy rất tốt mà. Lấy bối cảnh của chú ấy, có thể không để đại bí thư Giang ông vào mắt vẫn có thể ngồi lên vị trí này. Người bên ngoài cũng không thể nói cái gì. Cũng không thể nói, oán, tôi muốn ngồi vị trí này, người bên ngoài cũng không thể nói cái gì. Giang Thượng Nguyên nhìn không được nói nhiều hơn. Nhưng Trương Chi Hành có lẽ không có kiên trì đợi thêm 3 năm nữa, sẽ tìm mọi cách điều ra khỏi Tân Vu mà. Tuy nói tỉnh Đông Hải một cây củ cải một cái hố, nhưng tỉnh Giang Nam thì sao, đó là tỉnh thì cộng thêm bộ ủy trung ương, vị trí thích hợp vẫn có rất nhiều. Sao thế, thị trưởng Tiểu Trương muốn điều ra khỏi Tân Vu sao? Sao tôi không cảm thấy chút nào? Đợi người khác cảm thấy rồi, thì sẽ không thể vãn hồi nữa. Giang Thượng Nguyên khẽ thở dài.
người hướng về chỗ cao, nước chảy về chỗ trũng. Qua 3 năm nữa, Trương Chi Hành cũng sắp đến bước ngoặt tuổi 50 rồi, còn muốn lên cao nữa sẽ không có quá nhiều ưu thế tuổi tác. 3 năm trước 50 tuổi, đối với bất cứ một người nào có hoài bão chính trị mà nói, đều phải tranh thủ từng giây từng phút, điểm này, căn bản là không cần hắn ám chỉ cái gì. Vừa rồi ông đưa thị trưởng Tiểu Trương ra về, nói với chú ấy câu đó là có ý gì? Bạn già của Giang Thượng Nguyên cảnh giác hỏi. Bà khẩn trương như thế làm gì, lẽ nào bà còn ngựa nhớ chuồng hơn cả tôi sao? Giang Thượng Nguyên thoải mái cười, nghĩ thầm đầu năm nay, ý thức phù nhân cũng không phải tùy tiện nói lung tung. Biến hóa 2 năm nay của Tân Vu bà cũng thấy đấy, Trương Chi Hành ở lại Tân Vu mới có lợi. Muốn xê dịch vị trí thì cũng phải xê dịch Lưu Tước, dựa vào cái gì muốn ông nhượng hiền. Bạn già của Giang Thượng Nguyên nhìn không được nói lớn hơn. Chương 920, đến vườn rồi. Không có ai muốn tôi nhượng, bà nghĩ đi đâu rồi? Giang Thượng Nguyên phất tay, bảo bạn già hắn nói nhỏ hơn. Tội gì phải chọc cho người người oán trách mới biết tiến thối, đàn bà như bà đúng tóc dài kiến thức ngắn, nói với bà cũng bằng thừa, bà về đi xem cháu đã tỉnh lại hay chưa, việc này đừng có nói với người khác. Sau vụ án La Quy Nguyên, Giang Thượng Nguyên lại rộng rãi hơn, đối với một số việc cũng nhìn thoáng hơn, lại nói sang năm hắn chủ động thoái vị cho Trương Chi Hành, bất kể là Cẩm Hồ hay là trong tỉnh đều phải nhớ kỹ điểm này, tội gì phải đợi 3 năm sau bị trực tiếp đá xuống, như vậy sẽ không kiếm được chỗ tốt gì. Đương nhiên, Giang Thượng Nguyên có thể càng nhiều suy nghĩ vì chỗ ngồi này là lợi ích căn bản của mình, hắn cũng dự định ở lại Tân Vu dưỡng lão. Điều động liên tục trên chức vụ không hiếm thấy, thế nhưng đề bạt trên cấp bậc hành chính nhiều năm qua đã hình thành quy củ cố định, quan viên bối cảnh có thâm hậu trong cuộc đời cũng rất khó có hai lần đề bạt siêu thường. Trương Chi Hành từ phó sử đến chính sử đã vượt qua đề bạt siêu thường, từ chính sử đến phó sở, cũng là nhanh nhất chỉ dùng thời gian 2 năm, từ phó sở còn muốn tiến thêm một bước đến chính sở, nhất định phải làm đủ 3 năm. Mùa hè năm 96 Trương Chi Hành điều đến đảm nhiệm phó thị trưởng lại đảm nhiệm phó thị trưởng thường vụ mới qua thời gian 2 năm, có nhanh nữa cũng phải chờ tới sang năm mới có thể đảm nhiệm thị trưởng, sở trưởng hoặc là cục trưởng trong bộ ủy. Khởi điểm của Đường Học Khiêm tương đối cao. Hắn từ trên chức vị viện trưởng Học viện Sư phạm Hải Châu điều đến phủ thị chính liền trực tiếp đảm nhiệm phó thị trưởng, tại vị trí phó thị trưởng làm 5 năm, đại thị trưởng, bí thư thành ủy làm 4 năm, lại tiến thêm một bước đi tới chức vị thường ủy tỉnh lúc này. Trương Chi Hành nếu thật có ý dựa dẫm vào sĩ đồ, thực lực phía sau cũng đủ mạnh, sớm một năm chủ tính cho vị trí thị trưởng đó là việc hết sức bình thường, như vậy hắn mới có khả năng trước khi về hưu hưởng thụ một chút uy phong của chính chức cấp tỉnh bộ. Trương Chi Hành không quá nhiệt tình đối với sĩ đồ, đặc biệt Cẩm Hồ tại quốc nội lớn mạnh như vậy, nhưng khiến hắn càng thêm dè dặt, có thể tạo phúc một phương đã thỏa mãn tâm nguyện của hắn rồi. Về phần quan chức có thể làm lớn thế nào, quả thật hắn chưa suy nghĩ qua, ý nghĩa cũng không phải quá lớn, thế nhưng Lưu Tước sẽ không nghĩ như hắn, Giang Thượng Nguyên cũng sẽ không nghĩ như hắn. Trương Chi Hành, Lương Cách Chân đến trên núi, Đỗ Phi cùng Thịnh Hạ cũng không dám ngang nhiên ở cùng nhau, vì Tị Hiềm. Hai nam ba nữ liền cùng nhau đến đảo Hồ Tâm. Đường Thanh cùng Thịnh Hạ ngồi máy bay về Hồng Kông là buổi chiều ngày 4, họ ở trên núi một đêm, buổi trưa hôm sau ăn xong cơm trưa trong thành phố Tân Vu liền ngồi xe trực tiếp chạy tới sân bay quốc tế Kiến Nghiệp. Sau khi đến sân bay, hai người bảo các nhân viên đi theo trực tiếp lái xe về Hải Châu nghỉ ngơi, Trương Khắc cũng không muốn cả ngày có người theo, y để lại một chiếc xe, sau khi cất bước Đường Thanh, Thịnh Hạ. Y cùng với Đỗ Phi, Trần Phi Dung có thể tự mình lái xe về Kiến Nghiệp. Sau khi Đường Thanh, Thịnh Hạ đi thì đã là 4 giờ chiều, Đỗ Phi lái xe chở Trương Khắc, Trần Phi Dung trở về trong thành phố. Xe mới vừa vào nội thành, Đỗ Phi nhận được một cuộc điện thoại, hắn quay đầu lại nói với Trương Khắc là mình tạm thời có việc không thể trực tiếp về ngõ học phủ. Trương Khắc hỏi hắn chuyện gì, hắn cũng ấp úng không chịu nói, muốn để lại xe cho Trương Khắc, còn mình thì bắt xe đi. Mày lái xe đi đi, tao bảo người khác phái xe đến đón tao. Trương Khắc bảo Đỗ Phi lái xe đi, cũng không biết hắn đột nhiên có chuyện gì mà không tiện nói trước mặt Trần Phi Dung. Nhìn Đỗ Phi nhanh chóng lái xe đi, Trương Khắc nói đùa với Trần Phi Dung. Chắc không phải mới đưa Thịnh Hạ đi, lại vội vàng đi gặp tiểu tình nhân đấy chứ. Trần Phi Dung cười thầm không nói lời nào, ánh mắt xinh đẹp nhìn Trương Khắc. Lúc này Trương Khắc mới ý thức được mình rất không có tư cách nói đùa loại này. Y ngượng ngùng móc ra điện thoại di động dự định bảo người lái xe tới đón họ, tìm mấy số, lại nghĩ thầm là kỳ nghỉ, ai cũng không rảnh. Trương Khắc hỏi Trần Phi Dung. Chúng ta hay là ngồi xe bus về đi.
Hả, bạn cũng ngồi xe bus sao? Trần Phi Dung cười nói, chỉ vào trạm xe bus phía trước và đi đến. Phía trước có tuyến 36, có thể trực tiếp đến ngõ học phủ, bạn có biết ngồi tuyến 36 có thể trực tiếp đến cổng trường chúng ta không? Mình đâu phải người quần áo đưa tới tay, cơm đưa tận miệng như bạn nói. Trương Khắc cười cười, móc ra bóp, y lại đau khổ nhăn mày. Chắc mình phải xài tiền của bạn nữa rồi, đi xe bus chắc không cho quẹt thẻ tín dụng. Mình muốn đi đến vườn rồi, còn có một số việc, bạn đi cùng mình chứ? Trần Phi Dung gật đầu, đáp ứng theo Trương Khắc cùng đi đến vườn rồi cũng nằm sát với ngõ học phủ, Đại học Đông Hải. Trương Khắc cùng Trần Phi Dung ngồi xe bus đến khu thực nghiệm vườn rồi, y cầm thẻ căn cước cùng Trần Phi Dung đi vào viên khu thực nghiệm phong cảnh đẹp như một lâm viên. Quản lý gác cổng của viên khu hơi lỏng, công nhân bình thường vào ngày nghỉ còn có thể dẫn gia nhân đến đây chơi. Bước vào đại lâu, cửa đại sảnh còn có một trạm gác rất nghiêm ngặt, tuy nói có thẻ căn cước loại cao cấp, bảo an vẫn vẻ mặt hoài nghi chặn lại Trương Khắc cùng Trần Phi Dung, họ thấy thế nào cũng không giống như người sở hữu thẻ căn cước loại cao cấp. Trương Khắc bất đắc dĩ gọi điện thoại bảo Đàm Vân Tùng, là thủ tịch khoa học gia của vườn rồi tự mình xuống lầu đón bọn họ. Liễu Chí Thành cũng ở chỗ này, hắn cùng với Đàm Vân Tùng tới đây, thấy Trần Phi Dung đi theo bên người Trương Khắc cũng không hỏi gì nhiều. Hai người nắm tay với ông chủ, rồi đi đến trạm gác. Xem ra sự quan tâm của tôi đối với nơi đây hơi ít. Trương Khắc đi qua trạm gác, chuông báo động không vang lên chói tai như y lo lắng, y cùng Đàm Vân Tùng cảm khái nói một câu. Lại đổi giọng an ủi Đàm Vân Tùng, Liễu Chí Thành. Vất vả cho hai anh rồi, vào ngày Quốc Khánh còn phải ở lại làm việc. Trần Tín Sinh nói cho tôi biết, lễ Quốc Khánh hai người còn đang ở trong phòng thí nghiệm làm cả đêm. Chip Flash Memory chưa thông qua kiểm tra, chúng tôi ai cũng không thể an tâm nghỉ ngơi, còn không bằng ở lại phòng thí nghiệm thì lòng mới kiên định hơn. Đàm Vân Tùng vừa cười vừa nói. Tôi đã hứa với các nhân viên nghiên cứu rồi, sau khi thông qua kiểm tra. Đại gia có thể lựa chọn một nơi để nghỉ ngơi một chút, chi phí do tổ hạng mục trả. Đây là điều nên làm. Trương Khắc nói. Tôi cũng bảo Thế Kỷ Cẩm Hồ chuẩn bị phòng trọ tốt nhất cho mọi người tại Tân Vu, chờ mọi người qua đó bất cứ lúc nào. Y lại nói với Liễu Chí Thành. Chính thức đầu tư cũng không cần nóng lòng nhất thời, trung tinh vi tâm cũng không cần liều mạng đi vắt hết từng giọt mồ hôi và máu của công nhân. Chương 921, mẹ con như hoa. Còn tưởng rằng loại người vắt hết tinh thần như tôi sẽ nhận được cậu thưởng thức chứ. Cậu vẫn chưa thể tính là một nhà tư bản hợp cách. Liễu Chí Thành nói đùa, lại nhẹ thở dài một hơi. Chế tạo mạch tổ hợp, chênh lệch giữa trung tinh vi tâm cùng các đối thủ cạnh tranh quá lớn, rất khó thoải mái được. Tôi sẽ an bài cho từng nhóm công nhân nghỉ ngơi. Liễu Chí Thành là một kỹ sư giỏi được trong ngành công nhận. Dưới sự cố gắng của đoàn đội do hắn lãnh đạo, tòa nhà xưởng tinh viên đầu tiên của trung tinh vi tâm chính thức khởi công mới hơn 10 tháng, trung tuần tháng 9 tiến vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm. Nhà xưởng của Hoa Hạ Nét mới hoàn thành công tác chuẩn bị giai đoạn trước, kiến thiết dự tính trong 20 tháng, cũng phải kéo dài tới cuối năm 2000 mới có thể sản sinh cạnh tranh đối với trung tinh vi tâm. Trương Khắc có thể an tâm đến Tân Vu nghỉ ngơi, nhóm Liễu Chí Thành lại chính thức đầu tư làm chuẩn bị cho trung tinh vi tâm, trong đầu căn bản không có khái niệm nghỉ ngơi. Trương Khắc yêu cầu trung tinh vi tâm có thể trước tiên sản xuất nhân flash memory. Không chỉ có người của trung tinh vi tâm không thể nghỉ ngơi, Đàm Vân Tùng của vườn sồi cùng với các đồng nghiệp của trung tâm kiểm tra sản phẩm cũng không thể nghỉ ngơi như bình thường. Trương Khắc nhón một cái nhân flash memory lên xem, nhìn qua cũng không khác gì một con chip bình thường, nhưng là vì miếng chip này đã cùng Toshiba tính kế trước sau hết hơn thời gian nửa năm, thậm chí đem toàn bộ cơ sở kỹ thuật từ khi Cẩm Hồ thành lập tới nay để trao đổi với Toshiba. Mới nhận được kỹ thuật hoàn chỉnh của chip Flash Memory. Cũng vào 4 tháng sau khi hiệp nghị trao đổi kỹ thuật chính thức có hiệu lực, tuyến sản xuất của trung tinh vi tâm thành công sản xuất thử nghiệm ra nhóm nhân Flash Memory đầu tiên với dung lượng lưu trữ 32M. Tỷ lệ sản phẩm chất lượng năm nay chỉ sợ vẫn chưa thể đạt đến mức độ khiến người khác thỏa mãn. Liễu Chí Thành thấy vẻ mặt Trương Khắc hưng phấn, nhịn không được đâm cho y một cây châm dự phòng. Ngoại trừ rút ra kinh phí nghiên cứu phát triển với tỷ lệ nhất định để tiến hành nghiên cứu chiều sâu đối với kỹ thuật lưu trữ chất bán dẫn, Cẩm Hồ đối với giá của nhân Flash Memory không yêu cầu thấp hơn giá cả đồng kỳ của Toshiba hoặc Samsung. Trương Khắc hỏi Liễu Chí Thành. Như vậy, trung tinh vi tâm có thể duy trì lợi nhuận không? Nếu là như thế, có thể duy trì lợi nhuận, tỷ lệ sản phẩm chất lượng của chúng ta mặc dù trong nhất thời không thể đề cao đến mức khiến người thỏa mãn,
nhưng giá thành dù sao thấp hơn Samsung, Toshiba rất nhiều thế nhưng. Liễu Chí Thành nghe Trương Khắc nói như vậy, hắn thoải mái hơn, lại hỏi. E-player và USB flash drive của Ái Đạt không phải đang vội vàng giảm giá thành để khai thác thị trường càng lớn hơn sao? Vội, cũng không vội trong nhất thời. Tôi định cho các anh một nguyên tắc, cụ thể thì anh đi tìm nhóm Trần Tín Sinh để thương lượng, đối với Trung Tinh Vi Tâm, chúng ta tuyệt đối không thể mổ gà lấy trứng. Tôi cũng rất chờ mong Trung Tinh Vi Tâm có thể dùng thời gian 6 đến 8 năm trở thành xí nghiệp sản xuất mạch tổ hợp nhất lưu của châu Á, đặt một hòn đá vững chắc cho ngành thông tin của quốc nội. Nhìn ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh chiếu trên mặt đất, Trương Khắc nhìn đồng hồ, lại nói với Liễu Chí Thành, Đàm Vân Tùng. Các anh, đặc biệt là các nghiên cứu viên phía dưới phải chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Tôi cũng không muốn ngày sau bị người ta chỉ trích, phía sau thành công của Cẩm Hồ bay nồng nặc mùi máu tươi. Đàm Vân Tùng, Liễu Chí Thành đều cười cười. Trương Khắc cầm một cái chip flash memory lên rồi hỏi. Tôi có thể giữ lại làm vật kỷ niệm chứ? Không cần họ đưa tiễn, Trương Khắc cùng Trần Phi Dung đi thẳng xuống lầu ra khỏi khu thực nghiệm, đi bộ về hướng ngõ học phủ. Tại đầu ngõ ngõ học phủ thấy được Đỗ Phi đi ở phía trước. Hai người phụ nữ đi bên cạnh hắn trông rất quen thuộc. Người vóc người hơi cao thành thục gợi cảm, tóc dài uốn gợn sóng, mặc quần jean hai chân rất thon dài. Người thấp hơn vóc người thon nhỏ, bước đi làm cho người ta có một loại cảm giác đi bằng mũi chân, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Á! Trương Khắc cùng Trần Phi Dung lén lút đi theo sau xem thế nào, nhưng không nghĩ đến là hai mẹ con Lý Chi Phương và Chu Hiểu Lộ. Trương Khắc há hốc miệng, mới cất tiếng gọi. Cô Lý, sao cô lại đến kiến nghiệp? Lý Chi Phương bị Trương Khắc, Phi Dung đột nhiên xuất hiện từ phía sau làm giật cả mình, cô vỗ ngực, cười hỏi. Sao ban ngày em lại nhảy ra hù dọa người ta? Cô Lý. Phi Dung cũng quy củ gọi một tiếng, mặc dù Lý Chi Phương tại Nhất Trung Hải Châu không có dạy cô, nhưng Lý Chi Phương là chủ nhiệm của phòng giáo vụ Nhất Trung, sau đó kiêm bí thư đoàn ủy trường, chỉ đạo công tác của hội sinh viên. Trần Phi Dung không xa lạ gì với cô. Tiểu La Lị Thanh Xuân xinh đẹp Chu Hiểu Lỗ nghiêng đầu nhìn Trương Khắc cùng Trần Phi Dung. Đỗ Phi nói buổi tối hôm nay hai người không thoát thân được, cho dù hai người bận yêu nhau. Cũng không cần núp không gặp mặt người khác mà. Không phải như em nghĩ đâu. Trần Phi Dung đỏ mặt biện bạch, nhìn Đỗ Phi, cảm thấy hành động của hắn thực sự là khả nghi. Lẽ nào trước khi vào nội thành hắn nhận được điện thoại là Lý Chi Phương gọi tới cho hắn sao, huống chi hắn lén lút không nói gì liền vội vã trốn ngay. Không biết có nên vạch trần hắn để biện giải cho mình hay không. Chu sư muội năm nay cũng học năm nhất hả? Trương Khắc nhìn không được đưa tay muốn vỗ đầu Chu Hiểu Lộ. Chu Hiểu Lộ hơi nghiêng đầu đi, nhích lại gần bên cạnh Đỗ Phi, trong lòng Trương Khắc nghĩ, nghiệt duyên trong kiếp trước của Đỗ Phi kiếp này cũng không thể tránh né, lại tái diễn sao? Vốn nghỉ hè đã đáp với Hiểu Lộ tới kiến nghiệp chơi. Lý Chi Phương cười nói, nghỉ hè lại không bớt chút thời gian được, thừa dịp lễ quốc khánh cùng nó đến kiến nghiệp. Vậy thật không trùng hợp rồi, em mới cùng Trần Phi Dung đưa Đường Thanh lên máy bay về Hồng Kông, Đường Thanh còn vẫn luôn nhớ đến cô đấy. Trương Khắc không vạch trần Đỗ Phi, lại giấu giếm vết tích giải thích một chút quan hệ giữa y và Trần Phi Dung, miễn cho cô quá xấu hổ. Tìm một nơi cùng nhau ăn cơm đi, em biết Đỗ Phi phải mời khách, sau khi nó đến Đại học Đông Hải liền mở công ty, cô Lý biết chưa? Nghe Đỗ Phi nói qua rồi, Hiểu Lộ cứ đòi qua xem đây. Lý Chi Phương nói, thì ra Đỗ Phi vẫn giữ liên hệ với Lý Chi Phương, Trương Khắc thoáng nhìn Đỗ Phi hầu như muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Y nở nụ cười. Vậy chúng ta đến tham quan công ty của Đỗ Phi trước đi, sau đó đi ăn cơm tối. Anh Trương Khắc. Trương Khắc quay đầu lại thấy Lý Hình Dư đang vẫy tay với mình, tay trái còn đang cầm mấy tấm bản đồ của Indonesia. Lý Hình Dư thấy Lý Chi Phương, Trần Phi Dung, Chu Hiểu Lộ không hẹn mà cùng quay đầu lại, cô thẹn thùng ôm sách trước ngực, hơi khom người xuống. Trương Khắc nghe Chu Hiểu Lộ ở phía sau hỏi Đỗ Phi. Cô gái này là ai thế, sao nghe tên có mùi Hàn quá vậy? Chương 922, số phận. Trần Phi Dung cũng nhịn không được muốn cười ra tiếng, cô ôm Chu Hiểu Lộ vào lòng, nhỏ giọng nói. Là Lý Hình Dư, người bạn Hàn Quốc của Trương Khắc gạt qua đây. Có cần thiết nhấn mạnh thêm chữ, lừa gạt không? Trong lòng Trương Khắc nghĩ, đợi Lý Hình Dư đi tới y giới thiệu Lý Chi Phương cùng Chu Hiểu Lộ cho cô. Đây là cô Lý thời trung học của tôi với Đỗ Phi, và con gái của cô Lý. Xin chiếu cố nhiều hơn. Lý Hình Dư lại dịu dàng khom người một cái, nụ cười ngọt ngào, phủ
phối hợp với gương mặt thanh thuần của cô, khiến người khác nhìn vào mà vui lòng. Trương Khắc thích nhất điểm này của cô. City sáng vực ngoại trừ tiệm Internet cứ chiếu theo lẽ thường, bộ môn khác đều đã nghỉ làm, cũng không có gì để tham quan. Nếu buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm, không có đạo lý không thông báo cho nhóm bạn cùng lớp Tiêu Xuân Minh, Lý Quý, Hứa Nhược Hồng thi vào Đại học Đông Hải. Lý Quý có máy nhắn tin, khi liên hệ với hắn thì hắn đang cùng bạn gái Hứa Nhược Hồng đi dạo phố trên đường Tân Thị, đương nhiên hai người lập tức ngồi xe chạy về ngõ học phủ. Trương Khắc gọi điện thoại cho Tiêu Xuân Minh ở ký túc xá liên hệ với hắn, vừa lúc hắn đang cùng với bạn gái Từ Mai Mai ở trong ký túc xá của hắn, trong điện thoại nghe không ra sự tồn tại của những người khác trong ký túc xá, cũng không quản tiểu tử này dẫn bạn gái lúc này vào trong ký túc xá làm cái gì, bảo họ vội vàng thu thập chỉnh tề đi ra ăn cơm, cộng thêm Tôn Tĩnh Mông, Hình Dư, Trần Phi Dung, tất cả bu đầy một bàn ăn cơm, rất là náo nhiệt. Đường Thanh cùng Thịnh Hạ ngồi máy bay vào đêm trước đến Hồng Kông. Khi gọi điện qua đây còn nói chuyện với Lý Chi Phương, Chu Hiểu Lộ, tỏ vẻ rất tiếc vì ngày hôm nay về Hồng Kông không thể gặp mặt hai người, hẹn vào kỳ nghỉ đông sẽ về Nhất Trung gặp mặt. Từ khi tốt nghiệp Nhất Trung, Trương Khắc vẫn chưa gặp lại Lý Chi Phương, đối với một người phụ nữ phận nhấp nhô, tính tình tuy nói mềm yếu nhưng có thể nói cứng cỏi, trong lòng y luôn kính trọng. Lúc này Chu Hiểu Lộ còn có dáng dấp của thiếu nữ thanh xuân, bản tính can đảm của cô rất ít một người con gái thành phố nào có được. Về phần số phận sau này của cô và Đỗ Phi thế nào, cứ tạm gác lại nói sau. Nói chuyện cũ về trường học, Tôn Tĩnh Mông, Lý Hình Dư đều là khách lắng nghe, nghe được sự tích quang huy của Trương Khắc tại trung học rất nhiên cảm thấy rất hứng thú. Lý Hình Dư cười kín đáo, bộ dáng nghiêm túc lắng nghe trông rất động nhân. Tôn Tĩnh Mông thì ra sức cổ vũ Chu Hiểu Lộ nói ra hết những gì mình biết. Trương Khắc cũng không biết Chu Hiểu Lộ sao biết nhiều chuyện như vậy. Chu Hiểu Lộ còn liên tiếp giật dây Đỗ Phi vạch trần khuyến điểm của Trương Khắc. Trần Phi Dung thì rõ ràng nhất những chuyện Trương Khắc đã làm. Cô lấy tay chống cằm, khóe miệng mỉm cười lắng nghe, cũng không kể tội của Trương Khắc. Cũng nói đến một số tin tức xảy ra gần đây trong trường. Đáng tiếc thôi Úc Mạn đã về Bắc Kinh nghỉ lễ Quốc Khánh, bằng không thì có thể mời cô cùng qua đây. Lý Chi Phương nhớ tới một việc, hỏi Trương Khắc, Đỗ Phi. Là Tuyền, lớp 11 khóa 97. Hai em có quen không? Em ấy cũng là sinh viên tôi dạy, thi rất chuyên ngành sư phạm Hải Châu, năm nay thi đỗ Đại học Đông Hải rồi, cũng là sinh viên của Học viện Thương mại Quốc tế Đại học Đông Hải. Nhất Trung Hải Châu có hai lớp môn khoa học xã hội, phòng học còn nằm sát bên. Khoa ngữ văn cũng vẫn do một mình Lý Chi Phương kiêm nhiệm. Không nói Trương Khắc cùng La Tuyền tại kiếp trước đã từng là bạn học bàn trước bàn sau, dù Tiêu Xuân Minh, Lý Quý, Hứa Nhược Hồng cũng biết lớp bên cạnh có một bạn nữ xinh đẹp như thế. À, quả thật không đơn giản đâu. Nhóm Tiêu Xuân Minh nghe được con gái năm ngoái thi rất đại chuyên, năm nay có thể thi đỗ Đại học Đông Hải thì đều rất kinh ngạc. Hệ thống giáo dục đại học của Trung Quốc chia làm hai loại hình thức, đại học bản khoa chính quy cùng đại học chuyên khoa tên gọi tắt đại chuyên. Điểm khác nhau. 1. Chế độ giáo dục, đại học bản khoa học 4 năm, đại học chuyên khoa chủ yếu là 3 năm. 2. Đại học bản khoa có thể xin học vị học sĩ. Đại học chuyên khoa không có học vị. Đại chuyên chia làm hai loại hình thức cao chuyên cùng cao chức. Giáo dục đại chuyên chủ yếu có hai loại hình thức thực hiện, cao đẳng dạy nghề tên gọi tắt cao chuyên cùng cao đẳng học viện kỹ thuật nghề tên gọi tắt cao chức bản chất không khác biệt, chỉ là trọng điểm bất đồng, cái trước coi trọng năng lực như cao đẳng chuyên ngành sư phạm cái sau coi trọng kỹ thuật như học viện kỹ thuật thủy lợi. Đỗ Phi nghi hoặc hỏi Trương Khắc. Có phải là cô gái thì đại học năm ngoái kết thúc thì trời mưa to, mày đưa về phải không? Trương Khắc hận không thể đá cho tiểu tử Đỗ Phi này một cái. Lúc cao trung thời gian y ở trong trường học không ngắn, sao lại xa lạ với La Tuyền được chứ? Lại nói lần đó y còn ở cùng với Đường Thanh, làm cho tổn hại tình bạn thì thật bó tay. Tiểu tử này là muốn rời ánh mắt đi đây mà. Tôn Tĩnh Mông quả nhiên hồ nghi nhìn Trương Khắc, Lý Quý chỉ sợ thiên hạ không loạn, cười nói. Trước đây là bạn học lớp bên cạnh, hiện tại thành sư muội rồi, cũng phải chiếu cố đến người ta. Tiêu Xuân Minh nghi hoặc hỏi Lý Chi Phương. Cô Lý, La Tuyền thi vào ngành nào, Học viện Thương mại Quốc tế, em và Trương Khắc đều tham gia công tác tiếp đãi tân sinh của trường Học viện Thương mại Quốc tế, cũng đâu thấy bạn ấy. Chuyên ngành kế toán cùng khống chế, hình như 2 năm trước phải học ở hiệu khu Tân Phổ. Lý Chi Phương nói. Chiếc đũa kim loại trong tay rơi xuống đất vang lên loảng xoảng. Trương Khắc giật mình phục hồi tinh thần lại, cúi xuống bàn nhặt đũa lên để che giấu nội tâm bất ổn.
Trước đây y hoàn toàn không ý thức được năm nay Học viện Thương mại Quốc tế sẽ đưa sinh viên của một chuyên ngành đến phân hiệu Tân Phổ, Trần Ninh không phải là không thi đỗ Đại học Đông Hải, không phải là không đến kiến nghiệp, mà là lịch sử phát triển đến lúc này đã xuất hiện một lối rẽ nho nhỏ. Trần Ninh của kiếp này là tân sinh chuyên ngành kế toán cùng khống chế của Học viện Thương mại Quốc tế, trực tiếp đưa đến phân hiệu Tân Phổ, nhất định là như vậy rồi. Cẩm Hồ ra sức ủng hộ ngành thông tin của Đại học Đông Hải, kiến thiết cho các ngành học điện tử khiến cho tài nguyên dạy học của bản bộ trường hơi eo hẹp. Bởi vậy phải rời các viện hệ chuyên ngành thuộc môn khoa học xã hội như Học viện Thương mại Quốc tế đến phân hiệu Tân Phổ. La Tuyền không thể trở thành bạn học với Đường Thanh trong kiếp này, không ngờ lại trở thành bạn học với Trần Ninh. Số phận tới cùng đang đưa đẩy thế nào đây? Trương Khắc hô hoán trong lòng. Trước đây y vẫn cho rằng bản thân là người nghịch chuyển số phận của người khác, không nghĩ tới vận mệnh của chính mình cũng bị vướng mắc vào trong đó. Thời gian sau đó, Trương Khắc có vẻ mất hồn mất vía, cũng không nói ra về trước, cùng với mọi người đến 1978 để giết thời gian. Ban đêm không để Lý Chi Phương, Chu Hiểu Lộ đến khách sạn ở, mà tự mình tiếp đãi họ vào ở trong chung cư thanh niên. Đỗ Phi rất ít khi ở trong chung cư thanh niên, buổi tối ngày hôm nay lại mặt dày mày dạn đi vào ở. Biết lịch sử vẫn tổng thể tuần hoàn theo quỹ đạo đã định trước. Trở lại chung cư thanh niên, tâm tình của Trương Khắc dần dần khôi phục lại. Chương 923, âm mưu đánh tennis. Lý Chi Phương sớm biết rằng Trương Khắc, Đỗ Phi rất không đơn giản. Trương Khắc đơn giản có thể không có quan hệ quá lớn với gia thế của y. Thấy được Trương Khắc đi học ở kiến nghiệp mà ở trong căn nhà xa hoa như vậy, Lý Chi Phương vẫn cảm thấy khá bất ngờ. Các anh ở kiến nghiệp cũng sang thật đấy. Chu Hiểu Lộ đi lên vườn hoa lộ thiên trên mái nhà. Trên lầu còn có viện tử đẹp như thế sao? Cô lại nắm tay hạ quyết tâm. Sau đó nhất định phải tìm nam nhân tốt mới được. Đáng tiếc nam nhân tốt thường rất ít. Làm thế nào mới tốt đây? Biến mái nhà hơn 500 mét vuông thành vườn kiểu lâm viên Giang Nam là đủ xa xỉ rồi. Lần đầu tiên từ Mai Mai qua đây, khi lên lầu nhìn mà choáng váng. Cô ôm cánh tay Tiêu Xuân Minh, hô hấp cũng nhỏ đi. Tiêu Xuân Minh cuối cùng qua lại với từ Mai Mai, bị Trương Khắc cảnh tỉnh. Hắn minh bạch nữ nhân có chút hư vinh cũng không đáng trách. Tôn Tĩnh Mông vỗ vỗ vai Chu Hiểu Lộ. Sao lại không có tiền đồ như thế, phụ nữ cũng có thể tự mình đi mua nhà đẹp như thế mà. Nghĩ đến bản thân phải kiếm nhiều tiền như vậy. Chu Hiểu Lộ thè lưỡi, đi tới chỗ cái đu, ngồi vào đu nhẹ nhàng lắc lư. Em thả bán mình còn hơn. Trương Khắc nghe xong bật cười, cái số tình nhân vợ bé của Chu Hiểu Lộ là thâm căn cố đế. Điều này chắc có quan hệ với hoàn cảnh gia đình luôn nằm trong cảnh không ổn định của cô. Không biết một yêu tinh như thế trưởng thành sẽ làm bao nhiêu nam nhân đau lòng vì cô. Lý Hinh Dư ngoan ngoãn đi theo phía sau Trương Khắc cũng che miệng cười khẽ. Cô cũng lên lầu làm khách. Lý Chi Phương nghe xong cũng lắc đầu mà cười. Lớn chừng này tuổi đầu rồi còn ăn nói lung tung, cũng không sợ người khác cười cho sao. Lý Chi Phương vào phòng trà ngồi, ngẩng đầu nhìn sao đầy trời, nói với Trương Khắc. Cuộc sống tại kiến nghiệp của các em quả là xa xỉ. Chắc là vậy, người sống trên đời cũng không thể làm khổ bản thân mà. Trương Khắc cầm một bình cà phê nóng rót cho mọi người. Lý Hinh Dư từ nhỏ tại trong gia tộc đã hình thành một thói quen chủ động làm mấy việc vặt. Cô đưa tay muốn giúp rót cà phê, Trương Khắc thụt tay lại. Ngón tay nõn nà chạm phải thành bình làm cô hơi bị bỏng. Cô bèn ngậm ngón tay bị bỏng vào tay mút, cau mày, trông như bị bỏng đau lắm. Trương Khắc mỉm cười nói với cô. Cô ngồi xuống, cô là khách, ta là người phải tiếp đãi. Lý Hinh Dư xấu hổ cười cười, liền ngồi xuống. Chu Hiểu Lộ bên kia ngồi ở giữa Tôn Tĩnh Mông cùng Trần Phi Dung, cô gác cằm trên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào Lý Hinh Dư thanh thuần quyến rũ hồi lâu, đột nhiên lấy giọng Hải Châu nói một câu với Trần Phi Dung. Ngày mai mời chị ấy đi đánh cầu lông được không? Trần Phi Dung không rõ nguyên do, lại nhìn Chu Hiểu Lộ, lại nhìn Lý Hinh Dư. Lúc này Lý Hinh Dư mới ý thức được câu nghe không hiểu kia là đang nói về mình, cô nghi hoặc nhìn Trương Khắc, muốn hỏi y họ đang nói cái gì. Trương Khắc thiếu chút nữa cười ra tiếng, mà Trương Khắc còn chưa cười thì Đỗ Phi đã cười ra tiếng trước. Trương Khắc nghĩ thầm tiểu tử Đỗ Phi này thì ra cũng biết dụng tâm, ác độc của Chu Hiểu Lộ, biết chỗ ác độc mà cô kiến nghị như thế. Lý Hinh Dư, khi Lý Hinh Dư nhảy nhót, chỉ sợ một khi bóng bắn vào, ngực sẽ bị rất đau đớn. Trần Phi Dung hỏi Đỗ Phi, có cái gì buồn cười? Đỗ Phi muốn nói, Chu Hiểu Lộ trừng mắt với hắn. Không cho nói. Trương Khắc giúp Lý Hinh Dư phiên dịch câu phương ngôn Hải Châu của Chu Hiểu Lộ.
Chu sư muội nói là ngày mai muốn mời cô đi đánh cầu lông. Sắc mặt Lý Hinh Dư chợt đỏ bừng, có một loại quyến rũ mị hoặc, cái này thì mọi người đều hiểu được, liền cười ổ lên. Lý Hinh Dư xấu hổ ôm mặt nằm lên đầu gối. Bản thân cô cũng nhịn không được nở nụ cười, người khẽ rung rinh, lỗ tai trắng tinh như ngọc thạch đỏ như thấm ra máu. Vẻ xinh đẹp tỏa ra trong nháy mắt của Lý Hinh Dư chắc là chỗ khiến người tâm động nhất của cô, Lý Quý, Tiêu Xuân Minh ít khi thấy phụ nữ tuyệt mỹ nhìn mà ngẩn tò te, cũng không quản bạn gái của họ đang ở bên cạnh, dù Trần Phi Dung, Tôn Tĩnh Mông tự xưng thanh lệ hơn người nhìn dáng dấp như vậy của Lý Hinh Dư cũng cảm thấy vẻ đẹp đó có thể thấm vào lòng người. Mọi người nói cười đến tận khuya mới tan cuộc, phòng của Lý Hinh Dư ngay ở dưới lầu. Trong phòng có 4 phòng ngủ, Đỗ Phi ở lại. Tôn Tĩnh Mông giữ Trần Phi Dung lại cùng nhau ngủ. Hai mẹ con Lý Chi Phương, Chu Hiểu Lộ một phòng, Trương Khác thì đêm khuya người tĩnh mới trở lại phòng. Đêm khuya người tĩnh, Trương Khác ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc, y không cần phải che giấu tâm tình nữa. Đèn trong phòng đã tắt, ánh trăng cùng đèn đường hắt vào, có thể lẳng lặng nhìn kỹ nội tâm mình. Lúc này y hầu như có thể khẳng định Trần Ninh Phải đã đến phân hiệu Tân Phổ, nhưng biết thì có thể làm được gì. Kiếp này phụ nữ có vướng mắc với mình đã quá nhiều rồi, còn muốn tiếp tục đi trêu chọc thêm sao? Trương Khác đột nhiên cảm thấy hơi quái lạ, có thể sống lại, đối với tình cảm hẳn là có một loại minh ngộ càng thấu triệt hơn. Tỉ mỉ suy nghĩ đến tình cảm phát sinh giữa mình và 4 người phụ nữ, chưa nói tới có mới nới cũ, cho dù 2 ngày nay ở cùng với Đường Thanh, trong lòng cũng không có tâm tình mặt trái phụ lòng cô. Khi ở cùng với cô là thật tâm thực lòng, đối với quan hệ giữa mình và Đường Thanh, có một loại cảm giác trong sáng, hết sức tuyệt vời, tựa như cảm giác tương giao hiểu nhau với Hà Huyền kiếp trước. Cũng không cảm thấy trong lòng khi đó không hòa tan nổi Hứa Tư, vãn tình còn có địch Đan Thanh. Đường Thanh có thể cũng có loại cảm giác này, cô mới không chú ý Trần Phi Dung đi cùng với họ đến Tân Vu. Đây tới cùng là một loại tình cảm thế nào? Thiếu nữ thanh xuân như Chu Hiểu Lộ sẽ không cảm thấy quá hứng thú đối với mấy thứ phong cảnh, sơn thủy, cô quấn lấy Lý Chi Phương đòi tới kiến nghiệp chơi. Cũng chỉ là chơi thôi, cũng không phải là tới để du sơn ngoạn thủy. Lại có nhiều thanh niên nam nữ như vậy tề tụ với nhau, cũng rất náo nhiệt, tuy nói chỉ là thiếu nữ thanh xuân mới học năm nhất, nhưng cũng rất nhanh hòa nhập với mọi người thành một thể. Chu Hiểu Lộ biểu hiện ra trưởng thành hơi sớm, cũng là có quan hệ với hoàn cảnh trưởng thành của cô, lúc này muốn thay đổi cũng có phần trắc trở. Ngày hôm sau không đi đánh cầu lông, mà là hẹn nhau đi đánh tennis. Chu Hiểu Lộ mới sáng sớm đã rất nhiệt tình đi xuống lầu mời Lý Hinh Dư. Vào mỗi ngày nghỉ, các sân bóng, phòng thể thao trong trường đều kín chỗ. Nhóm Trương Khác hơn 10 người, tự nhiên không thể đi tranh giành sân bãi trong trường. Bên trong vườn sồi có sân tennis xây riêng cho công nhân, còn có phòng chơi squash, cung cấp cho các công nhân sử dụng khi nghỉ ngơi. Trong lúc nghỉ cũng có công nhân đi chơi bóng, Trương Khác đã sớm liên hệ qua giữ sẵn một cái sân. Sân tennis nằm ngay bên hồ Yến Quy, Lý Hinh Dư ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi, đối mặt với núi xanh nước biếc, hết sức thư thái. Cô bận bộ đồ thể thao màu trắng, cột tóc vắt ngang một bên, biết người khác muốn chọc quê mình, nên cô chỉ ngồi ở ghế, không chịu ra sân chơi bóng. Cô không ra sân chơi bóng, có phải là chán chết không đây? Trương Khác cùng Tôn Tĩnh Mông được Lý Quý, Hứa Nhược Hồng thế chỗ, nhận lấy khăn mặt lau mồ hôi Lý Hinh Dư đưa qua, đứng ở một bên nói với cô. Ở cùng với mọi người không có chút áp lực nào, ngồi xem mọi người chơi thế này cũng thoải mái rồi. Lý Hinh Dư cười cười. Tôn Tĩnh Mông cầm vợt tennis vỗ lên đầu Trương Khác. Đêm qua Hiểu Lộ chỉ nói đùa thôi, anh lại vạch trần ra, bảo người ta không biết xấu hổ làm sao ra sân chơi bóng được. Mà cổ ra sân đánh bóng, cũng không phải là tiện nghi cho đám đàn ông thối các người sao. Tôn Tĩnh Mông lại nhắc tới cái này, Trương Khác nghĩ tới dáng dấp của Lý Hinh Dư tại sân bóng. Hai con thỏ trong áo nhảy lên, y nở nụ cười, kéo Tôn Tĩnh Mông cùng nhau ngồi xuống, cầm lấy nước uống. Lý Hinh Dư lại hơi đỏ mặt, ánh mắt xinh đẹp thì nhìn mặt đất. Nhìn người khác chơi bóng, Trương Khác thoải mái dựa vào ghế ngồi, móc ra cái chip flash memory cầm trong tay nghịch. Tôn Tĩnh Mông nhìn biểu hiện của Chu Hiểu Lộ trên sân kém quá, cô nhịn không được chạy tới trợ trận. Đây là chip flash memory cầm hồ sản xuất đó sao? Lý Hinh Dư nghiêng người qua hỏi. Cô biết cái này. Trương Khác thấy Lý Hinh Dư hiếu kỳ nhìn cái chip trong tay, bèn đưa cho cô xem. Samsung đã xác định chiến lược phát triển kỹ thuật số rồi. Tuy nói còn chưa làm cho Samsung, nhưng tôi cũng không lạ gì mấy thứ này. Dù sao ở nhà cha tôi nói chuyện với mọi người ngoại trừ kỹ thuật số thì vẫn là kỹ thuật số.
cái gì cũng không biết thì coi sao được. Lý Hinh Dư nhận lấy con chip, giơ lên hí mắt nhìn dưới ánh mặt trời một chút, giống như đang nhìn một món hàng mỹ nghệ tinh xảo. Đây là chip lưu trữ 32M. Tốc độ của các anh cũng nhanh thật đấy. Thảo nào Lý Tại Thù nói Cẩm Hồ sẽ là đối thủ đáng sợ của Samsung. Cô cũng cho rằng như thế sao? Trương Khắc cười hỏi. Thị trường chip flash memory chủ yếu phân làm hai loại NAND cùng NOR. Cẩm Hồ cùng Samsung nhận được kỹ thuật flash memory từ Toshiba đều thuộc về kỹ thuật flash memory loại hình NAND. Các hãng điện tử Âu Mỹ như Intel nắm trong tay chủ yếu là kỹ thuật flash memory loại hình NOR. Trước mắt thị trường flash memory chủ yếu là thiên hạ của flash memory loại NOR. Phổ biến ứng dụng với các sản phẩm điện tử có lưu trữ tài liệu nhưng yêu cầu đọc nhanh như điện thoại di động, máy tính. Máy truyền phát tin âm tần số và USB flash drive mà Cẩm Hồ phát triển mới chân chính mở ra công dụng rộng khắp của flash memory loại NAND trong các sản phẩm điện tử tiêu dùng. Tương lai sau khi nhiều ứng dụng điện thoại di động được truyền thông hóa, thị trường điện thoại di động cũng sẽ là thiên hạ của flash memory loại NAND. Việc này mặc dù chưa xảy ra, nhưng xem như một công ty có tầm nhìn xa, cao tầng của Samsung tự nhiên có thể đại thể dự kiến được xu thế phát triển của kỹ thuật số trong mấy năm nữa. Trung Tinh Vi Tâm thành công sản xuất ra chip flash memory, đối với Samsung mà nói có lẽ là một đả kích không nhỏ. Lúc này Lý Tại Thù dự đoán tương lai Cẩm Hồ sẽ là đối thủ đáng sợ của Samsung, điều đó không còn là vọng tưởng không thể thực hiện nữa rồi. Chí ít tại lĩnh vực sản phẩm điện tử tiêu dùng, lúc này Samsung cũng không có ưu thế có đặc biệt rõ ràng. Lý Hinh Dư dù sao cũng là thành viên của gia tộc Lý Kiện Hy, quan tâm đến số phận của Samsung vào tương lai cũng là điều rất thường tình, Trương Khác cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu như vậy. Bạn bè cũng không có, đáng sợ, như vừa nói. Anh nói có đúng không? Lý Hinh Dư cười dí dỏm, rồi trả lại cái chip cho Trương Khác, vẻ thanh thuần trên khuôn mặt rất động nhân. Tôi cũng chờ xem anh có thể lãnh đạo một công ty vĩ đại hơn cả Samsung đây. Trương Khác cười cười, nụ cười hồn nhiên của Lý Hinh Dư thực sự là có thể đả động nhân tâm, y đứng lên duỗi người, nói. Chơi bóng với tôi một chút đi. Trương Khác cầm lấy vợt bóng vung vung. Cô yên tâm, mình là bạn bè, chơi bóng với cô sẽ không làm cho cô chạy khắp sân đâu. Lý Hinh Dư đứng lên, cầm lấy vợt bóng đi tới sân. Nhìn Lý Hinh Dư đi ra sân, bọn Đỗ Phi, Tiêu Xuân Minh, Lý Quý dừng tay không đánh nữa, chạy hết đến bên Trương Khác xem họ chơi. Lý Hinh Dư thật vất vả mới có đủ dũng khí, lúc này lại hơi lúng túng rồi. Cô đứng đó xấu hổ bảo Đỗ Phi tránh ra, then chốt cô đã tin nhầm Trương Khác rồi. Trương Khác vừa phát bóng liền làm cho Lý Hinh Dư chạy khắp sân, dù mặc áo thể theo rộng, nhưng khi vận động, hai con thỏ trắng trước ngực cứ nhảy lên, mép áo giống như làn sóng đang nhấp nhô, quả thật rất đồ sộ. Tôn Tĩnh Mông cùng Trần Phi Dung đứng ở bên cạnh nhìn mà cũng cười đến ngả nghiêng. Đánh hết một ván, Lý Hinh Dư mệt đến nỗi thở hồng hộc, đổ mồ hôi nhễ nhại, cô đứng ở bên sân cầm khăn lau mồ hôi, nhìn Trương Khác vẻ mặt cười xấu xa đi tới, cô khẽ mắng. Đúng là hỗn đản không đáng tín nhiệm. Thanh âm mềm mại động nhân, nhưng thật ra không có ý oán giận. Cô giờ mới biết Trương Khác là một hỗn đản sao? Tôn Tĩnh Mông cười nói, thấy Lý Hinh Dư đang ôm ngực, mày cau lại, cô liền ôm cổ Lý Hinh Dư rồi nhẹ giọng hỏi. Chỗ đó đau thật sao? Lý Hinh Dư gật đầu, nhẹ giọng nói. Có hơi đau, nhưng cũng không quá đáng ngại. Cô lại vô ý thức nhìn Trương Khác, khi chạm phải ánh mắt của Trương Khác, cô hoảng hốt tránh ra, sắc mặt lại đỏ ửng lên. Cô đánh rất tốt đấy. Trương Khác ỷ vào thể lực cùng ưu thế chiều cao, cũng coi như ngang cơ với Lý Hinh Dư, then chốt vừa rồi Lý Hinh Dư chưa hoàn toàn buông tay đánh. Còn tưởng cô không biết chơi tennis chứ? Không nói với những người như anh nữa. Lý Hinh Dư khẽ gắt lên, ngoảnh mặt sang Tôn Tĩnh Mông, hình như là trả lời câu hỏi của Tôn Tĩnh Mông. Thời trung học còn từng giành giải quán quân của giải nữ, sau này chơi bóng không còn tiện nữa. Thanh âm nhẹ nhàng, như lá ngô đồng mùa thu rơi vào mặt dày. Cô lợi hại như vậy sao? Tôn Tĩnh Mông có phần kinh ngạc nhìn Lý Hinh Dư, lại kéo lấy cô. Kệ họ có nhìn không, cứ để cho đám đàn ông thúi này thấy được ăn không được, trong lòng ngứa càng khó chịu. Đánh cùng tôi đi, hạ gục hết đám đàn ông thối này. Nhóm Trương Khác có thích tennis thì cũng chỉ là trình độ nghiệp dư, Lý Hinh Dư bị mọi người chọc quê một lần. Bị Tôn Tĩnh Mông kéo lại ra sân cũng sẽ không có quá nhiều câu thúc nữa, phát huy hoàn toàn trình độ chuẩn chuyên nghiệp, quả thực làm cho nhóm Trương Khác ăn không ít đau khổ. Bốn nam nhân thay phiên ra trận, vẫn bị đánh cho tơi bời,
căn bản không phải là đấu thủ của Lý Hinh Dư cùng Tôn Tĩnh Mông liên thủ. Chương 924, Tân Thành hội giai nhân. Ăn xong cơm trưa, Tôn Tĩnh Mông lại đòi tìm chỗ đánh bi-za, bi-za là điểm mạnh của Tôn Tĩnh Mông, chỉ có Lý Quý và Tiêu Xuân Minh không biết trời cao đất rộng tự cho là có thể gỡ lại thể diện trên bàn bi-za, sao họ không đi so múa đương đại với Tôn Tĩnh Mông luôn đi. Tuy nói ngày nghỉ quốc khánh có 7 ngày, nhưng Lý Chi Phương là lãnh đạo trường phải về trường học trực ban, cùng Chu Hiểu Lộ ở thêm 2 đêm liền muốn về Hải Châu. Nhưng các sinh viên của Đại học Đông Hải thì có thể thống khoái mà chơi cho đến mùng 9 mới đi học, Trần Phi Dung phải về nhà một chuyến, bằng không thì ngày nghỉ dài thế này mà cứ chơi ở bên ngoài, người trong nhà nhất định sẽ trách. Hứa Tư tại Hải Châu, Trương Khắc cũng phải về Hải Châu một chuyến, buổi chiều ngày 6 Trương Khắc tự mình lái xe về Hải Châu. Trong thời gian nghỉ thật sự không cần phải bắt những nhân viên đi theo sát. Tiểu tử Đỗ Phi thì vẫn muốn đưa mẹ con Lý Chi Phương, Chu Hiểu Lộ về Hải Châu, đáng tiếc việc của City sáng vực khiến hắn không có thời gian. Đưa Lý Chi Phương, Chu Hiểu Lộ đến trước khu nhà tập thể giáo viên Nhất Trung, lúc này Lý Chi Phương là phó hiệu trưởng của Nhất Trung, cô lại là một người phụ nữ cứng cỏi, cho dù có mâu thuẫn với chồng, chí ít cô có thể ngăn chặn mâu thuẫn này không cho nó bùng nổ, làm cho sinh hoạt trên biểu hiện vẫn duy trì yên ổn. Đưa bạn đến con hẻm Đan Tỉnh Hà. Trương Khắc tay đè tay lái, hỏi Trần Phi Dung ngồi bên cạnh. Ánh mặt trời buổi hoàng hôn xuyên qua cửa sổ xe hắt vào gương mặt Trần Phi Dung, nhìn qua trông cô có vẻ đặc biệt dịu dàng, như một tượng điêu khắc thiếu nữ theo phong cách chủ nghĩa cổ điển. Trần Phi Dung gật đầu, thấy Trương Khắc nhìn chằm chằm vào mình, cô hỏi. Trên mặt mình có gì sao? Trương Khắc gạt xuống cần che nắng trên đỉnh xe, phía sau cần che nắng có cái gương, để cho Trần Phi Dung soi vào gương, y cười nói. Con gái như bạn có thể cả ngày ngồi soi gương trang điểm được không? Đưa Trần Phi Dung đến đầu ngõ, Trương Khắc mở cửa xe giúp cô, cười nói. Không đưa bạn vào nhà đâu, bạn cũng biết mình rất khó cự tuyệt người khác, ba bạn giữ mình lại ăn cơm tối thì làm sao? Nào có người tự sướng như bạn vậy? Trần Phi Dung cười, giơ tay lên xem như là chào tạm biệt với Trương Khắc. Trương Khắc chuyển hướng xe chạy đến đường Đào Viên, nhà mới của Hứa Tư nằm trong tiểu khu trên đường Đào Viên, Hứa Duy chỉ có 3 ngày nghỉ, nên đã về Hồng Kông rồi. Trương Khắc dừng xe dưới bóng cây trước cửa tiểu khu, ngửi mùi hoa quế nồng nàn, chờ Hứa Tư đi ra. Ba mẹ đã sớm định cư tại Tân Vu rồi, nhà Đường Thanh cũng sắp chuyển đến Kim Sơn, Hứa Tư quanh năm không ở Hải Châu, Vãn Tình cũng thường ở tại Kiến Nghiệp, Hải Châu còn có bao nhiêu nơi làm cho mình lưu luyến không nỡ nữa. Hứa Tư đứng một lúc mới nhận ra xe của Trương Khắc đã đến, đang từ đường phố đối diện đi tới. Sao vậy, gì mà nhìn chị nghiêm túc thế? Hứa Tư ngồi lên xe, thấy Trương Khắc nằm áp mặt lên tay lái, nghiêng đầu nhìn mình, hơi xấu hổ đưa tay che mắt y. Muốn nhìn chị như thế. Trương Khắc khẽ hôn lên lòng bàn tay Hứa Tư. Nhớ chị rồi. Hứa Tư sờ sờ cằm Trương Khắc đã mọc râu. Lái xe đi, lát nữa mẹ chị sẽ xuống lầu đi siêu thị, đừng để bà thấy. Thấy được thì tiện thể ăn trực nhà chị bữa tối. Trương Khắc nói rất nhẹ nhàng. Chị đã nói là có công chuyện vội vàng xuống lầu, để mẹ chị thấy thì giải thích thế nào. Hứa Tư cười nhéo lỗ tai Trương Khắc, bảo y thành thật lái xe. Vậy chúng ta đi đâu đây? Trương Khắc hỏi Hứa Tư. Vãn Tình cũng biết cậu phải về Hải Châu, chúng ta đến chỗ chị ấy ăn cơm tối đi. Chị còn nói với mẹ là buổi tối sẽ ngủ chỗ chị ấy. Hứa Tư nói, thấy Trương Khắc như muốn thỏ mũi qua, cô chơi xấu hổ. Trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Ngày hôm qua chị cũng ngủ chỗ Vãn Tình. Trương Khắc đưa tay xõa tóc Hứa Tư xuống, trông cô càng thêm quyến rũ. Gọi điện thoại nói chị Vãn Tình đến con hẻm Đan Tỉnh đi. Sau khi hẻm Đan Tỉnh xây lại vẫn chưa đến đó, chắc hẳn cảm giác rất tốt. Vừa rồi đưa Trần Phi Dung trở về cũng chỉ dừng lại ở trước ngõ chốc lát, chưa đi vào nhìn một cái. Nhà bên đó đã lâu rồi chưa có người quét dọn rồi. Hứa Tư cũng biết căn nhà ở hẻm Đan Tỉnh cửa nẻo kín mít, có một loại thanh u nhã tĩnh ngăn cách, cô lại lo lắng hỏi. Cậu vừa mới đưa Phi Dung đến Bát Cẩm Chân, có thể bị nó bắt gặp không? Em cũng có tay có chân. Có thể cùng nhau quét dọn mà. Trương Khắc cười cười. Cùng hai chị đi dạo phố ăn cơm, dù bị bắt gặp thì có sao, không cần thiết bản thân chột dạ trước mà. Hứa Tư cuối cùng có tật giật mình, tuy nói cùng nhà Trần Kỳ không phải là hàng xóm, nhưng quan hệ giữa hai nhà luôn rất tốt. Mẹ cô và Lưu Phân vợ của Trần Kỳ còn đều là công nhân của giấy Tân Quang. Nếu như để bắt gặp thì ít nhiều cũng có chút xấu hổ.
Trương Khắc cũng không để ý đến lo lắng của Hứa Tư, liền gọi điện cho Vãn Tình, nói chị đến hẻm Đan Tỉnh ăn cơm tối. Lái xe đi qua Sa Điền, nhà cửa chưa thể trong thời gian ngắn mà hoàn thành cải tạo, nhưng nhà cửa sát đường đều rực rỡ hẳn lên. Xe dừng ở bãi đỗ xe phía sau cao ốc Phủ Thiên phía tây ngõ học phủ, khi đưa Trần Phi Dung trở về, dòng người vẫn chưa thấy đông đúc, lúc này sắp vào đêm, mới lên đèn, thậm chí đã cảm giác được có vẻ chật chội. Ngõ Đan Tỉnh tu sửa như mới, lát đá xanh, gạch xanh lát tường, đèn hoa cổ kính treo sừng sững hai bên đường phố. Ven đường toàn là nhà hàng, quán cà phê, quán bar, cửa hàng tinh phẩm, khách sạn cùng kiến trúc nhà bảo tàng, cũng có một bộ phận dân cư rất nhỏ. Sau khi ngõ Đan Tỉnh cải tạo hoàn thành, Thế Kỷ Cẩm Hồ lại tiếp nhận nhiệm vụ cải tạo thương nghiệp hóa khu kiến trúc phía đông. Một khi cải tạo hoàn thành, nơi đây sẽ hình thành quảng trường thành phố siêu đại hình tập trung thương nghiệp, du lịch, ăn uống, hưu nhàn, nhà ở thành một thể. Trước khi cải tạo ngõ Đan Tỉnh, rất khó tưởng tượng thành cũ có thể cải tạo như thế. Trước đó Trương Khắc còn suy nghĩ Hải Châu có chỗ nào đáng để mình lưu luyến không? Khi bước vào ngõ Đan Tỉnh, thấy được vết tích mình để lại trong thành phố này, chắc đây chính là chỗ bản thân lưu luyến. Chờ ở trước bãi đỗ xe một lát, Vãn Tình liền lái xe qua, chỉ đồng ở lại Kim Sơn, ngày mai Chu Thục Huệ sẽ phái người đưa nó về Hải Châu đi học. Cho dù Trương Khắc không trở về Hải Châu, Vãn Tình cũng phải tìm Hứa Tư cùng nhau ăn cơm tối. Chương 925, Trương Khắc trộm gà bất thành. Vãn Tình nhìn Trương Khắc cùng Hứa Tư đứng ở dưới đèn đường mới hỏi. Sao lại muốn đến nơi đây ăn cơm? Có gì không tốt sao? Trương Khắc cười hỏi. Không có gì không tốt. Vãn Tình cười cười. Thỉnh thoảng có thể cùng nhau ở bên ngoài ăn bữa cơm, cảm giác cũng rất tốt, đây chính là đãi ngộ trước đó không có được. Hứa Tư cười dịu dàng, nghe Vãn Tình nói như vậy, cũng hiểu dụng ý Trương Khắc kiên trì đến Đan Tỉnh. Có đôi khi che lấp hoặc có thể nói là bịt tay trộm chuông, nhưng có đôi khi nhất định phải làm ra hình dạng bịt tay trộm chuông, chỉ ít tại Hải Châu hai người đều phải tránh công khai xuất hiện cùng nhau. Đường Học Khiêm rời khỏi Hải Châu, mọi người cũng đều như thở dài một hơi, tuy nói trên thực chất không quá khác nhau, trước đó chung quy là có thêm lời đồn như vậy, có một số lời đồn là không thể biện giải. Khi đi qua nhà hàng Bát Cẩm Chân, thấy được bên trong đã đầy khách, nhóm Trương Khắc đi tới quảng trường nhỏ giao giới giữa phía nam và phía bắc của ngõ, chọn một quán cơm Tây để ăn cơm. Quảng trường hình tròn, chiếm diện tích không lớn, vị trí ở giữa hơi lõm xuống, phía dưới mái che nắng đặt một số bàn màu gỗ thô, là một tiệm cà phê ngoài trời. Sau khi ăn cơm xong, ba người tìm vị trí trên quảng trường uống cà phê. Rào chắn chạm trổ hoa, đèn đường tỏa ra ánh sáng êm dịu. Góc bên này có ba bàn cà phê, có hai cái bàn thì đang có hai cặp thanh niên nam nữ trông như người yêu đang ngọt ngào nói chuyện với nhau. Trương Khắc cùng Hứa Tư, Vãn Tình đã chiếm một cái bàn, thản nhiên hưởng thụ buổi tối yên ả. Ngoài quảng trường, ngoại trừ hai nhà hàng cơm Tây, hầu như đều là các cửa tiệm xa hoa, tất cả đều rực rỡ ánh đèn. Thế Kỷ Cẩm Hồ trong khi cải tạo ngõ Đan Tỉnh đã bảo lưu các kiến trúc vốn có với phạm vi lớn nhất, cho dù các kiến trúc yêu cầu xây dựng lại cũng bảo lưu ngói xà nhà. Cột trụ làm vật liệu xây dựng, quảng trường nhỏ giao nhau giữa phía nam và phía bắc ngõ phần nhiều là các kiến trúc mới đều có thể phản ánh ra điểm đặc thù của thời đại, đương nhiên cũng bảo lưu lại phong cách của quần kiến trúc vốn có, làm cho trình tự kiến trúc của ngõ Đan Tỉnh càng phong phú thêm biến hóa. Cho dù không phải là ngày nghỉ quốc khánh, vào ban đêm du khách ở ngõ Đan Tỉnh cũng rất nhiều, Trần Tĩnh, Tạ Tử ra hai tay xách đầy túi mua sắm đi qua đây cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy có chút bất ngờ. Mọi người ở đây uống cà phê hả? Trần Tĩnh thấy được Trương Khắc cùng Vãn Tình, Hứa Tư ngồi trong quán cà phê ở quảng trường uống cà phê nói chuyện, cô hơi mừng rỡ, cũng có phần bất ngờ. Cũng có chút ước ao. Vãn Tình nói thế nào cũng là chị họ của Tạ Tử Gia, chuyện Tạ Gia ở riêng cô cũng nghe nói, cô cũng không phải là người cứng rắn. Sự tình qua lâu như vậy, cô cũng cảm thấy mình mấy năm nay rất may mắn, cô cũng không muốn tính toán cái gì, tất cả đều theo ý của Trương Khắc hoặc Từ Học Bình đi làm. Đối với Tử Gia thì Vãn Tình càng không có thành kiến gì, thấy được Tạ Tử Gia còn có phần cao hứng, cô ra vẻ oán trách. Sao em ở Hải Châu mà không nói cho chị một tiếng? Nghe nói chị và chị Đồng đang ở Kim Sơn mà. Tạ Tử Gia khi nói chuyện với Vãn Tình, nhưng lại nhìn chăm chú vào Trương Khắc, Hứa Tư, quan hệ giữa Trương Khắc cùng Hứa Tư hình như thành bí mật đã công khai rồi. Tạ Tử Gia cũng sớm nghe nói, chỉ là trước đó không chính diện nhìn thấy bản thân Hứa Tư. Giờ nhìn thấy cũng thực sự là kinh ngạc. Cô còn tưởng rằng Trần Tĩnh đã đủ đẹp, không nghĩ tới trên đời thật sự có phụ nữ xinh đẹp đến vậy. À,
ngày hôm qua có việc nên trở về sớm, Chỉ Đồng còn ở Kim Sơn. Vãn Tình nhận lấy túi mua sắm nặng trịch trong tay Tạ Tử Gia, cười nói. Thu hoạch của hai người ngày hôm nay cũng phong phú thật đấy. Cô lại bảo Tử Gia cùng Trần Tĩnh qua đây ngồi. Có Vãn Tình và Hứa Tư ở đây, Trương Khắc còn có thể cùng bọn họ tùy ý vừa nói chuyện, giờ Trần Tĩnh cùng Tạ Tử Gia qua đây, bốn nữ nhân liền bắt đầu trò chuyện, chỉ thuần túy là đề tài phái nữ. Trương Khắc buồn chán uống cà phê, nhìn du khách qua lại. Sau một lúc lâu, Trương Khắc nhớ tới một việc, bèn nói với Trần Tĩnh. Cuối tháng 9, tôi ở Bắc Kinh nghe Phó Bộ trưởng Dịch nói năm nay khả năng chỉ phát 3 tấm giấy phép sản xuất điện thoại di động ngoại tư, Vương Cao Khoa phải chờ tới sang năm mới có hy vọng. Mặt khác, tôi còn nghe nói Khoa Vương muốn tiếp nhận nét cùng điện tử Hoa Hạ đổ tiền, đối với Khoa Vương Cao Khoa có ảnh hưởng gì sao? Tạ Kiếm Nam đề xuất muốn thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu của Khoa Vương, điều này có lẽ là một điểm then chốt trong đàm phán của họ. Trần Tĩnh đúng sự thật nói với Trương Khắc, thần sắc hơi ảm đạm, ai có thể nghĩ đến cô cùng Tạ Kiếm Nam trước đó còn là một đôi tình nhân kiểu mẫu. Có chút đau đầu. Điện tử Hoa Hạ đổ tiền đối với Khoa Vương, sắp trở thành đại cổ đông của Khoa Vương, mà nhóm Trần Tĩnh vẫn cho Liên Tín dưới cờ của điện tử Hoa Hạ lấy nhãn hiệu sản xuất điện thoại di động. Tuy nói lúc trước ước định Khoa Vương Cao Khoa ở trong phạm vi nhất định có quyền hạn sử dụng nhãn hiệu Khoa Vương, nhưng Khoa Vương muốn thu hồi quyền hạn, nhóm Trần Tĩnh vẫn rất khó cự tuyệt, họ phải suy nghĩ đến áp lực từ điện tử Hoa Hạ. Đương nhiên rồi, một khi bị Khoa Vương Cao Khoa bắt được giấy phép sản xuất điện thoại di động, lấy nhãn hiệu của Khoa Vương tiêu thụ điện thoại di động, sau đó Khoa Vương cũng không thể chen chân vào lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ điện thoại di động nữa, hơn nữa Khoa Vương tiếp nhận điện tử Hoa Hạ, nét đổ tiền. Sau đó nhất định phải làm ra hàng loạt đại động tác, tăng giá trị của nhãn hiệu cũng cho Khoa Vương Cao Khoa sự hưởng dụng không ràng buộc, điều này quả thật sẽ làm cho Tạ Kiếm Nam cùng với kế hoạch nét. Điện tử Hoa Hạ đổ tiền vào nắm giữ Khoa Vương rất không cam lòng. Bằng 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 bằng. Bất kể Khoa Vương hay là điện tử Hoa Hạ, Trương Khắc cũng sẽ không coi nó là đối thủ cạnh tranh tương lai của Cẩm Hồ, nhưng lại không thể phủ nhận điện tử Hoa Hạ cùng với nét có bộ thông tin làm chỗ dựa. Khoa Vương có điện tử Hoa Hạ đổ tiền vào quả thật có thể tạo cho Cẩm Hồ chút phiền phức. Nghe Trần Tĩnh nói điện tử Hoa Hạ cùng Khoa Vương đều đang gây áp lực muốn họ bỏ quyền sử dụng nhãn hiệu của Khoa Vương, Trương Khắc cau mày suy nghĩ một lát mới nói. Như vậy đi, tuy nói năm nay Bộ Thông tin sẽ không cấp giấy phép sản xuất điện thoại di động đối với xí nghiệp nội tư, cũng không phải nói không thể trình báo, năm nay Khoa Vương Cao Khoa cứ để trình tài liệu đi, làm cho Khoa Vương Cao Khoa tại lĩnh vực sản xuất. Tiêu thụ điện thoại di động sở hữu quyền sử dụng nhãn hiệu Khoa Vương, tại nội bộ Bộ Thông tin coi là sự thực cam chịu, tôi sẽ nói một tiếng với Phó Bộ trưởng Dịch. Trần Tĩnh gật đầu, ở trước mặt Hứa Tư, cô cũng không tiện lộ ra cảm tình mãnh liệt đối với Trương Khắc. Hàn huyên thêm một lúc, qua 10 giờ, tuy nói quán cà phê, quán bar vẫn còn rất náo nhiệt, các cửa hàng đều lục tục kết thúc một ngày kinh doanh, trên đường còn có thanh niên nam nữ đang tản bộ, dòng người chen chúc khi vào đêm đã tiêu tán không gặp. Thấy Trương Khắc cùng Hứa Tư còn có Vãn Tình cũng không có ý muốn ra về, Trần Tĩnh thầm cảm thấy khó hiểu, cũng không nói thêm gì, liền cùng Tạ Tử Gia cáo từ ra về. Khi đi Trần Tĩnh còn nhìn nữ nhân yêu mị tuyệt mỹ Hứa Tư thêm một lần, nghĩ thầm ban đêm Trương Khắc chắc ở cùng với cô ta, trong lòng lại nổi lên tâm tình dị dạng. Sau khi Trần Tĩnh cùng Tạ Tử Gia rời khỏi, Trương Khắc cùng Vãn Tình, Hứa Tư cũng tính tiền ra về. Căn nhà của Hứa Tư nằm ở phía bắc ngõ chủ yếu tập trung dân cư. Nhà bảo tàng cùng lữ xá, đường phố đều giữ lại dáng dấp của quan trạch thời Thanh Mạt. Mở cửa viện, bên trong lại là phong cách nhà ở rất thích hợp với cuộc sống hiện đại, cảm giác giống như bước vào một thế giới khác. Cả tiền đình là ao nước cạn, trong ao đặt vài tảng đá trắng, trôi mấy lá bèo, còn có mấy con cá vàng đang nằm im trong nước không nhúc nhích, hình như đang ngủ say dưới ánh đèn đường êm dịu. Ba người Trương Khắc, Hứa Tư, Vãn Tình đi vào vẫn không làm chúng nó giật mình tỉnh giấc. Góc tường trồng một bồn thúy trúc, cửa viện cùng phòng khách có bậc thang làm bằng đá cẩm thạch. Đi vào phòng khách, đều tắt hết đèn bên ngoài đi. Ánh trăng từ ô cửa sổ hình vuông hắt vào, chiếu lên thảm trải dưới đất trong phòng khách, trông rất đẹp mắt. Bật đèn trong phòng khách, Trương Khắc thấy trong phòng chỗ nào trông cũng giống như thời gian rất lâu rồi chưa có người quét dọn. Thử nhìn sang thư phòng, bàn học còn có một quyển sách đang lật chưa đọc xong, y quay đầu hỏi Vãn Tình. Hôm qua chị và Hứa Tư ở nơi này. Đúng vậy, hai nữ nhân không có người thương yêu còn có chỗ nào có thể đi chứ? Vãn Tình cố ý làm vẻ mặt đau khổ oán than. Đi dạo phố đi chơi mệt mỏi, đương nhiên ở chỗ này thuận tiện nhất rồi.
Hứa Tư muốn đi vào trong, Trương Khắc liền nắm lấy tay cô, cười nói. Chị còn nói ở đây rất lâu rồi không có người quét dọn, không thể ở được, chị đang lo lắng cái gì? Hứa Tư đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Chị có lo lắng gì đâu, chị có nói như vậy sao? Trương Khắc lúc đầu còn chưa ý thức được cái gì. Hứa Tư cùng Vãn Tình lên lầu tắm trước, thấy họ còn muốn tách ra tắm, Trương Khắc nói. Hai người là nữ nhân thì tắm chung đi, nữ nhân tắm tốn thời gian nhất đấy. Hứa Tư, Vãn Tình cũng không cảm thấy hai nữ nhân cùng nhau tắm có cái gì, phòng tắm trên lầu 2 cũng đủ rộng, nói thật chứ, bồn tắm đó ba người đồng thời ngồi vào cũng không biết cảm thấy chật. Hai người liền tiện tay kéo nhau lên lầu. Trương Khắc lại không thể mặt dày đi theo, y đến thư phòng mở máy vi tính lên, muốn dành chút thời gian xử lý một chút mail trong mấy ngày nay. Căn phòng phía bắc thư phòng vốn là phòng khách, tương thông với hậu viện. Giữa thư phòng không có cửa, nhưng vì tăng cường không gian thông thấu, đã xây thêm nửa bức tường. Trên nửa bức tường khảm kính mở thấu ánh sáng. Trương Khắc ở trong thư phòng xuyên thấu qua kính mở nhìn một chút phía sau, cảm giác kỳ quái. Đi vòng qua phòng sinh hoạt nhìn mới biết, phòng khách đã bị Hứa Tư đổi thành phòng vẽ tranh rồi. Trương Khắc cuối cùng cũng hiểu Hứa Tư đang lo lắng cái gì, cả gian nhà chỉ có một phòng ngủ có giường. Trương Khắc hứng lên, rón ra rón rén bước lên cầu thang, nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy, y khẽ vặn nắm cửa đã bị khóa trái từ bên trong. Tiếp theo chợt nghe thấy cửa bị vật gì đập vào từ bên trong, rồi truyền đến tiếng cười ha ha của Vãn Tình và Hứa Tư, hai nữ nhân đồng thời vào phòng tắm rồi, nhưng lại nhốt y ở bên ngoài. Trương Khắc đi xuống lầu, hơi khô miệng, đồ trong tủ lạnh cũng không ít, y cầm một lọ nước khoáng đến ban công trên lầu 2, dự định ngồi trên ghế đợi Hứa Tư, Vãn Tình tắm xong đi ra. Nhưng Trương Khắc không nghĩ đến Hứa Tư cùng Vãn Tình lại quên kéo lại rèm cửa giữa phòng tắm và lầu 2. Ngoài ban công có một hàng rào chắn bằng gỗ cao 2 thước, không cần lo lắng tính kín đáo, bọn họ không nghĩ đến Trương Khắc sẽ bước lên ban công. Nhìn thấy tất cả đôi người ngọc ngồi trong bồn tắm, Trương Khắc thiếu chút nữa muốn lòi cả tròn mắt ra ngoài. Tuy nói Vãn Tình cùng Hứa Tư đều đang ngâm mình trong nước, chỉ có từ vai trở lên mới lộ ra ngoài, nhưng làm cho người ta kích thích về cảm quan lại hoàn toàn khác. Lúc này Vãn Tình đang quay lưng qua, hình như là muốn Hứa Tư giúp cô kỳ lưng. Hứa Tư quỳ ở trong nước, lộ ra đôi gò bồng đảo to tròn. Trương Khắc cũng là quá nóng lòng, không chú ý tới chậu hoa dưới chân, muốn dựa sát vào cửa sổ thủy tinh để nhìn rõ hơn, y dẫm một chân lên chậu hoa, ai ngờ bị vấp ngã xuống đất, chán va vào bệ cửa sổ, ngoài đau đớn không thấy được động tĩnh trong phòng tắm nữa. Sau một lúc lâu, thấy Hứa Tư cùng Vãn Tình bọc khăn tắm vội vội vàng đi ra. Chán bị rách toạc, Trương Khắc đưa tay sờ lên, có vết máu, cảm giác đau rát, cẳng chân cũng đau, có lẽ bị mảnh vỡ chậu hoa làm rách chân rồi. Trương Khắc chột dạ không dám kêu khổ, Vãn Tình, Hứa Tư đưa y về phòng, xách hòm thuốc tới giúp y rửa vết thương, cũng may vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ đơn giản xử lý chút băng gạc cầm máu là được. Trương Khắc chột dạ, để Vãn Tình cùng Hứa Tư giúp y xử lý vết thương, không dám nói gì. Đợi xử lý vết thương xong, Vãn Tình thu dọn đồ, nghiêng đầu nhìn y. Sao không nói gì, bản thân cũng cảm thấy mất mặt rồi sao? Trương Khắc thầm than, đâu có thể nghĩ đến ai lại đặt chậu hoa dưới bệ cửa sổ, thực sự là một năm không may. Hứa Tư đứng ở một bên cười thầm. Trương Khắc giơ cẳng chân trái cho Hứa Tư. Lát nữa làm sao em tắm? Một ngày không tắm chết ai? Vãn Tình khẽ vỗ lên cẳng chân trái của Trương Khắc một cái. Trên người em có bẩn có hôi, đối với hai chị cũng không có ảnh hưởng gì. Em cứ nghĩ làm sao ngày mai ra ngoài gặp người ta đi. À, nghe nói hồi trước em từ trong phòng Lý Hinh Dư đi ra cũng mặt mũi bầm dập, nghe nói tình huống còn thê thảm hơn lúc này, chắc không phải mưu đồ còn xấu xa hơn lần này đấy chứ. Hứa Tư ngoảnh mặt đi cười, cô cười đến đỏ mặt. Sau đó Hứa Tư chạy xuống lầu lấy khăn chống thấm nước buộc vào cẳng chân Trương Khắc để tránh vào nước. Như vậy thì không cần sợ thấm nước nữa rồi, cậu đừng gội đầu trước, đợi lát nữa chị giúp cậu tắm. Nếu như chỉ có Vãn Tình hoặc là chỉ có Hứa Tư, Trương Khắc cũng có thể mặt dày bảo họ tắm giúp mình, đáng tiếc hai nữ nhân ở cùng nhau, Trương Khắc chỉ có thể ôm cẳng chân bị thương vào phòng tắm. Tắm qua loa, tuy nói tắm không gội đầu không có gì đáng kể, nhưng cho dù đầu không bị thương, Trương Khắc cũng sẽ không cự tuyệt Hứa Tư giúp y gội đầu, đáng tiếc chỉ tắm có một mình. Tắm xong, Vãn Tình cùng Hứa Tư muốn đuổi Trương Khắc xuống dưới lầu. Trương Khắc đưa chân cản không cho họ đóng cửa, tươi cười nói. Cùng nhau trò chuyện đi, vết thương hơi đau, cũng ngủ không được, để em trải chăn nằm dưới đất,
tốt nhất trải giày một chút, em sợ sàn nhà cứng quá. Vãn tình, Hứa Tư cũng đâu nhẫn tâm đuổi y xuống lầu, bèn giúp y trải chăn lên sàn nhà cạnh giường. Lúc đầu Trương Khác cũng thành thật, ngủ ở trên sàn nhà. Vãn tình cùng Hứa Tư ngủ trên giường, tắt đèn rồi, ánh trăng từ cửa sổ hắt vào, gian phòng giống như bị thấm trong nước trở nên trong suốt. Trong nhất thời vẫn chưa buồn ngủ, ba người tùy ý trò chuyện, cũng nói đến Lý Hinh Dư. Vãn tình hỏi Trương Khác. Em gạt Lý Hinh Dư trốn đi, Samsung không có ai đến tìm nó sao? Hay là họ cho rằng nỗi nhục của Samsung rồi không thể xóa nhòa, cũng cam chịu rồi. Sao nói là gạt được, đâu có ai hạn chế tự do của cổ. Trương Khác thở dài một hơi. Hai chị không tin em sao? Em nói dối vụng về quá, mà cảm thấy em có nói dối, cũng sẽ không nói dối vụng về như vậy. Lạ thật đấy. Vãn tình nghiêng người hẩy cánh tay Hứa Tư. Em tin tiểu tử này không? Em hả? Hứa Tư nằm sát trên mép giường nhìn Trương Khác đang ôm đầu nằm trên sàn nhà, cô có cảm giác rất kỳ lạ. Khi đêm khuya người tính sẽ nghĩ đến người này, nghĩ đến khắc cốt minh tâm, nhưng loại nhớ nhung này sẽ không dây dưa làm cho sinh hoạt và công việc không thể tiếp tục. Cô cũng không muốn khống chế y, không có ý nghĩ dây dưa bên cạnh y, cho dù nghe được mấy chuyện tình yêu của y. Cô cũng không có tâm lý đố kỵ mà nữ nhân nên có. Thực sự là khó hiểu. Thấy được khuôn mặt anh Tuấn cùng đôi mắt thâm thúy trong suốt của y, cô có cảm giác trong suốt, giống như cuộc đời trở nên tươi đẹp. Cái này tới cùng có thể coi là loại tình cảm nào? Nói cảm tình nhạt sao, hai ba ngày một cuộc điện thoại như cũng đã đủ. Nhưng khi đêm khuya người tính, ngoại trừ người này không ai có thể đi vào trong lòng mình. Nói cảm tình sâu đậm sao, một cuộc điện thoại nói giọng nhẹ nhàng cũng coi như đủ an ủi, lại không có tình yêu nam nữ tầm thường dây dưa không ngớt. Thấy Vãn Tình đang lấy cánh tay hẩy mình, Hứa Tư thản nhiên cười. Em mặc kệ tiểu tử này nói dối hay không. Chương 926, thế giới của ba người. Tạ Vãn Tình nhớ tới lời về quan hệ nam nữ ban đầu Trương Khác dùng lừa mình, chẳng hiểu tên nhóc này sao lại hiểu thấu triệt như thế, còn tổng kết được ra ba canh giới. Cô cũng tin giữa hai người khác giới thực sự tồn tại sự bình đẳng, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương, mãi không chán nhau, cũng không có si mê quyến luyến oán trách. Cũng chỉ có những người trải qua gập ghềnh nhân gian mới nhìn thấu triệt được điều này, đôi khi với người mình yêu chỉ cần một khoảnh khắc trái tim tương thông là đủ rồi. Nếu không có Trương Khác, Tạ Vãn Tình không biết mình còn có khả năng yêu một nam nhân khác không, cho dù không có nam nhân cũng chẳng phải không thể sống nhàn nhã hết quãng đời còn lại. Chị Vãn Tình, chị đang nghĩ gì thế? Hứa Tư thấy Tạ Vãn Tình cười một mình, quay người sang ôm lấy cơ thể đầy đặn của cô hỏi. Chị đang nghĩ tới những lời ba hoa của tên nhóc hư hỏng. Hả, em nói cái gì? Trương Khác gãi đầu gãi tai. Tạ Vãn Tình ghé miệng tới bên tai Hứa Tư, lấy chiếc chăn tơ tằm mỏng che đầu hai người, kể đoạn lý luận trước kia Trương Khác ba hoa cho cô nghe. Em nói xem thằng nhóc này có phải mới sinh ra đã biết tán tỉnh nữ nhân rồi không? Khi đó chị 30 rồi, vậy mà bị thằng nhóc 18 tuổi lừa thất thân, giờ nghĩ lại vừa tức mình vừa buồn cười. Thấy hai cô gái nằm trong chăn cười rúc rích, không biết họ nói gì, Trương Khác ngứa ngáy hỏi. Nói gì thế, cho em nghe với nào. Nói rồi quỳ xuống vén chăn lên định chui vào. Trương Khác ở gần bên phía Hứa Tư, cô làm sao cho y chui vào được, nắm chặt chăn, chân chặn ở bụng Trương Khác, không cho y lên. Trương Khác vờ rú lên hai tiếng đau đớn, Hứa Tư vừa mềm lòng xuống một cái, làm Trương Khác thừa cơ chui vào trong chăn. Tạ Vãn Tình thì rung tung y. Còn sợ y đụng vào vết thương, chỉ cười mắng. Cái đồ hư hỏng, chen vào được giữa hai cơ thể mềm mại ấm áp, trong lòng Trương Khác cũng không có tình dục hừng hực tới mức không kiềm chế nổi. Mặc dù y có mộng tưởng hoang đường lột sạch cả hai cô gái thác loạn một phen, nhưng càng thích cảm giác êm dịu tới cực điểm được ôm hai cô gái yêu thương trong lòng, cứ thế này trời đất ngừng quay mãi mãi cũng được. Khoan khoan, đợi đem cả Đường Thanh lẫn Địch Đan Thanh lên giường cùng rồi trời đất hãy ngừng quay. Trương Khác nghĩ như thế. Nên nằm rất ngoan ngoãn, giang tay ra nói. Ba người gối cùng một cái gối chật quá, em cho hai chị mượn tay nhé. Từ lúc Trương Khác chui lên giường, Hứa Tư có chút thiếu tự nhiên, cô thừa sức hiểu tâm tư xấu xa của y, quay lưng đi cuộn người lại, thấy y không đụng chân đụng tay gì cả, còn có tâm tư nằm nói ba lăng nhăng, ngạc nhiên quay lại, thấy trong ánh mắt y đầy ôn tình dịu dàng, trong lòng thấy ấm áp ngọt ngào, liền quay cả người kéo cánh tay y đặt dưới đầu, gò má áp vào ngực y. Lặng nghe nhịp tim đập bình tĩnh mà mạnh mẽ. Tạ Vãn Tình càng chẳng ngại ngần như Hứa Tư, cô áp hẳn ngực lên người Trương Khác, nhìn đôi mắt sáng long lanh của Hứa Tư, cười tủm tỉm hỏi.
cảm giác cái gối ôm lớn này thế nào? Không tệ, trước kia thực sự không nhận ra. Hứa Tư nhoẻn miệng cười, cũng chẳng thấy quá xấu hổ, cho dù tay Trương Khác bắt đầu không chịu thành thực vuốt ve sống lưng cô, ngứa ngứa, đồng thời cũng cảm giác được một tay khác của y đang lướt trên lưng Tạ Vãn Tình. Ôi cái tên nhóc này, cứ coi y thành cái gối ôm là được rồi, người bất giác áp sát vào, thân dưới tỉ vào đùi Trương Khác, thật dễ chịu, đúng là hơn chiếc gối ôm bình thường ngàn vạn lần. Cả hai cô gái đều chui hẳn vào lòng Trương Khác, gối đầu lên ngực y trò chuyện với nhau, Trương Khác chỉ nhìn thấy hai mái tóc dày đen bóng, tóc Tạ Vãn Tình hơi quăn, còn tóc Hứa Tư suôn thẳng, tóc Tạ Vãn Tình to hơn, tóc Hứa Tư dày hơn, có lẽ vì đầu cô nhỏ hơn. Hả, mình nghĩ cái chuyện quỷ gì thế này? Hai cô gái chỉ chú ý trò chuyện với nhau, y hoàn toàn bị vứt bỏ qua một bên rồi. Kiếp trước phóng túng buông thả, cũng từng dẫn hai cô gái từ quán bar về phòng hoang đường một phen, nhưng khi ôm hai cô gái yêu thương trong lòng, Trương Khác lại không dám buông thả khiêu khích dục vọng của các cô, ngược lại càng thêm quy củ, khiến cho hai cơ thể ngọc ngà nóng bỏng một trái một phải áp lên người, hạ thân chẳng hề dựng lên biểu tình. Chẳng biết từ khi nào hai cô gái nói tới chủ đề chăm sóc tay, đưa tay ra so với nhau dưới ánh trăng. Tạ Vãn Tình trong lúc rụt tay lại vô tình chạm vào hệ thế mềm nhũn của Trương Khác, hơi ngẩng đầu lên nhìn Trương Khác, lại ghé sát vào đầu Hứa Tư thì thầm. Thằng nhóc này ngoan thật đấy, vừa rồi chỉ còn lo hết hồn, nói không chừng bị nha đầu Đường Thanh cho biết thế nào là lợi hại rồi. Trương Khác chẳng nghe thấy hai cô nói gì, chỉ nghe thấy Hứa Tư cười khúc khích, hỏi thì cả hai nhất quyết không chịu nói, nói chuyện tới tận 2 giờ sáng, cả ba đều mệt rồi, mới đổi sang tư thế dễ chịu hơn nằm ngủ. Hứa Tư quay lưng lại, Trương Khác ôm lấy lưng cô, còn Tạ Vãn Tình ôm lấy lưng Trương Khác. Trước lúc ngủ thì chẳng có cảm giác gì, hai tay ôm chặt lấy bụng Hứa Tư, hai chân cũng kẹp lấy đùi cô, hạ thể rất tự nhiên kẹp giữa cặp mông mềm mại đàn hồi của cô, lúc này còn không có phản ứng thì y không còn là đàn ông nữa rồi. Tay Trương Khác đặt lên cái bụng bằng phẳng nhẵn mịn của Hứa Tư, chỉ hơi nhẹ nhàng cử động tay, Trương Khác đã cảm thấy như là hồn mình đã phiêu diêu ở tận 9 tầng mây rồi. Lại cảm thấy bầu ngực đầy đặn áp lên lưng mình, cùng hơi thở nhẹ nhẹ phả lên gáy, đầu óc hết sức tỉnh táo, cũng chẳng có dục vọng làm người ta miệng khô cô khát, song chú em thì dạo dực cứng ngắc, không hề có chút ý thỏa hiệp. Trương Khác cũng không đặc biệt muốn làm chuyện đó lắm, càng sợ làm Hứa Tư tỉnh giấc, cứ giữ nguyên tư thế đó ôm cơ thể mềm mại trong lòng. Nhưng cái thứ nong ngóng đó kề sát chỗ kín, Hứa Tư đương nhiên chẳng ngủ nồi, có điều Tạ Vãn Tình đang ôm Trương Khác, cô không dám nhúc nhích chút nào. Song Trương Khác chỉ thành thực ôm chặt lấy cô, làm trong lòng cô tràn trề một cảm giác mỹ diệu hạnh phúc, nắm lấy tay Trương Khác đặt lên miệng hôn nhẹ. Trong lòng lại lo Trương Khác thế này không ngủ được, đặt tay Trương Khác lên ngực mình, để y ôn nhu nghịch ngợm hai con thỏ trắng béo mập. Thực ra thì như vậy cũng ngủ được, còn ngủ say là khác, Trương Khác cũng chẳng biết mình ngủ lúc nào, ngủ dậy hạ thân vẫn cứng đờ, y vẫn ôm Hứa Tư trong lòng, nhưng đằng sau lưng thì trống rồi, không biết Tạ Vãn Tình rời giường từ khi nào. Trương Khác chống người ngồi dậy, nhìn ngắm khuôn mặt Hứa Tư, chiếc áo lụa mềm mượt rát sát lên người, qua đường viền hoa loáng thoáng có thể nhìn thấy gò núi phập phồng cùng khu vườn địa đàng thần bí, nhẹ nhàng lật người cô lại, Hứa Tư lim dim mở mắt ra, như có tầng sương phủ trên hồ nước trong veo, mang vẻ đẹp không sao diễn tả được, ngái ngủ hỏi. Chị Vãn Tình đâu? Không biết. Trương Khác lắng nghe một lúc, bên ngoài không có chút tiếng động nào, chắc là Tạ Vãn Tình đã ra phố rồi. Liền nằm xuống đối diện với Hứa Tư, im lặng nhìn cô trong ánh sáng ban mai, đưa hai tay ôm lấy gò má trơn mịn, hôn lên trán, mũi, rồi nhấp lấy cánh môi mềm, mỗi lúc một say sưa, một cuống nhiệt, chẳng nhớ tới Tạ Vãn Tình có thể về bất kỳ lúc nào, cởi áo ngủ Hứa Tư ra, tiếp tục hôn từ cổ cô xuống ngực, đi qua eo, hôn tới đùi. Hứa Tư tay vào tóc Trương Khác, chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, cơ thể nóng lên theo từng cái hôn của Trương Khác. Trương Khác luồn tay xuống dưới mông Hứa Tư, dùng sức nhấc lên, Hứa Tư phối hợp ưỡn người lên, để ngón tay y lách qua mép quần lót vào trong, Trương Khác vừa mân mê cặp mông mềm vừa kéo quần lót của cô xuống, chiếc giường rất mềm, nhưng cơ thể của Hứa Tư lúc này còn mềm hôi, cặp đùi dài thon thả của cô bị Trương Khác gác lên vai, đặt hạ thân cứng ngắc vào hang sâu ẩm ướt, Hứa Tư lo lắng hỏi. Nhớ chị Vãn Tình về thì sao? Giờ chị mới nhớ ra thì muộn mất rồi. Á, Hứa Tư kêu lên một tiếng yêu kiều, tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm, chẳng thành âm điệu, như khúc ca lạc nhịp, nhưng còn tác dụng hơn cả liều thuốc kích thích, tiết tấu của Trương Khác mỗi lúc một mạnh dần, tiếng rên của Hứa Tư chuyển thành nỉ non như tiếng khóc, rồi đột nhiên ngưng bặt, hai tay cô bấu chặt vào lưng Trương Khác kêu lên. Tôi,
Tôi tới rồi. Tiếp đó ưỡn mạnh mông lên, hang sâu thắt lại, cơ thể cứng đổ, nước ấm tràn ra ảo ạt. Nằm im chừng 4-5 giây Hứa Tư mới thở mạnh một hơi, Trương Khắc ôm chặt lấy cô để Hứa Tư hưởng thụ dư âm cao trào, chuẩn bị hiệp hai, không ngờ Hứa Tư đột nhiên đưa tay giật chiếc chăn trên giường quấn lên người nhảy xuống giường, miệng hô. Mất mặt chết thôi. Rồi chạy ù vào phòng tắm. Trương Khắc quay đầu lại, không biết Tạ Vãn Tình về từ bao giờ, yếu ớt dựa vào cửa, gò má ửng hồng diễm lệ vô song, ánh mắt tỏa ánh sáng mê ly, thấy Hứa Tư hoảng hốt bỏ chạy, cười mắng. Chị có tới bắt gian đâu, trốn làm gì hả? Chị vào từ lúc nào đấy, sao không nói gì cả? Cho dù bị Tạ Vãn Tình thấy cũng chẳng sao, Hứa Tư xấu hổ vô cùng, không chịu ra. Em sung sướng như vậy, tất nhiên là không biết chị vào lúc nào. Tạ Vãn Tình nhìn Hứa Tư và Trương Khắc ân ái trong ánh sáng ban mai, nhìn vẻ mặt ngây ngất say đắm của họ, trong lòng cảm động, chỉ là cô biết rõ lúc này mình cần gì, nói về phía phòng tắm. Có thể nhường Trương Khắc cho chị không, chị cũng muốn. Tạ Vãn Tình chắc mấy chốc bị Trương Khắc đang đà hưng phấn đưa lên cao trào, từng lỗ chân lông nở ra, mái tóc rối bời che đi khuôn mặt xinh đẹp đỏ như dáng hồng, hơi thở gấp gáp, bầu ngực phập phồng lên xuống, cao trào qua đi, khao khát dần lắng xuống, lúc này Tạ Vãn Tình mới thấy xấu hổ, cô biết vừa rồi mình kêu dữ dội thế nào, không cho Trương Khắc vén mái tóc che khuôn mặt của mình. Cái tên nhóc con hư hỏng đó tay vẫn còn đang giày vò hai bầu vú nảy nở, dễ chịu thì dễ chịu thật đấy, có điều khôi phục lại năng lực suy nghĩ, không biết phải đối diện với Hứa Tư ra sao, không biết vì sao mình lại đưa ra yêu cầu to gan như thế. Quan trọng nhất tên nhóc con kia vẫn còn chưa thỏa mãn, hạ thể vẫn bị lấp đầy, lại chẳng thể đẩy y ra được, nghe thấy tiếng phòng tắm mở ra, cuống quýt vơ lấy chiếc gối che mặt, cơ thể vẫn mẫn cảm vô cùng, tình dục lại dâng lên như thủy triều, ý thức sắp bị nhấn chìm. Cánh cửa phòng tắm là do gió thổi ra, vừa rồi cô chạy vào bên trong, khẩn trương xấu hổ nắm chặt lấy tay nắm cửa, nhưng quên xoay chốt vào, Tạ Vãn Tình hỏi câu kia làm cô kinh ngạc buông tay ra, tiếp đó những tiếng rên rỉ truyền vào, cảm giác như có luồng nhiệt chạy từ gan bàn chân lên đỉnh đầu, chân nhũn ra ngồi bệt xuống sàn, lòng nghĩ, vừa rồi mình cũng kêu lớn như vậy sao? Trong lòng cô chẳng hề cảm thấy ghen tuông lắm, ngược lại có kích thích cực lớn, muốn nhìn trộm, nhưng không có dũng khí đứng dậy. Chắc chị Vãn Tình lúc nãy đứng ở cửa nhìn mình và cậu ấy hoan ái cũng có cảm thụ như vậy. Nghe thấy tiếng gầm áp ức phát ra từ cổ họng Trương Khắc, lòng Hứa Tư đột nhiên buông lỏng, nhận ra giữa hai chân mình đã chảy ra ít nước, thầm mắng bản thân một tiếng, do dự không biết bao giờ đi ra mới thích hợp thì thấy Tạ Vãn Tình một tay che ngực, một tay che hạ thể, hơi khom người chạy vào, còn thấy được chất lỏng sền sệt trắng đục từ đùi chảy xuống. Tạ Vãn Tình thấy Hứa Tư ngồi phệt bên bốn tắm ánh mắt đờ đẫn nhìn mình thì không nhịn được phì cười. Trương Khắc thỏa mãn nằm thẳng cẳng trên giường, nghe động tĩnh trong phòng tắm, một lúc sau có tiếng nước từ vòi hoa sen phun ra, rồi Tạ Vãn Tình và Hứa Tư nhỏ giọng gì rầm gì đó, lại một lúc nữa, tiếng nước chảy không ngừng, Trương Khắc bỏ dậy, đẩy cửa phòng tắm, thấy hai cô gái đều ngồi trong bồn tắm chuẩn bị tắm rửa nước mới đầy một nửa, bầu ngực trắng hồng cùng núm vú vẫn sưng tấy lộ ra ngoài. Còn chưa kịp so sánh hai cơ thể mỹ miều có gì khác biệt thì hai cô gái đồng loạt vơ đồ ném y, thét lên. Đồ hư hỏng, không được tới đây. Trương Khắc xoay lưng lại chịu đòn, mặc cho đủ những thứ loạn xạ ném lên người, đi tới bồn tắm, ngồi xuống mép bồn tắm, ngã người vào bên trong. Vừa rồi em toát bao nhiêu là mồ hôi, phải để em tắm trước. Hai cô gái ré lên đẩy y ra ngoài, Trương Khắc nhất quyết không chịu ra, Tạ Vãn Tình và Hứa Tư vừa bực vừa buồn cười. Chẳng làm gì nổi, còn chuyển sang lo vết thương ở chân y ngâm nước. Trương Khắc phát chân lên mép bồn tắm, gỡ băng gạc ra xem, vết thương đã đóng vảy, không có gì đáng ngại, chỉ là vết sẹo trên trán không thể biến mất ngay được. Vừa mới trải qua hai trận chiến xong, nhưng cơ thể trẻ trung vẫn tràn trề tinh lực, đáng tiếc hai cô gái tắm vội tắm vàng rồi quấn khăn tắm bỏ chạy, không dám bồi tiếp y nữa, Trương Khắc ỉu xìu ngâm nước nửa tiếng mới xuống lầu, bữa sáng đã chuẩn bị tinh tươm trên bàn. Chỉ là hai giai nhân chẳng biết đã đi đâu. Trương Khắc gọi vào di động của Hứa Tư trước, thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong thư phòng, lại bấm số của Tạ Vãn Tình mới biết hai cô gái cùng nhau đi dạo phố. Gãi đầu gãi tai một hồi chẳng hiểu ra sao, nữ nhân thật kỳ lạ, tránh nhau không tránh lại đi tránh mình, vấn đề này nằm ngoài phạm trù lý giải của Trương Khắc rồi. Buổi sáng Trương Khắc ở trong thư phòng xử lý một vài bưu kiện, tới chưa cảm thấy hơi đói, gọi điện hỏi Tạ Vãn Tình xem cô ở đâu. Định kiếm chỗ cùng ăn trưa, hai cô gái lúc này càng không chịu đi cùng Trương Khắc ra ngoài, bắt y ngoan ngoãn ngồi trong nhà không được đi đâu,
hai cô sẽ mang thức ăn nhanh về. Khi Hứa Tư và Tạ Vãn Tình về thì Trương Khắc nhận được điện thoại của Địch Đan Thanh, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ dài, Địch Đan Thanh buổi sáng tới kiến nghiệp, gọi điện thông báo cho Trương Khắc biết, hỏi y khi nào về trường. Là Đan Thanh à? Tạ Vãn Tình nghe thấy tiếng phát ra từ điện thoại, hỏi Trương Khắc. Dạ, chị ấy vừa tới kiến nghiệp nên gọi điện thoại tới. Trương Khắc gật đầu trả lời, cũng không cố ý che ống nói, Tạ Vãn Tình gật đầu không nói gì, Trương Khắc tiếp tục trả lời điện thoại. Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì ngày kia tôi sẽ về. Ý, sao cô ấy không tới Hải Châu? Hứa Tư nghi hoặc hỏi. Nếu chẳng phải Địch Đan Thanh có tật giật mình, là trợ lý của Trương Khắc, kết thúc kỳ nghỉ thì đương nhiên phải tới Hải Châu hội họp với Trương Khắc mới đúng, Tạ Vãn Tình cũng tỏ ra nghi ngờ. Công việc càng ngày càng nhiều, em còn định kiếm vài người phụ giúp Đan Thanh, kiến nghiệp có việc cần Đan Thanh xử lý. Trương Khắc muốn kiếm cớ thì trở tay cái là có, thản nhiên đáp. Có cấp dưới tài cán, ông chủ mới có thể lười biếng. Địch Đan Thanh ở đầu kia điện thoại nghe thấy tiếng Tạ Vãn Tình và Hứa Tư, biết Trương Khắc về Hải Châu gần gũi hai cô gái, chẳng nói thêm, tự cúp điện thoại. Buổi chiều Chu Thục Huệ lái xe đưa Chỉ Đồng về Hải Châu, kỳ nghỉ dài kết thúc, ngày mai Chỉ Đồng còn phải đi học, giấc mộng mỹ hào ba người cùng giường của Trương Khắc bị trì hoãn vô thời hạn, tối ăn cơm xong Tạ Vãn Tình đưa Chỉ Đồng tới trường, Trương Khắc và Hứa Tư tới căn nhà ngõ Đan Tỉnh, hưởng thụ thế giới hai người. Kỳ nghỉ dài vừa kết thúc, tin tức Lưu Văn Đào tới Hải Châu làm bí thư thành ủy, tuy trong lý lịch Lưu Văn Đào nhiều lần đeo chức tới địa phương rèn luyện, nhưng đột nhiên có thể nhảy dù tới Hải Châu thành phố gần đây kinh tế vô cùng sôi động, trong tỉnh Đông Hải bàn toán xôn xao, cảm thấy không sao tin được. Đương nhiên cũng không phải chỉ mình tỉnh Đông Hải, mà còn rất nhiều quan viên cấp ty cục TW được phái tới địa phương làm lãnh đạo đảng chính phủ, có thể nói TW đang từng bước tăng cường khống chế địa phương, nhất là những nơi có tốc độ phát triển nhanh, cơ sở kinh tế tốt. Đối với địa phương mà nói, nghĩ về mặt tốt mà nói, có thể tăng cường liên hệ với TW, còn về mặt xấu là thế cân bằng ở địa phương dễ bị những lính dù này phá hỏng. Chương 927, lo lắng của Đào Tấn. Hết kỳ nghỉ Trương Khắc bay sang Hong Kong. Sau khi thuận lợi tẩy trắng được hơn 100 triệu đô la Mỹ đầu cơ năm ngoái, tài chính đặt trong quỹ đầu cơ vẫn tới 200 triệu đô la Mỹ, tháng 5 bắt đầu lần lượt tấn công thị trường chứng khoán Indo, Hàn Quốc, Nga. Lợi nhuận nhanh chóng tăng lên tới 400 triệu đô la Mỹ. Cơn bão tài chính nhìn có vẻ như tới hồi dữ dội nhất, nhưng cũng đại biểu cơ hội thoải mái trục lợi đã kết thúc, tiếp theo là thời kỳ khôi phục dài, lợi nhuận từ thị trường đầu cơ tuy vẫn còn, nhưng nguy hiểm cũng theo đó tăng mạnh. Lần này Trương Khắc sang Hong Kong để thảo luận vấn đề tương lai phát triển sau này của quỹ đầu cơ, dù thị trường đầu cơ lợi nhuận cực lớn, nhưng Trương Khắc, Diệp Kiến Bân cả Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức không có hứng thú lắm với đầu cơ tài chính. Trong một năm ngắn ngủi quỹ đầu cơ kiếm được hơn 300 triệu, cùng thời gian lãi dòng của Cẩm Hồ cũng bằng thế, nhưng tiền của quỹ đầu cơ phải giấu giếm cần thời gian dài để tẩy trắng. Còn Cẩm Hồ đã bước khỏi Hải Châu lập nên hệ thống to lớn có địa vị trọng đại trong ngành nghiệp, giá trị vượt quá 300 triệu, ảnh hưởng xã hội cũng khác nhau như trời với đất. Nhóm Tôn Thượng Nghĩa đều muốn đem tài chính trong quỹ tẩy trắng chuyển vào thương vụ Cẩm Hồ, tăng cường tính an toàn của kết cấu tài vụ Cẩm Hồ. Đương nhiên có một quỹ đầu cơ bí mật nắm trong tay, đôi khi cũng rất thuận tiện ở trường hợp đặc thù, thủ tiêu nó không thích hợp. Phương án cuối cùng là bọn họ giữ lại 100 triệu đô la Mỹ trong quỹ để Nick Leeson cùng đoàn đội của hắn tiến hành thao tác đầu cơ, đám Trương Khắc lợi dụng sự hỗn loạn khi tư bản người Hoa Indo rút đi tẩy trắng 200 triệu đưa vào thương vụ Cẩm Hồ. Ngày 18 Trương Khắc từ Hong Kong về kiến nghiệp, vừa mới xuống máy bay đã nhận được điện thoại của Liễu Chí Quân nói Đào Tấn muốn gặp mặt y. Tuy không tiếp xúc mấy với Đào Tấn, nhưng Trương Khắc có thể đoán đại khái ông ta tìm mình có việc gì. Trương Khắc bảo Phó Tuấn lái xe tới tòa nhà thành ủy, chính vào lúc mặt trời xuống núi, ánh tà dương sót lại trên dạng núi xanh nhạt đằng xa, ánh sáng tỏa ra không chói mắt lắm, núi xanh xa xa như đang dần dần chìm vào mây tối trong ánh sáng tím tắt dần. Trương Khắc thích hoàng hôn mà thu, nhìn mãi không biết chán, chỉ là người cùng ngắm cảnh khác nhau mà thôi. Chính phủ và tỉnh ủy cùng làm việc cùng một tòa nhà, Trương Khắc nghĩ Lý Viễn Hồ quá nửa biết Đào Tấn hẹn gặp Minh, Trương Khắc vẫn gọi điện cho Lục Văn Phu, khéo léo nói lần này đi Hong Kong vì chuyện xây cảng rồi nhắc tới sắp đến gặp Đào Tấn. Đào Tấn đứng ở cửa sổ nhìn chiếc Mercedes của Trương Khắc đi vào, ông ta chẳng xác định lắm đó là xe của y, chỉ tính toán thời gian chắc Trương Khắc sắp tới, liền quay về bàn đợi.
Tin tức Lưu Văn Đào sắp tới Hải Châu nhậm chức từ con đường không chính thức truyền đi gần 10 ngày rồi, Đào Tấn nghĩ Cẩm Hồ còn biết tin sớm hơn, nhưng cho tới nay vẫn chưa nghe thấy tin Cẩm Hồ tiếp xúc với Lưu Văn Đào. Hôm qua Lưu Văn Đào đã tới kiến nghiệp, Đào Tấn bỏ thời gian ra gặp hắn một lần, Lưu Văn Đào làm như vô tình tránh nói tới Cẩm Hồ, điều này khiến Đào Tấn hơi lo lắng, bất kể từ phương diện nào mà nói đây là điều bất thường, Bí thư Thành ủy Hải Châu không thể tránh được việc đối diện với Cẩm Hồ. Đương nhiên chuyện Lưu Văn Đào tình cờ gặp Trương Khác một lần ở trường đảng TW thì Đào Tấn không biết, nhưng nói không khác lắm so với lo lắng của ông, Lưu Văn Đào nhìn như nhiệt tình thăm dò tiếp xúc, nhưng giả ngốc không nhận ra thân phận của Trương Khác, kỳ thực là sự lãnh đạm. Trong lòng Đào Tấn không thích sự an bài của TW, nhưng không thể cự tuyệt được. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên mấy giây, thư ký Liễu Chí Quân đẩy cửa vào báo cáo. Bí thư, Trương Khác tới rồi. Đào Tấn gật đầu bảo hắn trực tiếp mời Trương Khác vào. Trương Khác rất ít khi tới văn phòng của Đào Tán, đi vào ngửi thấy thoảng mùi ngỗ đàn hương, thấy Đào Tấn hai mai điểm xương đang, chăm chú cầm bút duyệt văn kiện, liền khẽ gọi. Bí thư Đào. Ồ, cậu tới rồi. Đào Tấn đứng dậy mời Trương Khác ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười đúng mực nói. Tôi đánh cờ chẳng ra sao, nếu không đã mời cậu làm một ván rồi, thôi khỏi bêu xấu nữa, thi thoảng tìm cậu trò chuyện chắc cũng không bị ghét. Tôi còn muốn được xin báo cáo nghe chỉ thị của Bí thư Đào nhiều hơn ấy chứ, chỉ là sợ quấy rầy Bí thư. Trương Khác khiêm nhường nói. Cẩm Hồ dưới sự quan tâm của Bí thư mới có sự phát triển không đáng kể này. Đào Tấn xua tay cười phá lên. Đứng lấy ngữ khí nghiêm trang đó nói chuyện với tôi, tuổi trẻ phải có ngạo khí, tiểu nhiếp nhà tôi nó chưa bao giờ để tôi vào mắt. Tôi tìm cậu có vài việc, nhưng không cần nghiêm túc thế, tôi coi cậu như người bạn nhỏ, cậu cũng có thể coi tôi như bạn già. Vậy tin xin nghe lời bí thư. Trương Khắc miệng nói thế, nhưng không có chút nơi lòng nào. Có chỗ nào chưa chu đáo mong được bí thư thông cảm. Đào Tấn chần chừ giây lát mới nói. Theo an bài bộ tổ chức TW. Ngày mai sẽ mở cuộc họp toàn thể tỉnh ủy, muốn tuyển đồng chí Lưu Văn Đào làm ủy viên tỉnh ủy, rồi do tỉnh ủy ra mặt điều đồng chí ấy tới Hải Châu làm bí thư tỉnh ủy. Đồng chí Lưu Văn Đào hôm qua đã tới kiến nghiệp, gần một tuần nữa sẽ tới Hải Châu nhậm chức, chắc cậu đã nghe rồi, hôm nay cậu tới đây, tôi chính thức báo cho cậu biết. Tôi xin đại biểu cho Cẩm Hồ cảm tạ TW, tỉnh ủy phái cho Hải Châu một lãnh đạo có năng lực, tin rằng bí thư Lưu sẽ làm nên thành tựu lớn ở Hải Châu. Trương Khác đáp rất chuẩn mực. Đào Tấn không nhìn được ra điều gì từ thái độ của Trương Khác, chính vì thế nên biết được thái độ lãnh đạm của y với Lưu Văn Đào. Đau đầu rồi đây, Nghiêm gia ở Chiết Đông, Tân Kinh hô phong hoán vũ, giờ lại muốn vươn tay tới Đông Hải, điều này vốn không hề gì, kinh tế phát triển theo chiều ngang là đại thế, muốn tăng cường mức độ sôi động của kinh tế địa phương thì phải phá vỡ cái tính bảo bộ cục bộ, không thể từ chối đầu tư bên ngoài. Nhưng thái độ cường long quá giang của Nghiêm gia quá rõ, sẽ gây ra va chạm làm một số người không mong muốn. Cẩm Hồ tương lai còn có thể tiếp tục đem tới cho Đông Hải cái gì, Đào Tấn hiểu rõ, thái độ của tỉnh với Cẩm Hồ căn bản không thể dao động, ông ta khẽ gật đầu nói. Tôi tin đồng chí Lưu Văn Đào sẽ làm nên thành tựu ở Hải Châu, tôi nghĩ đồng chí ấy cũng rõ tầm quan trọng của Cẩm Hồ với kinh tế Hải Châu, tôi rất kỳ vọng vào Cẩm Hồ, vào đồng chí Lưu Văn Đào. Trương Khác thầm nghĩ, ông ấy cũng đang lo lắng điều gì sao? Chắc cuộc nói chuyện với Lưu Văn Đào hôm qua làm ông ấy không an tâm. Trương Khác thầm thở dài bất kể thế nào y cũng không mong có va chạm với tân bí thư thành ủy, điều này không có lợi gì với Cẩm Hồ, tiếc là người ta đã bày ra thái độ đó. Ý của Đào Tấn rất rõ ràng, tỉnh ủy coi trọng tác dụng của Cẩm Hồ với sự phát triển của Hải Châu và Đông Hải, nhưng cũng hy vọng Hải Châu có cục diện ổn định đoàn kết. Trương Khác không thể không tôn trọng lời của Đào Tấn. Cẩm Hồ sẽ không phụ sự kỳ vọng của bí thư. Từ tòa nhà thành ủy đi ra, Trương Khác về thẳng ngõ học phủ, được Địch Đan Thanh nói cho một tin tức không lấy gì làm vui vẻ. Khoa Vương, Hoa Hạ, nét đầu tư thành lập Viện Nghiên cứu Kỹ thuật nghe nhìn ở khu Cao Tân, đã chính thức thành lập, có lẽ cậu không ngờ Tổng Giám đốc điều hành lại là Chu Hưng Đông, buổi tối bọn họ sẽ tổ chức tiệc mừng ở khách sạn kiến nghiệp, đây là danh sách khách mời. Chương 928, lời chào hỏi của địa đầu xa. Chu Hưng Đông là kẻ ngạo mạn vô lễ, năng lực, kiến thức đều không đáng kể, Trương Khác thầm nghĩ chắc sau này hắn sẽ tiếp tục phụ trách hợp tác giữa Hoa Hạ và Khoa Vương, với Cẩm Hồ mà nói đây là tin tức tốt. Kiến nghiệp muốn phát triển thành vùng trung tâm sản nghiệp điện tử thông tin, thêm viện nghiên cứu thế này cũng chẳng nhiều. Rồi nhận lấy danh sách trong tay Địch Đan Thanh,
không ngờ có tên Lưu Văn Đào, Nghiêm Văn Giới, thở dài. Vừa về đã chẳng được yên. Địch Đan Thanh đoán ra. Bí thư Đào vừa rồi tìm cậu cũng là vì chuyện này. Ừ. Trương Khắc gật đầu. Bí thư Đào chắc đã nói chuyện với Lưu Văn Đào, thấy không an tâm nên mới tìm tôi tới, nếu là chị sẽ nghĩ thế nào? Đổi lại là tôi thì tôi cũng lo bị gạt bỏ bên lề mà không làm được gì, có lẽ Lưu Văn Đào sẽ không cam tâm coi chuyến hành trình tới Hải Châu chỉ là để quá độ. Có điều bản chất là lo thái độ của Cẩm Hồ ở Hải Châu quá cứng, hơn nữa Lưu Văn Đào cũng sẽ chẳng tin vào thái độ công bằng của Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn, Lục Giật Quang. Địch Đan Thanh phân tích. Chẳng cần Nghiêm Văn Giới tìm Lưu Văn Đào, chỉ cần Lưu Văn Đào biết mưu cầu của Hoành Tín ở Hải Châu, hắn sẽ tìm Nghiêm Văn Giới. Ôi cái chế độ dân chủ tập trung, chẳng ai muốn dân chủ cả, chỉ muốn tập trung thôi, muốn nắm hết quyền thôi. Trương Khắc than, rồi lại cười. Mỗi sợi lông trên người Cẩm Hồ đều thanh bạch, tiếc là trong cái thế giới đen tối này chẳng ai tin. Buổi tối đọc sách ở thư viện, tới gần giờ đóng cửa nhận được điện thoại của Diêu Văn Thịnh, hắn đang cùng Vương Duy Quân tới công trường trung tâm hành chính khu Cao Tân, hỏi Trương Khắc có hứng thú tới xem tiến độ kiến thiết khu thương nghiệp Đông Hồ không. Trương Khắc đưa Trần Phi Dung về ký túc xá rồi bảo Phó Tuấn lái xe tới cửa nam trường đợi hắn. Đi qua công trường của Thế Kỷ Cẩm Hồ, từ xa Trương Khắc nhìn thấy nhiều người đứng dưới ánh đèn chỉ trỏ trỏ, xe tới gần mới nhìn ra mấy khuôn mặt quen thuộc. Tiêu Minh Kiến, Lưu Văn Đào, Nghiêm Văn Giới, Tạ Kiếm Nam, Chu Hưng Đông, Lâm Tuyết đứng nhìn công trường đang khẩn trương thi công. Nguồn lực của Cẩm Hồ đúng là hùng hậu. Nghiêm Văn Giới cảm khái. Nhìn tốc độ này thì khu thương nghiệp Đông Hồ chắc sắp xây xong rồi. Kế hoạch ban đầu là 4, 6 năm, trong kỳ hạn quy định chưa xây xong, có thể nới lỏng thêm 2 năm, dù sao khi Thế Kỷ Cẩm Hồ lấy được hạng mục thì đầu tư chỉ có 300 triệu. Tiêu Minh Kiến khá rõ tình hình của Thế Kỷ Cẩm Hồ. Tới hạ tuần tháng 5, bọn chúng có được khoản vốn lớn từ thương nhân người Hoa Indo, tiến độ xây dựng của Thế Kỷ Cẩm Hồ tăng vọt. Nghiêm Văn Giới không rõ chi tiết tư bản người Hoa chạy khỏi Indo. Không đoán ra được Thế Kỷ Cẩm Hồ huy động được bao nhiêu vốn, điều duy nhất có thể khẳng định được là Thế Kỷ Cẩm Hồ có được sự chống lưng mạnh mẽ của Cẩm Hồ từ đằng sau. Với quy mô xây dựng hiện nay mà nói, trong ngành địa ốc trong nước Thế Kỷ Cẩm Hồ được tính là doanh nghiệp lớn rồi, nếu tính quy mô khai phát, Hoành Tín ở Kinh Tân cũng không bì được. Khai phát địa ốc không phải là ngành kỹ thuật, chỉ là sản nghiệp dày vốn thôi. Chu Hưng Đông không biết nặng nhẹ xen vào một câu. Ở Bắc Kinh xây nhà nhanh nhất là 3 ngày một tầng, tòa nhà cao hàng trăm mét, chỉ cần trăm ngày là xây lên đỉnh. Sắc mặt Tiêu Kiến Minh có chút không vừa lòng, ông ta nhớ tới việc Vương Duy Quân nhanh chân đề xuất kế hoạch mời gọi đầu tư địa ốc đang được chấp hành khá thuận lợi. Trong thời gian quốc khánh, một số nhân vật của giới địa ốc Bắc Kinh đã tới khu Cao Tân tham dự diễn đàn sản nghiệp địa ốc, đồng thời nhìn thấy quy mô của Thế Kỷ Cẩm Hồ và thay đổi của khu Cao Tân trong 2 năm qua. Còn việc ưu đãi chính sách của quốc gia và địa phương với khu Cao Tân đã được Nghiêm Văn Giới ra sức tuyên truyền miễn phí trước đó rồi. Lưu Văn Đào hơi nhíu mày, hắn rất ít nói chuyện, cũng không tập trung lắm, xe Trương Khắc đi tới cũng không hề hay biết, tới khi xe dừng trước mặt mới nhận ra. Trương Khắc xuống xe, nhìn một vòng đám người trước mặt, mỉm cười gật đầu với Tiêu Minh Kiến. Thị trưởng Tiêu thị sát công trường muộn thế, không có người của Thế Kỷ Cẩm Hồ theo cùng sao? Quay sang bảo Phó Tuấn. Anh gọi điện cho Bí Thư Vương, nói tôi ở đây đợi. Tiêu Minh Kiến cười cho có lệ. Khoa Vương và Hoa Hạ, NEC liên doanh thành lập viện nghiên cứu ở kiến nghiệp, tôi đại biểu cho thành phố kiến nghiệp tham dự tiệc chiêu đãi, tan tiệc liền đưa mấy vị khách đi tham quan diện mạo mới của kiến nghiệp, tùy hứng đi tới đây, không cần kinh động nhiều người. Có cần tôi giới thiệu với cậu những vị khách này không? Toàn là bạn cũ cả, không cần làm phiền thị trưởng Tiêu nữa. Trương Khắc nhìn Lưu Văn Đào, cười nói. Đây chẳng phải bạn học của bác Đường ở trường đảng TW sao, cục trưởng Lưu cũng tới kiến nghiệp làm khách à. Tạ Kiếm Nam thấy Lưu Văn Đào có vẻ xấu hổ, hắn biết Trương Khắc không ưa gì mình, nhưng ở đây chỉ có hắn là thích hợp hóa giải cảnh khó cho Lưu Văn Đào. Vài ngày nữa cục trưởng Lưu sẽ tới Hải Châu làm bí thư thành ủy, chắc Cẩm Hồ sẽ mau chóng nhận được tin thôi. À, bí thư Lưu, thật là tin vui bất ngờ, lần trước gặp mặt không biết bí thư Lưu sẽ tới Hải Châu công tác. Sau khi tới Hải Châu phải để tôi làm chọn tình địa chủ nhé. Trương Khắc cười ha hả, người hơi khom xuống, coi như biểu thị sự cung kính, nhưng giọng điệu của y làm sắc mặt Lưu Văn Đào càng thêm khó coi. Lời này ý gì, rõ ràng nói y mới là địa đầu xa ở Hải Châu,
Tạ Kiếm Nam không rõ lần trước Lưu Văn Đào tình cờ gặp Trương Khác, thái độ như gây sự của y làm Tạ Kiếm Nam cảm thấy có chút áp lực. Giả dối hàn huyên chốc lát, Vương Duy Quân tới nơi, Thiệu Chí Cương tháp tùng, bề ngoài vẫn rất hòa hợp, nhưng cả hai bên đều không chịu đựng nổi đối phương, nên mau chóng kiếm cớ cáo từ. Bọn chúng còn chưa chịu từ bỏ. Vương Duy Quân nhìn đám Tiêu Minh Kiến lên xe rời đi, cảm khái nói. Tài phú từ dưới đất sinh ra đúng là làm người ta thất kinh. Trương Khác đùa với Vương Duy Quân. Bí thư Vương muộn thế này rồi còn không phải vì chuyện này sao? Vương Duy Quân cười hỏi. Cảm giác gặp mặt tân bí thư thành ủy Hải Châu ra sao? Ngửi một cái là biết nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã rồi. Tiến trình hợp tác giữa Khoa Vương, Hoa Hạ và NEC vô cùng thần tốc, ngày 18 thành lập viện nghiên cứu ở Kiến Nghiệp, ngày 25 thành lập tập đoàn điện khí Khoa Vương ở Hải Châu. Tân Khoa Vương không chỉ có được kỹ thuật và thiết bị sản xuất của NEC, mà còn được Hoa Hạ, Tạ Hán Minh, Tạ Kiếm Nam đầu tư 400 triệu, mua được nhà máy khu công nghiệp điện tử Kim Sơn với giá rẻ, có thể nói tạm thời đã quay lại bàn cờ. Điều này có nghĩa là điện tử Gia Tín bị thiệt hại lớn, khiến cho cổ phiếu của Gia Tín ở Hong Kong càng thêm bấp bênh. Tới Hải Châu nhậm chức mới được 2 ngày, Lưu Văn Đào rình rang tới tham dự lễ treo biển của điện khí Hoa Vương. Hoa Hạ, Khoa Vương NEC đều có địa vị khá cao trong nước. Giới truyền thông lại lần nữa tụ tập ở Hải Châu, rát vàng lên mặt Lưu Văn Đào không ít. Trương Khác hoài nghi thời cơ lựa chọn thành lập Tân Khoa Vương tựa hồ chuyên môn chuẩn bị tạo thế cho Lưu Văn Đào. Ngày hôm đó Trương Khác cũng ở Hải Châu, cùng Diệp Kiến Bân, Trần Tín Sinh thị sát nhà máy ở khu công nghiệp Cẩm Hồ, thậm chí nghe được tiếng phát biểu oang oang của Lưu Văn Đào từ loa truyền ra. Khoa Vương là cái thuyền rách sửa đi sửa lại mà vẫn thủng, thế mà người ta nổi nhau nhảy lên thuyền. Trương Khác thoải mái cười. Chu Phú Minh, Tô Giật Quần đổi sang Lưu Đào cũng chẳng thấy thông minh hơn. Chương 929, đáp trả. Diệp Kiến Bân cười lớn. Lưu Văn Đào có lẽ nhìn thấy chút hy vọng từ Khoa Vương, dù sao Tân Khoa Vương là con lai giữa Nhật và nội địa, hắn tuy không thể làm gì chúng ta, nhưng có khả năng thiên vị Khoa Vương. Có lẽ vậy. Trương Khác ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm. Bản chất không thay đổi có hỗ trợ lớn đến đâu cũng chỉ làm đống hỗn loạn càng thêm hỗn loạn thôi. Cẩm Hồ không định làm hắc điện sao? Thiệu Tâm Văn hỏi. Ái Đạt không làm, Hương Tuyết Hải cũng không làm. Hình như mình giải thích rồi, người Trung Quốc thường phân điện gia dụng làm hai loại chính, hiện là bốn loại, một là bạch điện, nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt những đồ phục vụ nâng cao cuộc sống. Còn hắc điện là TV, đầu video, dàn loa, máy quay phim, chụp ảnh v.v.v. Mấy thứ phục vụ giải trí. Trong 2 năm tới chưa có ý định này, tuy đa nguyên hóa có thể tận dụng hết giá trị thương hiệu, nhưng vội quá không được, giá trị thương hiệu không thể dàn mỏng một cách vô tận. Trương Khác lắc đầu. Tôi dự tính hắc điện đang đối diện với một cuộc ác chiến, trước khi cuộc ác chiến đó tới, Khoa Vương không có đủ thời gian chuẩn bị. Ái chà, giờ cậu lại còn lo lắng thay cho Khoa Vương à? Diệp Kiến Bân trêu ghẹo. Tôi vốn tốt bụng mà. Trương Khác nói xong cũng phải cười lớn. Thôi không nói tới Khoa Vương nữa, khỏi bị mang tiếng vui mừng trên đau khổ của người khác. Tôi luôn nghĩ tới việc Cẩm Hồ gia nhập thị trường hắc điện. Diệp Kiến Bân từ lúc gánh trọng trách ở thương vụ Cẩm Hồ đã đá điện khí hoàn cầu thịnh hâm cho Thiệu Tâm Văn. Thiệu Tâm Văn lần này tới Hải Châu là để muốn nghe ý kiến của Diệp Kiến Bân và Trương Khác về bước phát triển tiếp theo của thịnh hâm. 2 năm qua thịnh hâm được sự hỗ trợ của nguồn vốn lớn đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Các siêu thị điện máy mở rộng khắp toàn quốc, khiến quản lý tồn tại thiếu sót nghiêm trọng, Thiệu Tâm Văn đã tiến hành một số phương thức điều chỉnh quản lý, nhưng chuyện này cần thời gian. Thiệu Tâm Văn vừa không muốn để lộ thiếu sót chí mạng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với các chuỗi siêu thị khác, lại không muốn chỉ hoãn bước tiến. Kiến nghị của Trương Khác rất trực tiếp. Tạm thời phải tránh trực tiếp cạnh tranh với các chuỗi siêu thị khác, lại phải không ngừng bước tiến, vậy thịnh hâm mở cửa hàng chuyên kinh doanh di động đi. Hiện đa phần chuỗi siêu thị trong nước còn chưa coi trọng tiêu thụ di động lắm, làm cửa hàng chuyên kinh doanh di động có thể tránh được cạnh tranh, vẫn mở rộng được. Diệp Kiến Bân thở dài. Cậu lúc nào cũng không quên kiếm lợi cho bên mình nhỉ. Cho dù tôi có chút lòng riêng, nhưng anh có thể phủ nhận chủ ý của tôi là tệ không? Trương Khác hỏi ngược lại. Diệp Kiến Bân giang tay ra, hắn không có gì để đối đáp. Tháng 10 năm ngoái. Số hộ dùng di động trong nước qua 10 năm phát triển cuối cùng đột phá cửa ải lớn 10 triệu người dùng, nhưng chỉ trong vòng 1 năm, số hộ dùng di động đã tăng thêm 10 triệu, có thể thấy tốc độ bùng nổ của thị trường. Hiện chính là thời kỳ hoàng kim tiến vào sản nghiệp di động,
nên Thịnh Hâm khai thác nghiệp vụ chuyên kinh doanh di động là lựa chọn tốt. Trương Khắc thấy Diệp Kiến Bân, Thiệu Tâm Văn đều cau mày suy nghĩ, cười nói. Thôi đi, tôi không tin các anh chưa nghĩ tới vấn đề này, trong một năm qua, quầy di động trong siêu thị của Thịnh Hâm đã cống hiến lợi nhuận gần 300 triệu, có thứ đồ gia dụng nào bì được. Nếu chưa nghĩ tới vấn đề này, nhãn quang chiến lược của các anh không hợp cách. Thiệu Tâm Văn cười. Trước mặt cậu đúng là khó đóng kịch được. Anh nói vấn đề cốt lõi đi, tôi chẳng có thời gian vòng vo với anh lâu vậy đâu, bí thư Lưu cũng diễn giảng được 30 phút rồi đấy. Trương Khắc giã đầu gãi tai, nhìn chiếc loa phóng thanh treo trên cao, chĩa về phía Ái Đạt. Không phải cố ý chứ? Cố ý cái gì? Diệp Kiến Bân không hiểu. Cái loa ấy, không phải muốn tẩy não nhân viên của Cẩm Hồ chứ? Chắc thế đấy, có lẽ bọn chúng biết hôm nay chúng ta ở Hải Châu. Thế mà cũng gọi là dằn mặt chúng ta à? Trương Khắc không nhịn được cười. Vậy lần này Thịnh Hâm làm to vào, coi như đáp trả bọn chúng. Thành thị loại 2 trở lên Thịnh Hâm chưa khuếch trương tới còn bao nhiêu? Thế nào gọi là còn lại bao nhiêu? Thiệu Tâm Văn đáp. Từ khu Hoa Đông ra, ở những địa khu khác, chỉ có siêu thị chính ở thành phố trung tâm, còn các thành phố khác chưa lan tới, còn hơn 100 cái. Vậy dựa vào siêu thị chính, khuếch trương cửa hàng chuyên doanh di động sang các thành phố xung quanh, soạn ra kế hoạch 100 cửa hàng. Trương Khắc phấn khích nói. Vì nghi thức treo biển hôm nay bọn chúng mời tới 6-70 phóng viên, tôi thấy các anh cứ tuyên bố kế hoạch này đi, địa điểm tôi cho các anh mượn, kéo phóng viên tới chân áp sĩ khí của bọn chúng. Khoa Vương cho dù có được Hoa Hạ và Nét đầu tư cũng đừng vọng tưởng lay động được địa vị của Cẩm Hồ, hành động mang tính phá đám này của Trương Khắc chẳng qua là để nhạo báng đám đứng sau lưng Khoa Vương. Đương nhiên cũng là biểu thị bất mãn với việc Lưu Văn Đào vừa tới Hải Châu đã lên giọng phách lối. Hiện giờ phải thảo luận miệng một chút, không có phương án bằng văn bản, phóng viên hỏi tới thì làm sao? Thiệu Tâm Văn hỏi. Anh cứ lên bục mà ba hoa, dù sao cũng chỉ là tuyên truyền thôi mà, 100 cái hay 1000 cái cửa hàng cũng được, tuyên truyền và thực thi luôn có chênh lệch, nước ta nó thế mà. Nghe Trương Khắc nói vậy đám Diệp Kiến Bân cười rộ lên, Trương Khắc đúng là chỉ cố ý gây chuyện. Diệp Kiến Bân đưa tay vỗ đầu. Với truyền thông mà nói, Ái Đạt rất có sức hấp dẫn, kế hoạch này không có chút liên quan nào tới Ái Đạt, mượn bên cầu mở họp báo có quái gì quá không? Trương Khắc chỉ mặt Diệp Kiến Bân cười lớn. Lòi cái đuôi hồ ly ra rồi nhé, vòng qua vòng lại vẫn là muốn tính kế bên này vào. Diệp Kiến Bân giang tay ra, tỏ vẻ rất oan ức. Tôi lo cho Tâm Văn thôi mà. Đúng là chúng tôi có suy nghĩ tới vấn đề cửa hàng chuyên doanh. Chỉ là không tính tới đồng thời khởi động ở cả thành phố loại 2, kế hoạch sơ bộ mà tôi soạn ra nhỏ hơn nhiều, chỉ có 100 triệu, miễn cưỡng không tạo thành áp lực cho chuỗi tài chính của Thịnh Hâm. Thiệu Tâm Văn thành thực bán đứng Diệp Kiến Bân. Anh Kiến Bân nhìn kế hoạch thư của tôi nói quy mô quá nhỏ. Tôi cũng không khoa trương tới mức đồng thời chiếm lĩnh tất cả thành phố cấp 2. Diệp Kiến Bân không giấu nữa. Trăm thành trăm hiệu, nghe đã thật đấy, nhưng ít nhất phải cần 500 triệu. Thịnh Hâm lúc này nhiều lắm bỏ ra được 250 triệu, tôi bảo Tâm Văn lập kế hoạch 250 triệu, không ngờ cậu tự tin đến thế. Thiếu gần 300 triệu cơ à? Trương Khắc gãi đầu hỏi Trần Tín Sinh. Ái Đạt có số tiền này không? Thương vụ Cẩm Hồ không thiếu tiền, nhưng đã lập nên một tiêu chuẩn đầu tư riêng, hệ thống vốn có của Cẩm Hồ cố gắng không chiếm dụng tài chính của thương vụ Cẩm Hồ, tránh gây áp lực tài chính cho thương vụ Cẩm Hồ. Trần Tín Sinh ngẫm nghĩ. 300 triệu không phải là vấn đề lớn. Diệp Kiến Bân xoa tay nói. Thế là thành kế hoạch hợp tác giữa Thịnh Hâm và Ái Đạt rồi, giới truyền thông có tiêu điểm để làm nóng. Thế này, Tâm Văn, cậu sửa phương án một chút, cứ ứng phó với phóng viên đã rồi tinh xong. Trần Tín Sinh hỏi lại. Thực sự là muốn mở họp báo à? Đương nhiên rồi. Diệp Kiến Bân cười rất thiếu nghiêm túc. Thế nào cũng phải cho bọn chúng ăn không ngon ngủ không yên. Trần Tín Sinh lắc đầu cười. Gọi điện cho Dương Vân và Lỗ Khánh Sinh, có diễn trò cũng phải diễn sao cho thật giống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.